Lần tụ tập thánh hoàng này, cao tới 27 vị. Cơ hồ là gần gấp đôi trước đó. Trong đó, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, Trụ Yếm, Tàng Hải Cự Thú, vân vân. Đều có yêu thú cấp thánh hoàng đại viên mãn và cấp bán thần. Tổng cộng có 9 vị. Nhưng, bên trong yêu thú tụ tập tại Bắc Bộ, trừ bạch hổ yêu tộc ra thì cũng không còn yêu thần khác. Không phải yêu tộc không có huyết mạch thành thần, mà là yêu thú có được thần mạch đều quá cuồng ngạo, nhất là 12 yêu tổ. Cho nên, cực kỳ lâu trước đó, bạch hổ yêu tộc đã trấn áp hỗn độn danh xưng là hung thú hồng hoang đầu tiên cùng đằng xà xảo trá tả ác. Long tộc trấn áp hồng hoang tổ kỳ lân cuồng ngạo cùng kim hống tàn bạo, huyền vũ thì trấn áp côn bằng. Mục tiêu của ta là Khương Phàm. Thiếu hoàng thân kinh bách chiến, tâm trí kiên nghị, có rất ít chuyện có thể khiến nó sao động, nhưng đạt được sau khi tin tức từ võ thần điện, nó cơ hồ không cách nào an tâm tu luyện. Khương Phàm vậy mà lại có được 3 loại đại táng, có thể làm cho toàn bộ hệ thống tự nhiên sụp đổ ở trước mặt hắn. Hắn đau khổ tìm kiếm mấy chục năm, một mực điều tra tất cả lục táng truyền thừa. Kết quả trừ thần ma đại táng cùng luân hồi đại táng ra, 3 loại đại táng khác từ đầu đến cuối vẫn không có phát hiện. Không nghĩ tới, những cái khác toàn bộ lại đều trên người Khương Phàm. Càng không thể tin hơn chính là, Khương Phàm còn may mắn dung hợp lại cùng nhau. Lão yêu thần run run râu hùm, lộ ra răng nanh. Rất có thể Khương Phàm sẽ thủ vững thế giới hỗn độn, tìm tới thế giới hỗn độn thì sẽ có thể tìm tới Khương Phàm. Rất có thể thế giới hỗn độn đang ở thượng thương cổ thành. Cũng có thể là chuyển rời đến gần Chu Thiên Thần Điện. Thiếu hoàng có thể đoán được Khương Phàm sẽ có một loại bố trí nào đó, ví dụ như loại hình sát cục. Nhưng Khương Phàm số lượng cường giả dưới trướng có hạn, lại bố trí sát cục đều khó mà chống cự được dòng lũ liên quân đế tộc. Quyết định thắng bại cuối cùng, vẫn là thực lực. Giống, Cùng Kỳ và các loại hung thú đều lộ ra răng nanh, không kịp chờ đợi muốn chinh chiến Thương Huyền. Nhất là tam đại hung thú Cùng Kỳ kia, bọn chúng đã được hứa hẹn. Nếu như biểu hiện đột xuất, không tiếc cái giá thay bọn chúng thức tỉnh tổ mạch trí cường, trùng kích cảnh giới thần linh. Đông Bộ, Huyền Vũ Hải Vực. Huyền Vũ vượt biển mà đến, tập trung hỏa lực tại Đông Bộ Tân Hải. Huyền Vũ đế tộc điệu thấp, nhưng cường hãn không thể nghi ngờ. Nơi đó có được bán đế Huyền Vũ đến gần vô hạn bên trong yêu tộc, một mực thông qua ngủ say cùng cưỡng ép áp chế cảnh giới, tránh cho thiên kiếp tiến đến, là tồn tại kinh khủng chấn nhiếp thiên khải, uy hiếp long tộc. Ngoài ra, trong Huyền Vũ đế tộc vẫn luôn có 2 vị Huyền Vũ cấp yêu thần tỏa chấn. Hơn 100 năm trước, một tôn Huyền Vũ từ khi sinh ra đã dẫn tổ mạch xuất thế, kinh động đến đế quân, tự mình bồi dưỡng, cũng trong hơn 10 năm ngắn ngủi bước lên thần cảnh. Để Huyền Vũ đế tộc đạt đến thời đại tam thần, ngoại trừ bán đế ngủ say cũng chính là vị siêu cấp huyết mạch này, tiếp nhận vô hạn sơn hà truyền thừa. Về phần Hoàng Nê Đài, bọn chúng không dùng. Khống chế. Nhìn tình huống lại dùng. Bọn chúng không chỉ có sống được lâu, mà còn là xử sự ổn trọng, như loại bảo vật đột nhiên xuất hiện quy mô lớn này, khẳng định là có bí mật gì đó, không nên tùy tiện thử. Nhưng vì để giữ vững sức cạnh tranh, tại sao sự kiện đế ước, bọn chúng bắt đã đầu bí mật bồi dưỡng thần linh mới, vừa lúc trước khi Hoàng Nê Đài xuất hiện đã thành công. Một tôn bán đế, 4 tôn yêu thần, bọn chúng hoàn toàn không cần thiết lại bồi dưỡng thêm tân thần. Cho nên trọn vẹn trong 3 năm, bọn chúng cũng là giống như bạch hổ đế tộc, tinh lực chủ yếu đều đặt ở bên trên bồi dưỡng yêu tộc phía dưới. Ví dụ như, huyết mạch trực hệ Huyền Vũ, Huyền Quy cùng Minh Quy. Huyền Quy chú trọng phòng ngự, mai rùa nặng nề, Minh Quy thì chú trọng đại xà Minh Uy. Huyền Quy lại càng dễ kích phát huyết mạch Huyền Vũ, nhưng Minh Quy có thể mượn dẫn uy lực U Minh. Lại ví dụ như, Kim Cương Cự Quy, Khiếu Hải Linh Quy, Đà Sơn Quy. Lại ví dụ như, Kim Nguyệt Hải Thiềm, Bích Hải Kim Tinh Thú, Thôn Hải Kình, vân vân. Bán đế áp trận, tứ thần làm bạn, Huyền Vũ đế tộc bày ra tiềm lực cùng thực lực khủng bố, để tất cả yêu tộc run lẩy bẩy. Tùy tiện tạo thần, đây là cấp chí tôn yêu tổ, cũng chính là năng lực đế tộc mới có thể có. Ngay cả 8 đại yêu tộc khác trong 12 yêu tổ đều khó mà làm được đến. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu để Huyền Vũ có thể xưng là đế tộc, có thể chấn nhiếp Huyền Vũ đại lục. Thống ngự hải vực mênh mông. Thiên yêu thần cung, huyết nguyệt chiến tộc, hải mị và các cường tộc phân tán các nơi tại Huyền Vũ hải vực. Trong đó có thiên yêu thần tôn của thiên yêu thần cung, tay nâng thần binh thiên yêu đăng, chống lên yêu hỏa lĩnh vực, chống cự lại yêu khí khủng bố mà các hải thú tán phát. Ngay cả đám nhân tộc cường tộc của huyết nguyệt chiến tộc cũng đều không thể không đứng trong này, để tránh bị yêu khí yêu tộc trọng thương.
Thái Tổ sẽ đích thân tiến về Thương Huyền sao? Bên trong Thiên Yêu Thần Cung, mọi người nghị luận, cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Đó là Huyền Vũ Thái Tổ, yêu thú đầu tiên phía dưới yêu đế đến gần Vô Hạn Bán Đế. Vẫn luôn ngủ say, uy hiếp, không nghĩ tới lại tự mình xuất hiện. Chỉ bằng vào một mình Thái Tổ đã có thể quét ngang Thương Huyền. Hẳn là sẽ đi, Huyền Vũ mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải chiến thú lục địa, thực lực tại lục địa so với Bạch Hổ yêu tộc cùng Long tộc hơi kém chút. Thái Tổ nhất định phải tự mình ra tay mới có thể giữ vững áp chế, cũng có thể diễn biến vạn dặm đại dương, để tất cả hải thú thỏa thích chiến đấu. Huyền Vũ đây không phải chinh chiến Thương Huyền sao, là muốn khiêu khích Long tộc cùng Bạch Hổ đế tộc. Không biết nếu Khương Phàm biết được Thái Tổ đích thân tới, có thể trực tiếp từ bỏ hay không. Đế quân không xuất hiện, Huyền Vũ Thái Tổ chính là mạnh nhất. Các ngươi nói, đế ngấn Thương Huyền rốt cuộc là cái thứ gì? Sao lại có thể khiến cho các đế quân kiêng kỵ? Các đế quân thật sự kiêng kỵ sao? Trước đó chỉ là tuân theo quy củ mà thôi, mà bất kỳ bên nào muốn đặt chân, đều sẽ kích phát các tộc khác, cuối cùng gây nên hỗn chiến, không cần thiết. Không phải là các đế tộc không muốn, chỉ là đang đợi một thời cơ thích hợp. Không phải sao, thời cơ đã đến. Nếu như Thương Huyền không muốn làm độc lập gì đó, mặc cho bát bộ hoàng đạo tồn tại, để đế tộc dễ dàng hút máu, đế tộc bình an vô sự, cũng sẽ không nghĩ đến xâm lấn. Ha ha, là cái tên phần thiên thần hoàng kia nhất định phải độc bá Thương Huyền, muốn chết. Trong thần cung, đám người khe khẽ bàn luận, cũng không kịp chờ đợi muốn vào Thương Huyền. Thương Huyền chiến tranh thế tất máu chảy thành sông, Thiên Yêu Đăng vừa vặn nâng ly yêu huyết, hiện ra thần uy chân chính. Lúc này, Thiên Yêu Thần Tôn thản nhiên nói. Các đế quân không dám vào Thương Huyền, bất luận là lúc trước, hay là bây giờ. Vì sao? Đám người nhao nhao an tĩnh lại, đế ngấn thật sự khủng bố như vậy. Đế ngấn so với các người nghĩ còn phức tạp hơn, tóm lại. Đế quân tám phương ai dám là người đầu tiên đặt chân vào Thương Huyền sẽ được đưa vào vũ trụ thâm uyên ngay lập tức. Nghe nói là trước khi hư không đế quân vẫn lạc buông xuống lời nói, đế ngấn có thể vây đế quân ở vũ trụ thâm uyên chỉ ít một năm. 30.000 năm, khẳng định đế ngấn đã giảm bớt, nhưng chỉ cần có thể vây đế quân ở thâm không một tháng, hừ hừ. Đế quân khác có thể buông tha cơ hội, nhất định liên thủ giết tiến vào đế thành của hắn, thậm chí đổ diệt huyết mạch đế tộc bọn hắn. Đế thành cùng huyết mạch đế huyết, so với Thương Huyền càng có lực hấp dẫn hơn. Các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, vây khốn đế quân một năm. Hư không đế quân khẩu khí thật lớn. Một chiêu này của hư không đế quân, tuyệt diệu thật. Hắn không ngăn cản được tất cả đế quân đặt chân Thương Huyền, nhưng chỉ cần có thể vây khốn một cái, chẳng khác nào khốn trụ tất cả. Chỉ cần không có đế quân nào dám là người đầu tiên tiến vào Thương Huyền, chẳng khác nào tất cả đế quân cũng không dám tiến vào Thương Huyền. Thiên Yêu Thần Tôn cười ra tiếng. Nhưng hắn tính sai một sự kiện, căn bản đế quân không cần tiến vào Thương Huyền, thần ma dưới trướng đã có thể quét ngang Thương Huyền. Càng không tính tới, lại là hộ giả Thương Huyền bọn hắn tự mình mở rộng cửa lớn, thổi lên kèn lệnh chiến tranh. Hôm nay, ngày 30 tháng 8. Chiến tranh, muốn bắt đầu. Thế giới hỗn độn di chuyển đến vị trí ký định tại ngày 30 tháng 8. Bảo trọng, không cần gượng chống. Sau khi Dạ An Nhiên cùng Khương Phàm thâm tình ôm hôn thì cũng đành rời khỏi. Khương Phàm nhìn thế giới hỗn độn trống rỗng, bật cười lớn, tìm tới một chỗ u cốc, ngồi xuống. Tới đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ta muốn để hỗn độn chiến trường, biến thành mộ địa của các ngươi. Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sáng tàn nhẫn, từ từ nhắm mắt lại. Ý thức của hắn bắt đầu dung nhập thế giới hỗn độn, từ địa tầng nặng nề, đến núi lớn chập trùng. Từ khu rừng rậm rạp, đến sa mạc hoang vu, từ giang hà mãnh liệt, đến hồ nước thâm thúy, từ mặt đất đến bầu trời, từ bầu trời lại đến phía ngoài mê mụ hỗn độn. Thế giới hỗn độn với chu vi 10 vạn dặm, hoàn toàn đặt vào khống chế của hắn, do sơn hà đại táng, thiên địa đại táng, thâm không đại táng, cường thế xâm nhập. Thần thụ thế giới điêu linh, năng lượng tự nhiên rời đi, nhưng thế giới hỗn độn chung quy vẫn tồn tại mấy chục vạn năm, nói là thế giới tự nhiên, thật sự cũng không đáng quá chút nào. Đây chính là đại lễ Khương Phàm đưa cho đế tộc. Chỉ cần võ thần điện có thể giúp hắn chỉ dẫn đế tộc nơi này, thế giới hỗn độn bạo tạc nhất định có thể hủy trời diệt đất, không nói toàn diệt dưới thần ma, chí ít. Dưới thánh hoàng, không có mấy kẻ có thể còn sống. Ta chẳng quan tâm ngươi có bao nhiêu liên quân, lão tử nổ chết ngươi. Ngày mùng 1 tháng 9. Cả thế gian đều chú ý tới đại chiến Thương Huyền bộc phát vào rạng sáng.
Tất cả đế tộc cũng không chờ đến hừng đông, trước khi thời gian chuyển đến ngày 1, bọn họ đã giấy lên khói lửa chiến tranh, cao điệu bước lên Thương Huyền. Tây Bắc Bộ, liên quân nhân tộc trùng điệp, trải rộng ra hơn 1000 dặm, tiến về nội bộ Thương Huyền. Võ thần điện liên thủ tinh túc thần cung, tập kết tất cả võ giả không gian, thiên khung, tinh thần, lùng bắt thế giới hỗn độn tại thâm không. Bắc Bộ, Bạch Hổ đế tộc khống chế hung thú, gào thét gầm rú, cuồng dã bôn tập. Đông Bộ, Huyền Vũ Thái Tổ dẫn đại dương mênh mông nhập đại lục, biển động kinh khủng vén trời lên gần vạn mét, che khuất bầu trời giống như bao phủ lục địa, tàn phá núi sông, đánh thẳng vào rừng rậm, như là thiên tai khó khăn, đánh đâu thắng đó. Số lượng lớn hải thú cự yêu dắt nhau bôn tập tại hải triều, nghiền ép lên phía thượng thương cổ thành ngoài 50 vạn dặm. Long tộc nhào về phía thế giới mới đầu tiên, chiến tranh ầm vang khai hỏa trước ánh bình minh. Nương tựa theo long uy cường hãn, cự long tộc nửa thế giới mới đều quay quanh lên, long tộc khác ngay sau đó khởi xướng tấn công mạnh. Tại giữa trưa cùng ngày, pháp trận phòng ngự của thế giới mới đã bị vô tình nghiền nát, đại quân long tộc phóng tới mấy vạn dặm, xông về cấm khu trung bộ. Nếu bên ngoài tùy tiện cáo phá, nói rõ toàn bộ lực lượng chủ yếu của thế giới mới đã điều đến nội bộ. Mặc dù phòng ngự nội bộ khẳng định trở nên cực kỳ cứng cỏi, nhưng chỉ cần đánh tan nơi đó, thế giới mới sẽ triệt để chôn vùi. Huyết ma tộc cuồng dã tiến lên tại phía đông bắc đại địa, cũng tại tối hôm đó, đến man hoang cổ địa, mục tiêu trực chỉ hoang cổ thành. Man hoang cổ thành đã đề phòng cao độ. Trong này không chỉ có tân tấn thần tôn, còn có tất cả tinh nhuệ của đọa lạc thiên quốc, cũng có chu thiên đại trận cùng cửu thiên đại trận. Càng quan trọng hơn là, man hoang đế tổ đã bắt đầu biến đổi đến bán đế. Khương Phàm yên lặng xếp bằng ở sâu trong thế giới hỗn độn, trong lòng không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Chỉ lo chuẩn bị đại lễ cho đế tộc. Ta nghe Giả An Nhiên nói, chàng trùng kích bán đế thất bại rồi. Một âm thanh dễ nghe dịu dàng đột nhiên quanh quẩn giữa không gian đang an tĩnh. Khương Phàm nhanh chóng hồi phục ý thức, ngẩng đầu nhìn mây mù cuồn cuộn giữa bầu trời. Bình chướng thế giới vặn vẹo kịch liệt, mây mù gợn như sóng biển, một thân ảnh xinh đẹp suy mỹ xuất hiện ở nơi đó. Như ảnh. Khương Phàm ngạc nhiên đứng dậy, khí tức kia. Thân ảnh mỹ lệ xuyên qua mây mù, từ phía chân trời đi tới. Tư thái hiểu điệu để cho người ta sợ hãi thán phục, cái eo thon nhỏ, tròn trịa mịn nhẵn, trong lúc hành tẩu như xà mỹ nhân đang vặn vẹo, kiều diễm động lòng người. Hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, dường như kiệt tác được thượng thiên tạo hình tỉ mỉ, phụ trợ dáng người phong thái tuyệt thế của nàng, để vạn hoa mất hết nhan sắc. Một đôi chân ngọc như ẩn như hiện dưới lớp váy dài, trắng nõn kiều nộn, ngón chân óng ánh lập lòe. Hoàn mỹ không một tì vết, có từng điểm ánh ngọc đang nháy hiện. Chính là Đông Hoàng Như Ảnh vẫn mãi đang bế quan. Nàng, đột phá. Sau khi Khương Phàm rời khỏi 5 ngày, rốt cuộc nàng cũng hoàn thành thăng hoa cực hạn. Hư thiên linh văn cảnh giới thần linh. Vạn cổ thiên thu cảnh giới thần linh. Xung quanh Đông Hoàng Như Ảnh có năng lượng không gian chảy xuôi, dáng người thướt tha như là mê vụ lượn lờ, khí tức thời không lấp lóe tại hai đầu lông mày. Đổ thêm mấy phần thần bí cùng tôn quý. Như là thần nữ chí cao, bước tới từ phía chân trời. Làm sao nàng lại tới nơi này? Khương Phàm kích động xông lên bầu trời, ngạc nhiên đánh giá Đông Hoàng Như Ảnh. Không sai, thần cảnh, thật sự là thần cảnh. Giáo tôn đã đủ để phối hợp với thiên hậu, chàng càng cần ta hơn. Đông Hoàng Như Ảnh mặt giãn ra cười khẽ, rốt cuộc cũng hoàn thành đột phá, đã tròn nguyện vọng của thần tôn. Rốt cuộc cũng có thể chân chính giúp đỡ Khương Phàm. Khương Phàm kích động đưa một tay ôm chặt Đông Hoàng Như Ảnh, mặc dù đã chậm, nhưng cuối cùng vẫn đột phá, quá mấu chốt, cũng quá quan trọng. Chúng ta bắt đầu đi. Đông Hoàng Như Ảnh vỗ nhẹ phía sau lưng Khương Phàm. Bắt đầu cái gì, nàng nhanh đi về, nơi đó càng cần nàng hơn, nơi này chính ta có thể ứng phó. Nhờ có trái tim kia của chàng, nếu không ta rất khó đột phá, bây giờ ta nên giúp chàng. Mặc dù chàng không có tiến tới bán đế, nhưng đã dung luyện thiên quân đại thần tôn, hẳn là không sai biệt lắm. Ta sẽ thử câu thông vạn cổ, thay chàng ngưng tụ đạo ấn ký thủy tổ thứ 5. Nếu như có thể mang theo đế khí mới, nói không chừng chàng có thể nhìn trộm đến huyền diệu bán đế. Muốn toàn diện biến đổi khẳng định không được, nhưng chỉ cần chàng có thể nhìn trộm đến một tia ảo diệu, cũng có thể để cho chàng có được thực lực chân chính áp chế những thần linh đỉnh phong kia của đế tộc. Đông Hoàng Như Ảnh biết thực lực của Khương Phàm rất mạnh, nhưng cuối cùng là phải đứng trước nhiều thần linh đế tộc, đơn đả độc đấu không có vấn đề, nhưng vây bắt thì sao? Cho nên Khương Phàm nhất định phải đột phá,
dù là một chút xíu. Nhưng chính là một chút xíu này lại có thể làm cho Khương Phàm xuất hiện biến đổi. Khương Phàm trầm mặc, nếu như có thể nhìn trộm đến một tia ảo diệu kia, xác thực hoàn mỹ. Như thế không chỉ có mang ý nghĩa hắn có thể kích phát bản thân, để thực lực nhìn trộm đến bán đế tăng gấp bội, càng có thể làm cho đại táng bí thuật cùng lục đạo bí thuật xuất hiện tăng cường càng kinh khủng, thậm chí có thể làm cho các loại đao pháp như tế thiên thức mạnh lên, dù sao. Bán đế cũng tương đương với nhìn trộm ảo diệu đế quân, cùng thần linh, tá thiên thế, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nhưng, Khương Phàm tiếc nuối lắc đầu. Thời gian không còn kịp rồi. Tới kịp, võ thần điện không biết chúng ta ở đây, bọn hắn cần cẩn thận tìm kiếm thâm không, tìm kiếm vết tích, càng phải đề phòng bị phản kích, tốc độ không thể nhanh giống trực tiếp vượt qua không gian. Mà từ Đông Bắc Bộ đến nơi đây, trọn vẹn hơn 300.000 dặm. Bây giờ ta là thần cảnh, khống chế đối với vạn cổ thiên thu đã cao hơn trước kia, bây giờ chàng là thần linh đỉnh phong, cảm ngộ đối với chu tước thủy tổ cũng đã càng mạnh. Chỉ cần chúng ta không ngừng nếm thử, rất có thể sẽ hoàn thành đột phá trước khi bọn hắn đuổi tới. Coi như chàng không nhìn trộm đến bán đế, nhưng có thể ngưng tụ ra đạo ấn ký thủy tổ thứ 5, cũng là tăng lên không tệ. Đông Hoàng Như Ảnh lật đầu ngón tay một cái, một mảnh không gian mê xào chậm rãi rộng mở, bên trong là một trái tim bành trướng nhảy lên. Trái tim của thiên quân đại thần tôn. Đông Hoàng Như Ảnh vui vẻ cười khẽ. Ta không dùng hết, bên trong còn có huyết khí rất mạnh, hẳn là có thể bổ sung tiêu hao, để cho ta cảm ngộ vạn cổ thiên thu nhiều thêm mấy lần. Khương Phàm cuồn cuộn cảm xúc, một loại nhiệt huyết dâng lên, kích động ôm chặt lấy Đông Hoàng Như Ảnh, lại hung hăng lắm điều một ngụm với cái miệng kiều nộn kia. Bắt đầu. Đông Hoàng Như Ảnh đỏ bừng cả mặt, khinh khỉnh nhìn Khương Phàm. Bắt đầu đi. Bạch Hổ đế tộc, Huyền Vũ đế tộc, tiến quân thần tốc từ Bắc Bộ cùng Đông Bộ. Bọn chúng tùy ý phá hư, cuồng dã tiến lên, yêu thú hoặc nhân tộc còn sót lại trong bí cảnh rừng rậm ven đường đều biến thành thức ăn. Bọn chúng trải rộng phạm vi vô cùng lớn, đạt đến mấy ngàn dặm. Không chỉ là vì săn thức ăn, càng là muốn quét dọn nguy hiểm khả năng đang ẩn núp. Dù sao Thương Huyền cũng là một siêu cấp chiến trường, không chừng nơi đó còn có sát cục ẩn tàng gì đó. Nhưng cho dù là cảnh giác tiến lên, tốc độ vẫn vô cùng nhanh, lấy tốc độ mỗi ngày hơn 2 vạn dặm oanh oanh liệt liệt tiến lên. Nếu so sánh, tốc độ của liên minh nhân tộc tương đối chậm chạp, tiến trình mỗi ngày đạt ở hơn 1 vạn dặm. Dùng đội ngũ lùng bắt do võ thần đảo cầm đầu, nhanh chóng di chuyển tại hư không, trải rộng ra mạng lưới tìm kiếm dày đặc, tìm kiếm vết tích thế giới hỗn độn. Mặc dù bọn hắn tự tin có thể nghiền ép Khương Phàm, nhưng hung danh hiển hách của Khương Phàm cả thiên hạ đều biết, kinh nghiệm chiến tranh của Khương Phàm và Thiên Hậu càng cơ hồ vượt qua tất cả thần tôn, cho nên chỉ cần bước vào Thương Huyền liền mang ý nghĩa bước vào khu vực săn bắn của Khương Phàm và Thiên Hậu, bất kỳ nơi nào cũng đều có thể bố trí sát cục. Bọn hắn không thể không treo lên 100% tinh thần, sẵn sàng chiến đấu. Ngày mùng 8 tháng 9, huyết ma đế tộc hoàn thành thanh lý toàn diện man hoang cổ địa, sau khi bảo đảm không có phục binh ẩn nấp thì bọn chúng giống như là dòng lũ, đánh tới man hoang cổ thành hùng cứ đông bắc trăm vạn năm. Man hoang đế tổ không có vội vã xuất kích, cố ý tiêu hao năng lượng của huyết ma tộc, cẩn thận quan sát đến những cường giả ma tộc bên ngoài kia. Huyết ma tộc bằng vào năng lượng của Hoàng Nê Đài, lần nữa tạo nên ma hoàng mới, hai tôn ma hoàng đặt ở phía trước nhất. Ngoài ra, còn có bất diệt ma tộc, thiên ma tộc, cùng u ảnh ma tộc, tham lam ma tộc cùng với số lượng lớn ma tộc. Trong đó bất diệt ma tộc, thiên ma tộc đều đã từng thống ngự qua ma tộc có siêu cấp huyết mạch, thiên ma tộc càng là một trong những người tạo nên man hoang chiến tộc. Chỉ đội huyết ma với đội hình 4 vị ma hoàng so với nhân tộc còn kém chút, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hai vị ma hoàng đương đại vừa chết một phế, kẻ trốn về từ Côn Lôn kia trở lại đỉnh phong cần tiêu hao tài nguyên, tái tạo ma hoàng mới lại tiêu hao rất nhiều. Trong lúc vô hình tương đương với tạo hai tôn ma hoàng. Tình huống của bọn hắn cùng hắc ma tộc không khác nhau lắm, kỳ thật có thể vận dụng tài nguyên bồi dưỡng bất diệt ma tộc cùng thiên ma tộc, thậm chí bỏ mặc hai đại ma tộc, khởi động bảo vật trong tổ từ, tự mình bồi dưỡng ma hoàng mới, nhưng đó là chuyện không thể nào. Bất diệt ma tộc cùng thiên ma tộc đều là đế mạch, nếu như cưỡng ép buông ra, đội hình song ma hoàng cũng không phải tốt khống chế như vậy. Tuy nhiên, mặc dù bọn hắn là bốn tôn ma hoàng, nhưng đều là đế mạch ma hoàng, lấy một địch hai không đủ. Đội ngũ ma tộc tiếp tục tấn công mạnh, tình thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng, man hoàng đế tổ rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, hai tôn huyết ma hoàng mặc dù xông lên phía trước nhất, nhưng cũng không có dùng toàn lực,
rõ ràng là không muốn lại bị thương nặng. Mà bất diệt ma hoàng cùng thiên ma hoàng còn có chỗ giữ lại, cũng không muốn bị huyết ma tộc lợi dụng. Chính là phần, hiềm khích này, để ma tộc tiến công càng dựa vào dưới thánh vương cùng thánh hoàng nhiều hơn. Cứ như vậy, man hoàng đế tổ tự tin có thể kháng một thời gian. Ngày 15 tháng 9, Bạch Hổ đế tộc vượt qua Bắc Bộ Thương Huyền, ầm vang xuôi nam, xông vào đại địa trung vực. Tốc độ bọn chúng vẫn rất nhanh, nhưng đã tận lực áp chế tốc độ. Nếu ngoại vực không có gặp phải phục kích, trung vực chính là chiến trường chính. Ngày 17 tháng 9, sau khi biển động lao nhanh bao phủ đại địa đông bộ, cuốn lên dòng lũ vô tận, xông vào địa giới trung vực, mục tiêu trực chỉ thượng thương cổ thành ở trung bộ trung vực. Cùng lúc đó, rốt cuộc võ thần điện cũng đã thế giới hỗn độn phát hiện ẩn nấp trong bóng tối vô biên. Phát hiện được rồi, các ngươi chú ý nơi đó. Tiết Thiên Sóc phấn chấn hô to, chỉ tới phương xa. Nơi đó hắc ám tĩnh mịch, không có gì khác biệt so với hư không mênh mông bát ngát, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nơi đó tồn tại gợn sóng yếu ớt, giống như là mạch nước ngầm ở sâu trong đại dương. Không sai, chính là thế giới hỗn độn. Trong đôi mắt thâm thúy của Tinh Túc Thần Tôn lưu chuyển tinh quang. Trốn thật kỹ nhỉ. Số lượng lớn võ giả không gian vừa phấn chấn lại vừa kinh ngạc. Nếu như không phải tra xét rõ ràng, thật đúng là không phát hiện được, nhưng cho dù là tra xét rõ ràng, cũng chỉ là cảm nhận yếu ớt. Trách không được sau khi Cửu Thiên Thần Tôn giả chết, không võ Thương Huyền cũng tìm không được thế giới hỗn độn, thì ra thế giới hỗn độn có thể giao hòa cùng hư không. Vậy mà lại trốn ở chỗ này, chọn vị trí rất khéo léo. Tiết Vân Đình chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lại cố gắng ngăn chặn, tự tại vũ trụ, truyền thừa, để tránh kinh động đến Khương Phàm. Đi thông báo một chút, phát hiện thế giới hỗn độn. Tinh Túc Thần Tôn cười lạnh, Khương Phàm vẫn chủ quan, cho là không võ Thương Huyền không phát hiện được thế giới hỗn độn thì bọn hắn cũng không thể sao. Tản ra, từ từ về tới gần phía trước. Tiết Thiên Sóc tăng vọt hào hùng, thế giới hỗn độn mặc dù đặc thù, để các vị thần Thương Huyền đều kiêng kỵ, nhưng liên quân nhân tộc bọn hắn có hơn 10 vị thần, một người một kích đã có thể đánh tan thế giới hỗn độn. Cái này, chính là thực lực nghiền ép. Để tên nhà quê Khương Phàm kia thể nghiệm cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Chờ một chút, không cần đi qua, đều rút khỏi hư không. Tiết Vân Đình lại đột nhiên gọi các võ giả không gian đang muốn hành động lại. Vì sao? Tiết Thiên Sóc và Tinh Túc Thần Tôn đều nhìn về phía hắn. Nếu Khương Phàm muốn phục kích ở chỗ này, hư không và bên ngoài khẳng định phân tán số lượng lớn không võ của Cửu Thiên Thần Giáo. Không võ của Cửu Thiên Thần Giáo đều có tạo nghệ không gian rất mạnh, bằng vào thế giới hỗn độn, phạm vi có thể dò xét cũng rất rộng. Nếu như chúng ta tới gần, chẳng phải là chủ động bại lộ. Đề nghị của ta là, rút khỏi, tụ hợp toàn bộ cao tầng, sau đó khởi xướng tập kích, tại thời điểm thế giới hỗn độn kịp phản ứng, giết tới gần, nhất cử đạp diệt nơi đó, không cho bọn người Khương Phàm bất kỳ cơ hội phản ứng hay thở dốc nào. Khóe miệng Tiết Vân Đình lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt rét căm căm nhìn chằm chằm thế giới hỗn độn. Có không võ lập tức hỏi. Nếu như bên ngoài còn có mai phục thì sao? Tiết Vân Đình cười lạnh. Mai phục, bọn hắn có bao nhiêu người mai phục, đây không phải là mai phục, đó là tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần lưu lại 2-3 vị thần tôn, hơn 10 vị thánh hoàng, đầy đủ. Tiết Thiên Sóc, Tinh Túc Thần Tôn đều nhìn qua thế giới hỗn độn ẩn tàng trong thâm không, lại đồng ý với đề nghị của Tiết Vân Đình. Phát hiện, dự đoán khoảng cách khoảng 3 vạn dặm. Bọn người Tiết Vân Đình rút ra bên ngoài, báo cáo với liên quân nhân tộc đang càn quét. Chọn vị trí không tệ. Đế tử ngóng nhìn thâm không phương xa. Đề nghị của ta là... Tiết Vân Đình cố ý biểu hiện, nói ra ý nghĩ mình. Ta muốn xuất chiến, ta muốn tập kích. Cửu cực chiến thần bộc phát hỗn độn lôi chiều là người đầu tiên cho thấy thái độ, hắn cũng sẽ không ở lại bên ngoài ngốc đợi, nhất định phải tập kích thế giới hỗn độn, càng phải giết tới bên trong. Mặc kệ thế giới hỗn độn là cái gì tạo nên, nói không chừng bên trong có bảo vật hỗn độn, hắn chắc chắn phải có được. Ta sẽ không ở lại. Thiên Mệnh Thần Tôn nghiêm nghị tỏ thái độ, suýt chút nữa chết tại Côn Lôn quỷ giới, cái nhục nhã này hắn nhất định phải tự mình báo. Kim Vô Song nói, để lại 3 vị thần tôn như vậy đủ rồi. Khương Phàm nơi đó ngoại trừ hắn cùng Thiên Hậu, còn có thần tôn khác sao? Cho ăn bể bụng lại nhiều thêm 2 tên nữa. 3 vị thần tôn, hơn 10 vị thánh hoàng, lại phối hợp võ giả không gian, lưu thủ nơi này. Còn đánh lén, hắn trộm cái rắm. Kim Vô Song là thiên nữ cao quý, giờ phút này lại phát nổ nói tục.
Thật sự là nàng đã hận Khương Phàm đến cực hạn, nàng muốn moi tim Khương Phàm ra, đưa đến trước linh vị thần tôn, tế điện. Lý Tư, ngươi ở lại. Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần cơ hồ trăm miệng một lời, bọn hắn là nhất định phải bồi ở bên cạnh đế tử, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều phải bồi tiếp, đây là mệnh lệnh của đế quân. Thiên mệnh thần tôn muốn báo thù, cửu cực chiến thần thích hợp để tập kích, tinh túc thần tôn cũng rất quan trọng. Cho nên, có thể lưu lại chỉ có tân thần Lý Tư. Mặc dù là tân thần, nhưng Lý Tư là tộc trưởng tiền nhiệm của đế tộc, kinh nghiệm cùng lực uy tín đều rất mạnh, phối hợp với Hoàng Nê Đài, hắn đè ép được trận. Doanh Lưu, Thiên Kiếp thần tôn, các ngươi ở lại. Thiên Uy thần tôn tự mình an bài. Doanh Lưu cũng là tân thần được Hoàng Nê Đài bồi dưỡng, là tộc trưởng đế thành tiền nhiệm. Thiên Kiếp thần tôn thích hợp quần chiến, có thể cướp bóc khí vận, rất thích hợp để áp trận. Sau khi an bài đơn giản, đế tử, Lăng Tiêu chiến thần, Hoa Thiên chiến thần, Thiên Mệnh thần tôn, Tinh Túc thần tôn, cùng 10 vị thánh hoàng của Bắc Thái đế thành xuất kích. Thiên Uy thần tôn, Vĩnh Dạ, Kim Vô Song, Bá Thiên chiến thần, 4 vị thần tôn, cũng cùng 10 vị thánh hoàng, khởi xướng tập kích. Tiết Thiên Sóc, Tiết Vân Đình, liên thủ các cường giả võ thần điện, phụ trách trấn trụ thế giới hỗn độn, để tránh chạy đến thâm không. Sau đó, vào lúc giữa trưa ngày 18 tháng 9, sau khi ra hiệu lẫn nhau, võ thần điện vượt qua vũ trụ, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi giết thế giới hỗn độn ở bên ngoài 3 vạn dặm. Cường giả Thái Sơ cùng Bắc Thái chia hai đường, dưới sự hiệp trợ của võ giả không gian, lấy quỹ tích đường vòng bôn tập hai bên thế giới hỗn độn. Chiến huyết sôi trào, thần uy cuồn cuộn, quy mô tập kích mạnh nhất của nhân tộc 30.000 năm qua, chính thức kéo ra. Thế giới hỗn độn. Bọn hắn tới, liên quân nhân tộc, 12 vị thần tôn, 20 vị thánh hoàng, còn có một bộ phận võ giả không gian làm bạn. Đông Hoàng như ảnh lơ lửng giữa trời, có chút ngẩng đầu, hai tay nâng cao, xuyên qua sóng chiều hỗn độn mặt ngoài thế giới hỗn độn, cảm nhận được năng lượng cường hãn đang nhanh chóng tới gần. Bây giờ là lúc nào? Ánh lửa ngập trời, liệt diễm chu tước nhanh chóng tụ tập, hóa thành hỏa chiều cuồn cuộn, tràn vào Khương Phàm đang ngồi xếp bằng trong dung nham. Ngày 18, giữa trưa, Đông Hoàng như ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, trong cuồn chiều phía ngoài thế giới hỗn độn liên tiếp hiện ra từng cái vòng xoáy, giống như là từng hỗn độn thần nhãn mở ra tại mặt ngoài thế giới hỗn độn, theo dõi hư không hắc ám vô biên. Hướng Tây Bắc, 2 vị. Hướng Bắc, 6 vị. Hướng Tây, 4 vị. Bạch Hổ cùng Hắc Ma hẳn là xông vào trung vực, thời gian. Vừa vặn. Khương Phàm tụ tập tất cả hỏa diễm, chu tước linh văn chỗ trán vậy mà biến thành, hư vô, giống như là một đoàn lỗ đen cuồn cuộn ở trên trán, chia ra vết nứt hư vô tinh mịn, trải rộng trên khuôn mặt anh Tuấn, chợt nhìn giống như là một pho tượng nhận phải trọng kích, phá thành mảnh nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng, đây chính là biểu hiện Khương Phàm đã đột phá thần linh đỉnh phong, chạm đến bán đế ảo diệu, mang ý nghĩa hắn đã chính thức khởi xướng trùng kích tới cảnh giới bán đế. Khi Khương Phàm mở hai mắt ra, hai con người đã đen kịt tĩnh mịch, không có đồng tử hay tròng trắng mắt, đen như mực đến khiếp người, nhưng bên trong lại phun trào uy lực diệt thế lại như là thiên phạt, có thể tùy tiện hủy diệt thế gian. Ầm ầm, liệt diễm sôi trào, bao phủ khắp đất trời. Khương Phàm kích phát tiềm lực linh văn, triệt để hóa thân thành chu tước, đầu hắn bỏ đầy vết nứt hư vô, hai con người tĩnh mịch lại âm trầm, nhưng toàn thân thì bạo động cường quang, liệt diễm mãnh liệt, có thể so với mặt trời, cho nên hẳn là không có ai có thể chú ý tới vấn đề trên đầu hắn. Bắt đầu đi, chỉ dẫn bọn hắn. Đông Hoàng như ảnh rơi xuống trên lưng Khương Phàm, làm xong chuẩn bị huyết chiến. Không chỉ có Bắc Thái, mà còn có liên quân nhân tộc đuổi tới, đây không thể nghi ngờ là cục diện bết bát nhất, bởi vì một khi chiến tranh bắt đầu, Hắc Ma đế tộc cùng Bạch Hổ đế tộc đang cuồng dã tiến lên chắc chắn sẽ cưỡng ép thay đổi tuyến đường, từ hai vị trí bổ nhào tới. Nhưng, bọn hắn đã không sợ nguy hiểm, càng không quan tâm kẻ địch có bao nhiêu. Điều bọn hắn có thể làm chỉ có thể là đổ máu tới cùng. Ý thức Khương Phàm mãnh liệt như thủy triều, trùng điệp, liên miên bất tuyệt, đều sinh ra liên hệ cùng mặt đất, sông núi, rừng rậm, thậm chí là không gian đất trời trong thế giới hỗn độn. Trong ý thức Khương Phàm, liệt diễm chu tước đang dương cánh gáy to, đè ép vũ trụ, móng vuốt bén nhọn giữ lại thế giới hỗn độn, tùy tiện có thể nghiền nát triệt để. Theo đại táng kích phát, Tiết Vân Đình cùng Vĩnh Dạ đang hoành hành trong hư không đã cùng nhau nhận ra vấn đề. Là Khương Phàm, hắn đang ở trong thế giới hỗn độn, giết. Tiết Vân Đình gào thét hùng hậu, như thiên âm cuồn cuộn trong thâm không.
Hắn vung tay lên, triệu ra một cây côn đá lượn lờ kỳ quang, côn đá trắng kiện nặng nề, trọng áp thâm không, theo tiết phân đỉnh cuồng vũ, hắc ám thâm không đều đung đưa. Đây là siêu cấp thần khí được dung luyện từ di tích thiên trụ, là chí bảo trấn điện của Võ Thần Điện. Từ sau khi đạt được cột đá 10 vạn năm trước, Võ Thần Điện liền chìm chìm nổi nổi kiên trì 100 ngàn năm, chưa bao giờ tách ra qua huyết mạch, chưa bao giờ rơi xuống qua thần tộc. Nhất định phải trấn trụ thế giới hỗn độn, tuyệt đối không thể để bọn người Khương Phàm chạy trốn. Tiết Vân Đình rời khỏi Võ Thần Đảo, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Toàn tộc chuẩn bị, nghe hiệu lệnh của ta. Tiết Thiên Sóc tọa trấn Võ Thần Đảo, thét lên ra lệnh toàn tộc liên hợp mở ra pháp trận. Bọn hắn muốn kéo dài khoảng cách, cùng nhau trấn áp hư không, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Toàn thể gia tốc, Lăng Tiêu Chiến Thần và các thần tôn, Thánh Hoàng Cường Hãn ở hướng Bắc cùng hướng Tây đều liên tiếp sôi trào lên bàng bạc chiến ý, đã không còn bất cứ áp chế nào nữa, Linh Văn Dương Uy, cường binh tới tay, hư không hắc ám bị mênh mông cường quang chiếu sáng. 12 vị thần tôn, 20 vị Thánh Hoàng, đội hình trước nay chưa từng có, hào hùng trước nay chưa từng có. Đúng vào lúc này, thế giới hỗn độn ẩn nấp trong bóng đêm cũng không còn che giấu nữa, hỗn độn phía ngoài đột nhiên bộc phát, như trăm con sông chảy nhanh, hoành kích thâm không, khí lãng vô biên, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, di chuyển về thâm không. Trốn! Muộn! Tất cả thần tôn cùng Thánh Hoàng đều tăng tốc, trực tiếp hất võ giả không gian đi cùng ra, lấy thần uy ngự không, nhao nhao kích thích truyền thừa mạnh nhất. Truyền thừa hỗn loạn khiến không gian vặn vẹo, khiến thâm không hoắc loạn. Chúng sinh vạn vật tất cả đều điên đảo. Đế tử dắt tay Lăng Tiêu Chiến Thần, Hoa Thiên Chiến Thần, nhấc lên sóng chiều hỗn loạn, để hơn vạn dặm thâm không sôi trào. Thiên mệnh truyền thừa, lấy máu thịt hóa núi sông, lấy linh hồn diễn chúng sinh. Thiên mệnh thần tôn tắm rửa ngọc tỷ thần triều, cùng thần triều giao hòa, đánh ra thiên mệnh kiếm đạo kinh hồn nhiếp phách. Bí thuật tinh tú, xuyên suốt vũ trụ thâm không, đỡ tiếp ngàn vạn tinh thần, mượn tới mênh mông tinh uy. Tinh túc thần tôn như là hóa thân của tinh không vô tận, vung lên tinh hà tỏa liên, hàng vạn tinh hà, vạn sợi xiềng xích, xen lẫn trưởng thành cây giáo tinh thần vạn mét. Hỗn độn lôi chiều, lôi minh cuồn cuộn, sôi trào trong vũ trụ, hỗn độn lôi đình, diễn biến ra lôi đạo đỉnh cao nhất. Cửu cực chiến thần bộc phát toàn diện, mỗi sợi tóc, mỗi tế bào cũng đều bắn ra lôi điện, hào quang hừng hực đạt tới cực hạn, hắn phóng tới, chấn vỡ vụn hư không, giết tới phía trước nhất. Chôn vùi hoành hành, dễ như trở bàn tay để thâm không vỡ nát, thâm không hắc ám cưỡng bức thanh lý ra một mảnh hư vô tuyệt đối không có bất kỳ pháp tắc hạn chế nào. Vĩnh Dạ dắt tay Thiên Uy thần tôn, toàn diện diễn biến ra yên diệt trọng quyền, lít nha lít nhít, số lượng bạo tăng, từ mấy triệu cho đến ngàn vạn, tới gần hàng trăm triệu. Kim quang tỏa sáng, thiên phủ ẩn hiện, vạn dân quỳ lạy, tiếng hò hét thê lương bi phẫn vượt qua thâm không mà tới. Kim vô song vùng chiến kích lên, giao hòa cùng thiên phủ. Gánh chịu lấy lửa giận của tất cả tộc nhân, đánh ra một kích tuyệt thế. Sát ý cuồn cuộn, thay đổi vô tận. Thế núi, hải triều, thiên uy, thần thức. Bá thiên chiến thần đánh ra vạn tuyệt sát quyền, mọi loại thay đổi, diễn dịch lao nhanh ra vạn cổ sát ý vô biên, lấy uy lực đồ thần đuổi giết thế giới hỗn độn. Toàn thể thần tôn bộc phát cực hạn để các thánh hoàng theo sát ở phía sau bọn họ đều cảm nhận được ngạt thở, nhưng rất nhanh đều bạo phát ra chiến ý cao vút, sôi trào uy lực huyết mạch. Kích phát ra uy lực linh văn, hận không thể tăng vọt đến thánh hoàng đỉnh phong, thậm chí là bán thần cảnh, phối hợp với chư thần một kích đánh vỡ thế giới hỗn độn. Phần thiên thần hoàng, tộc thế giới hỗn độn, người giữ không được. Cửu cực thần tôn vào tới phía trước nhất, hắn hét lớn, lôi chiều bạo động đến cực hạn, như là lôi hải vô biên giáng lâm. Hai con người của cửu cực thần tôn hừng hực, huyết nhục hài cốt toàn thân bắn ra cường quang, lôi chiều diễn biến ra ngàn vạn lôi đao. Lấy uy lực xé rách màn trời đánh về phía thế giới hỗn độn. Cùng lúc đó, Tiết Vân Đình diễn biến ra trụ trời nguyên thủy, Tiết Thiên Sóc điều động toàn tộc kích phát trụ trời đại trận, đều muốn triệt để giam cầm mảnh thâm không này, định thế giới hỗn độn gắt gao ở nơi đó. Ngay tại thời khắc chư thần đang bộc phát cuồng nhiệt này, ngay tại thời khắc thâm không vặn vẹo sôi trào này, ngay tại thời khắc sinh tử khi 12 thần tôn, 20 thánh hoàng lấy uy lực bài sơn đảo hải vào tới thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn với chu vi vượt qua 10 vạn dặm vặn vẹo mãnh liệt, trong thời gian rất ngắn đã ngưng tụ lại rồi sụp đổ, như là đột nhiên muốn biến mất từ trong tầm mắt của mọi người, cưỡng bức đổ sụp đến phạm vi mấy chục dặm. Một màn đột nhiên này để chư thần nhao nhao gầm thét, tốc độ lần nữa tăng vọt.
Bởi vì phản ứng đầu tiên của bọn họ không ngoài dự tính đều là thế giới hỗn độn muốn dịch chuyển không gian, nhưng ngay sau đó sắc mặt bọn hắn đột nhiên biến đổi, nghĩ đến một chuyện cực kỳ khủng bố. Hủy diệt. Khương Phàm muốn thế giới hỗn độn triệt để hủy diệt. Người ở bên trong đâu? Chuyển rời đến chỗ nào? Thế giới hỗn độn là pháo đài di động giống như thần khí, là năng lượng nguyên lực thần bí, càng là chiến trường chặn đánh phòng ngự, làm sao có thể bạo tạc? Coi như muốn hủy diệt, cũng là không kiên trì nổi chuyện sau đó. Còn chưa bắt đầu, đã muốn hủy diệt. Rút lui. Số lượng lớn thần tôn lo lắng gào thét. Nhưng, đã muộn. Thật sự là đã muộn. Vừa rồi bọn hắn xông quá nhanh, hoàn toàn là không quan tâm mà vọt mạnh, căn bản không thể nói dừng là dừng được. Mà năng lượng cùng võ pháp thả ra càng là tấn công, trong thời gian ngắn khó mà thay đổi thành phòng ngự. Ầm ầm. Thế giới hỗn độn đổ sụp đến mấy chục dặm trong chớp mắt phóng thích toàn diện, tốc độ cuồng dã phấp phới giống như vượt qua không gian đến vạn dặm. 3 vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí là 10 mấy vạn dặm. Đầu tiên là ánh sáng, lại là ba động, sau đó là sóng chiều tai nạn hủy trời diệt đất. Hư không triệt để sụp đổ, bên ngoài phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, mãnh liệt, tuyệt vọng, phạm vi quá lớn, tốc độ quá nhanh. Không chỉ có đế tử và các thần tôn thánh hoàng đứng chịu mũi xào bị nuốt hết, mà liên quân nhân tộc chú ở bên ngoài mấy vạn dặm cũng vẫn lọt vào tác động, bọn hắn trơ mắt nhìn bầu trời mênh mông đầu tiên là như giang hải nhấc lên, tiếp đó là sụp đổ toàn diện, lại sau đó nữa là không gian vặn vẹo, phá thành mảnh nhỏ, như là toàn bộ thế giới đang đi hướng hủy diệt ở trước mặt bọn hắn. Ngoạ, tào, đại gia ngươi. Sắc mặt rất nhiều người trong nháy mắt đã tái nhợt, quên đi cả chống cự hay chạy trốn. Trong nháy mắt đều chết thảm trong cuồng chiều táng diệt. Ổn định, ổn định. Tiết Vân Đình bị nổ tung be bét máu thịt, nhưng vẫn dựa theo uy lực trụ trời thạch côn, cưỡng ép chống đỡ trùng kích liên miên bất tuyệt, hắn như là hòn đảo hùng vĩ, như trụ trời nguy nga bên trong tiếng rít gào vô tận, mặc cho gió to sóng lớn, sóng chiều dâng không dứt, hắn vẫn lù lù bất động. Thạch côn ù ù tiếng vang, diễn biến uy lực trụ trời trấn áp hư không, chống lên thế giới hoàn toàn mới. Tự tại vũ trụ trải rộng ra xung quanh Tiết Vân Đình, tinh không ẩn hiện, nhật nguyệt vần quanh, như là vũ trụ đại thế cuồn cuộn mà đến, không ngừng liên tục rót vào trong thân thể của hắn. Cơ thể Tiết Vân Đình bắn tung tóe máu tươi, hài cốt giòn vang, tiếp nhận lấy vũ trụ đại thế, điên cuồng thôi động trụ trời tăng vọt uy thế, cưỡng bức chấn trụ trong bạo loạn mấy trăm dặm xung quanh. Nhưng, khi mà Tiết Vân Đình đang muốn thở phào, trong chốc lát, một cây giáo đỏ thẫm dài ngàn trượng giống như vạn cổ huyết hà lao nhanh, từ sâu trong vũ trụ mịt mờ đụng đi ra. Liệp thần thương. Huyết quang mãnh liệt, sát ý sôi trào, hình bóng thần ma gào thét dữ tợn. Ầm ầm. Trụ trời chấn áp không gian lay động mãnh liệt, vừa mới duy trì trạng thái rằng co trong nháy mắt đã sụp đổ. Tinh thần tiêu tan, nhật nguyệt khó khăn, thế giới hỗn độn sụp đổ đưa tới sóng chiều tai nạn tiếp tục tuôn ra trùng kích, trụ trời nguy nga thông thiên lệch nghiêng. Hung hăng đập tới phía Tiết Vân Đình. Tiết Vân Đình như là tiên dân thượng cổ, đọ sức chiều hải, hai tay mãnh liệt đẩy về phía trước, muốn một lần nữa khống chế trụ trời. Cảm ơn ngươi dẫn đường, Tiết Vân Đình, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Một tiếng gáy to lạnh lẽo vang vọng trong hư không, liệt diễm cuồn cuộn, lệ khí vô biên, Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước mang theo Đông Hoàng như ảnh cường thế giết tới. Trong nháy mắt, Sơn Hà đại táng, thiên địa đại táng, nhật nguyệt tinh thần đại táng, cùng thương sinh tạo hóa, tự tại vũ trụ, vạn cổ thiên thu, ba loại táng diệt truyền thừa, ba loại vĩnh hằng đại đạo, tại thời khắc này sinh ra va chạm kịch liệt, trùng kích đến Khương Phàm, Đông Hoàng như ảnh, cùng ý thức của Tiết Vân Đình. Trong thoáng chốc Tiết Vân Đình giống như bị cuốn vào thế giới thần bí phiêu miểu, đại đạo như xiềng xích hoành không, pháp tắc như màn mưa đầy trời, đại nhật treo cao, nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà lao nhanh, càng có đại địa nổi lên sóng cả. Đại dương mênh mông dẫn vạn sông chảy xuôi, vô tận dân chúng lễ bái thiên đạo, hàng tỷ sinh linh cầu nguyện thương thiên. Tiết Vân Đình bị thiên đạo cưỡng ép điều khiển trong hoảng hốt, muốn tiếp quản nhật nguyệt tinh thần khởi xướng phản kích, nhưng tự tại vũ trụ của hắn cuối cùng vẫn không địch lại nhật nguyệt tinh thần đại táng của Khương Phàm. Có lẽ hắn lĩnh ngộ mạnh hơn, nhưng cảnh giới của Khương Phàm lại cao hơn so với hắn. Nhật nguyệt tinh thần đại táng của Khương Phàm càng có Sơn Hà đại táng, thiên địa đại táng phối hợp. Tiết Vân Đình bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng, đối diện xông vào tầm mắt lại là Chu Tước đã trực diện hắn. Hai con người của Chu Tước hắc ám tĩnh mịch, bên trong có xiềng xích hoành hành.
Rầm rầm, ầm ầm. Hai con người Chu Tước tuôn ra xiềng xích liệt diễm, bao quanh uy lực hủy diệt, uy lực pháp tắc, đối diện đánh vỡ nát hai mắt Tiết Vân Đình, xuyên qua đầu. Tiết Vân Đình run rẩy, ngửa mặt bay đi. Tốc độ của Khương Phàm vẫn không giảm, hắn dương cánh bạo kích, móng vuốt lấp lóe ý lạnh, liệt diễm vần quanh, như là hai tiểu Chu Tước dục hỏa đẫm máu, theo hắn bạo kích, đánh về phía Tiết Vân Đình. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Lấy uy lực bán đế, chém giết thần ma. Tiết Vân Đình cường thế bộc phát, như là hóa thân của trụ trời, trấn áp thần ma, giam cầm thiên địa, nhưng thân thể bị tàn phá suy yếu phải làm như thế nào để chống cự được Khương Phàm bộc phát toàn diện, truyền thừa thần mạch phải làm như thế nào để chống cự tuyệt kỹ đế mạch. Răng rắc, máu thịt văng tung tóe, xương cốt rơi đầy trời. Thả ngươi một lần, thật cho rằng không ai dám làm gì mình. Khương Phàm đạp nát Tiết Vân Đình, dương cánh bay lên, cuốn đi hài cốt toái hồn cùng cột đá, nhanh chóng hoành hành tại chiến trường hư vô hoắc loạn, đuổi giết chiến trường Bắc Bộ. Đó là Khương Phàm. Võ Thần Điện đang phóng thích ra uy lực và năng lượng trụ trời, gian nan chống cự chiều dâng tiếp tục bộc phát, Tiết Thiên Sóc ở bên trong lại đột nhiên nhìn thấy một tôn Chu Tước hoa lệ bá liệt đang nhanh chóng xẹt qua trong bóng tối hỗn loạn. Khương Phàm liếc đôi mắt tĩnh mịch nhìn Võ Thần Điện ở xa xa, hắn không có lãng phí thời gian chiến đấu ở chỗ này, tăng vọt tốc độ, thoáng qua đã biến mất trong bóng tối vô tận. Đông Hoàng Như Ảnh diễn biến hư không đạo ngấn, trực chỉ chiến trường Bắc Bộ phía xa. Mặc dù không bộc phát 5 vạn dặm cực hạn được như thần tôn, nhưng 2, 3 vạn dặm vẫn không có áp lực chút nào. Vân Đình đâu? Tiết Thiên Sóc lập tức muốn tìm kiếm người, ý thức đột nhiên lâm vào hỗn loạn, một loại ý chỉ thiên đạo nhật nguyệt tinh thần tràn ngập đất trời giáng lâm, vọt vào trong đầu của hắn. Tự tại vũ trụ, thuộc về Tiết Vân Đình, chuyển rời đến trên thân Tiết Thiên Sóc càng thích hợp không chút huyền niệm. Đường vòng khởi xướng trùng kích Bắc Bộ chính là Bắc Thái. Lấy đế tử cầm đầu 6 vị thần tôn và 10 vị thánh hoàng, khi bị bạo kích mãnh liệt, tất cả đều không ngoại lệ mà bị tách ra toàn bộ. Cửu cực chiến thần vào tới phía trước nhất, tự nhiên đứng chịu mũi xào. Bạo tạc đối diện che mất hắn, năng lượng hủy diệt gần như bán đế tự bạo, tràn ngập lôi chiều hủy diệt mà hắn vừa mới thả ra, để tuyệt thế chiến khu lôi chiều hắn rèn luyện chia 5 xẻ 7, hai tay bị bẻ gãy, trước ngực rách mướp, cả mặt đều giống như bị dung nham ngâm qua, tròng mắt cũng bay ra ngoài. Hắn kịch liệt nhấc lên, liên tục tháo chạy mấy trăm dặm. A a a a. Cửu cực chiến thần đau đớn, càng tức giận đến run rẩy. Hắn giống như nổi điên giết tới phía trước, vốn cho rằng muốn dẫn đầu đột phá phòng ngự, mẫu thân nó, kết quả. Phát nổ. Nó phát nổ. Nó, phát nổ. Phần thiên thần hoàng, ngươi là tên điên, nhà ngươi cũng không cần. Chết tiệt, ngươi dùng nhà để dẫn nổ hết tất cả sao? Cửu cực chiến thần xấu hổ giận dữ đan sen, toàn thân tuôn ra lôi chiều, cưỡng bức ngưng tụ lôi điện lại ở hai tay, áo giáp lôi điện, cùng cây giáo lôi điện. Tinh túc thần tôn, ngươi chết ở đâu rồi? Thiên mệnh thần tôn, còn sống không? Đều tới đây cho ta. Xung quanh hắc ám hỗn loạn, khắp nơi đều là chiều dâng cuồn cuộn giống như là biển gầm. Năng lượng táng diệt chiếm cứ không tiêu tan, tiếp tục mang đến tàn phá. Ta là cửu cực chiến thần, tất cả thánh hoàng. Hội tụ tới chỗ ta. Cửu cực chiến thần cầm cây giáo trong tay, sôi trào lên lôi chiều chói mắt, xé mở chiến trường hủy diệt trong bóng tối mênh mang. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm. Cửu cực chiến thần bỗng nhiên quay người, ngóng nhìn phương nam. Cứu ta, a! À. Một vị thánh hoàng vừa mới ổn định, lại bị Khương Phàm đối diện giết tới đánh bay, không chờ hắn phản kích thì đã bị Khương Phàm cắn một cái, răng rắc giòn vang, máu tươi bắn tung tóe. Cắn nát ngay tại chỗ, nuốt sống. Trong cơ thể Khương Phàm tựa như một tuyệt thế luyện lô cháy hừng hực, thánh hoàng nhập thể, nhanh chóng hóa thành huyết đan, hồn đan, linh đan, tiếp đó là biến thành huyết khí, hồn khí cùng linh khí, tư dưỡng thân thể tiêu hao của hắn. Đôi mắt Đông Hoàng Như Ảnh sáng ngời, chăm chú nhìn cửu cực chiến thần bộc phát ở nơi xa. Chuẩn bị, 700 dặm. Ầm ầm. Không gian trước mặt đột nhiên sụp đổ, giống như cưỡng ép mở ra cánh cửa hư không. Khương Phàm vỗ cánh cuồng kích, chớp mắt đã biến mất. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, không gian bên ngoài 700 dặm ầm vang vặn vẹo, tiếp đó là liệt diễm lao nhanh, Khương Phàm biến thành Chu Tước dương cánh gáy to, nương theo liệt diễm cuồn cuộn, vô biên lệ khí, mãnh liệt lao ra. Phần thiên thần hoàng, nhận lấy cái chết. Cửu cực chiến thần dùng chiến khu rách dưới điên cuồng luân động lôi mâu, đánh ra một kích kinh khủng đối với Khương Phàm, hắn tức giận, bộc phát, máu tươi đều thấm vào lôi chiều.
lôi uy tăng vọt đến cực hạn, như là lôi tổ thời kỳ hồng hoang, tạo ra tia sét bá liệt khiến chúng sinh tuyệt vọng. Khương Phàm bạo kích hai cánh, không phải nghênh kích, mà là bay lên không, phát động liệt diễm kịch liệt xoay tròn, ngưng tụ thành luyện lô kinh khủng, nhốt cửu cực chiến thần ở bên trong. Luyện lô nguy nga, giống như núi lớn, trôi nổi tại thâm không. Ngươi khốn không chết ta, phá cho ta. Phần thiên thần hoàng ở chỗ này, đều tới đây cho ta. Cửu cực chiến thần cuồng dã cường thế, không để ý thương thế, hắn phát động lôi chiều cuồn cuộn, cuồng liệt bạo động, không ngừng tàn phá bừa bãi, thanh thế đinh tai nhức óc như là mấy triệu thần ma đang gào thét, tuôn ra lôi chiều bạo động càng giống như là muốn thời không sụp đổ. Tuyệt thế luyện lô lay động mãnh liệt, kịch liệt phồng lên, như là muốn sụp đổ. Khương Phàm cực lực áp chế, nhưng lôi chiều quá nóng nảy, cuồng liệt nhấc lên, bạo kích dã man, dưới sự thao túng của cửu cực chiến thần. Lôi chiều liên miên bất tuyệt khi thì ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn lôi đao, bạo kích chém vào, khi thì ngưng tụ 100.000 lôi châm, kịch liệt tiêu xạ, càng diễn biến ra lôi cầu giống như tinh thần, oanh oanh liệt liệt trùng kích. Phần thiên thần hoàng, đầu ngươi bị lửa thiêu chết sao? Ngu xuẩn, tự cho là thông minh, ngươi cho rằng thế giới hỗn độn bạo tạc có thể nổ chết thần linh sao? Ngươi cho rằng có thể thừa dịp loạn tập kích, giết toàn bộ chúng ta? Chúng ta là thần, chúng ta là thần. Bị thương nặng hơn nữa vẫn đều là thần, ngươi giết một kẻ cũng khó khăn. Cửu cực thần tôn quá cuồng bạo, cho dù không có hai tay, cho dù bị thương thật nặng thì hắn vẫn đang điên cuồng phóng thích, kịch liệt hét lên đầy giận dữ. Không phải ngươi khốn trụ ta, là ta kiềm chế ngươi. Tinh túc thần tôn, thiên mệnh thần tôn, đế tử, mau tới đây. Ầm ầm, lôi chiều lấp đầy luyện lô, chống cự luyện lô luyện hóa, cũng ép Khương Phàm không thể không liên tục phóng thích liệt diễm. Đến mức lôi hỏa va chạm, tạo thành giằng co và đối kháng kinh khủng. Mà lôi hỏa bạo kích tạo nên ánh sáng và thanh thế tiếp tục oanh động đến không gian hư vô hỗn loạn. Không lâu sau đó, một mảnh sáng chói tinh hà lao nhanh trong thâm không, vọt tới nơi này. Tinh hà lao nhanh, thần bí khó lường, cường quang hoa mỹ chiếu thấu hắc ám. Cơ thể tinh túc thần tôn rách dưới, không còn bất kỳ phong phạm nho nhã nào như thường ngày nữa, nhưng cũng đã khơi dậy bàng bạc lửa giận trong hắn. Xung quanh hắn có 9 đại tinh bao quanh, ù ù tiếng vang, khi thì tăng vọt khi thì ngưng tụ, thần phục ở giữa, tràn ngập tuyệt thế sát uy hủy diệt thâm không. Tinh túc thần tôn, ha ha, là ngươi sao? Cửu cực chiến thần ở bên trong luyện lô đã nhận ra uy lực vê. Đừng hốt hoảng, ta tới cứu ngươi. Tinh túc thần tôn lập tức muốn ra tay. Không nên gấp, đợi thần tôn khác đều tụ tới, nhanh nhanh nhanh, ta còn có thể kiên trì thêm vài phút. Cửu cực thần tôn cuồng dã gào thét, dũng mãnh cực điểm. Chu Tước xác thực rất mạnh, nhưng muốn trực tiếp dùng luyện lô luyện chết thần linh. Si tâm vọng tưởng. Hắn coi như không thể cứ mãi tiếp tục gánh vác, nhưng bây giờ. Hắn gánh vác được. Tinh túc thần tôn hơi suy nghĩ, quả quyết rút lui. Khương Phàm lạnh lùng nhìn tinh túc thần tôn đi xa, tiếp tục phóng thích liệt diễm, áp chế cửu cực thần tôn ở bên trong. Đông Hoàng như ảnh xếp bằng ở trên lưng Khương Phàm. Mượn nhờ liệt diễm ẩn nấp đi, lẳng lặng xen lẫn đạo ngấn hư không, diễn biến hư không đại đạo. Nơi này càng ngày càng bạo động kịch liệt, lay động thâm không, rọi khắp hắc ám, giống như là một vòng mặt trời trong vũ trụ mịt mờ, hấp dẫn lấy sự chú ý của các nơi. Thiên mệnh thần tôn đang ở các đó không xa, rất nhanh đã cùng tinh túc thần tôn gặp nhau. Theo tinh hà lao nhanh, tinh túc thần tôn mang theo thiên mệnh thần tôn giết tới, cách rất rộng lớn giống. Cửu cực thần tôn ngăn chặn hắn. Ha ha ha, các ngươi cứ việc đánh. Phần thiên thần hoàng, người thua rồi. Cửu cực thần tôn hét lớn trong luyện lô bạo động, cái ngực rách dưới đột nhiên bộc phát ra lôi chiều càng chói mắt hơn so với cường quang xung quanh. Trái tim nhảy lên mãnh liệt, giống như là một thế giới hỗn độn diễn biến thành, lôi chiều đã bộc phát đến cực hạn, trong chốc lát tăng vọt gấp bội. Trái tim hỗn độn, đây là ỷ vào lớn nhất để hắn khinh thường quần hùng. Thậm chí dám không nhận khống chế của đế tộc ở Bắc Thái Đại Lục. Sau khi cảnh giới đạt tới Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, sẽ phát sinh dị biến vô cùng thần kỳ lôi nguyên thứ hai. Cũng chính là trái tim biến thành hỗn độn lôi giới, bên trong huyết hải cùng lôi hải giao hòa với nhau, diễn biến ra thế giới lôi điện có được sinh cơ cường đại bành trướng, thậm chí có đại dương lôi điện, dãy núi lôi điện dòng sông các loại. Giờ phút này trái tim hỗn độn phát huy toàn diện, cửu cực thần tôn kích phát rách dưới thân thể vô tận. Càng như là thế giới lôi điện hóa thành hình người. Ầm ầm, luyện lô bị cực lực áp chế đột nhiên lay động, răng rắc giòn vang, như là muốn vỡ ra, liệt diễm bên trong vô tình bị xua tan,
như là biến thành luyện lô lôi điện. Ra tay! Tinh túc thần tôn đang giết tới vung tay lên, chín ngôi sao quay xung quanh ầm vang phóng đại, như là tinh thần thật sự, thế giới thật sự, chín viên luân chuyển, cường quang tỏa xa vạn trượng, nhấc lên thanh thế kinh khủng, chỉ tới Khương Phàm ở phía xa. Phần thiên thần hoàng, ai luyện thần khu của ta? Thiên mệnh thần tôn nhìn thấy Khương Phàm, hắn lên cơn giận dữ, thân thể nhanh chóng trong suốt, huyết nhục hài cốt là sông núi rừng rậm, linh hồn là hàng tỷ thần dân, hắn giơ cao ngọc tỷ truyền quốc, diễn biến ra thiên mệnh kiếm đạo. Nhưng, một con cá, câu được hai. Không tệ, tinh túc thần tôn, nghe nói qua tinh thần đại táng chưa? Khương Phàm đưa ý thức câu thông tinh thần đại táng, cách khoảng không nắm cửu luân đang muốn xuất kích ở trong tay. Không đợi tinh túc thần tộc kịp phản ứng, chín ngôi sao đột nhiên nghịch hành, quay đến xung quanh hắn, ầm vang bạo tạc. Quá đột nhiên, tinh thần vốn nên tấn công Khương Phàm, lại bộc phát ở xung quanh hắn, ngay cả thiên mệnh thần tôn đang đứng ngạo nghễ ở trong tinh hà đều vội vàng không kịp chuẩn bị, thiên mệnh kiếm còn không có thả ra ngoài đều bị vô tình vỡ nát. Hai vị thần tôn cao ngạo hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã bị võ pháp truyền thừa của mình tạc đến máu thịt bay tứ tung. Khương Phàm yên lặng, thực lực trong nháy mắt đã tăng vọt đến cực hạn, thậm chí kích phát một tôn, bản thân. Cảnh giới bán đế lúc này được tăng sơ sơ gấp bội, cái đầu bò đầy, vết nứt, tại thời khắc này hoàn toàn biến thành hư vô. Ầm ầm, luyện lô tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, liệt diễm sôi trào đến cực hạn. Uy lực phần thiên diệt thế chân chính ầm vang bộc phát bên trong luyện lô, như là thiên phạt vô tận, lại như xiềng xích hoành hành, nghiền ép lôi đình đang bộc phát, lít nha lít nhít đánh về phía cửu cực chiến thần. Trước đó không phải giết không chết, mà là đang câu cá. Đây là, cửu cực chiến thần đang phách lối lập tức ngây người. Khương Phàm dương cánh, tiếng gáy to vang vọng trong thâm không, phần thiên diệt thế viêm gánh chịu lấy uy lực diệt thế, cuồng dã ép vào bên trong luyện lô. Luyện lô tăng vọt nhiệt độ, ngay cả lôi chiều đều hóa thành năng lượng. Cửu cực chiến thần cũng giận dữ gào thét, trái tim bành trướng nhảy lên, hỗn độn lôi chiều không ngừng liên tục phóng xuất ra. Ngươi không giết chết được ta, ngươi không giết chết được ta. Khương Phàm kích thích, trong đầu hư vô tuôn ra uy lực lôi chiều tượng trưng cho bán đế, uy lực dung luyện kinh khủng đạt tới cực hạn. Cửu cực chiến thần, ngươi hẳn là rất kiêu ngạo. Ngươi là vị thần đầu tiên bị luyện chết tươi. Ngươi, là hổ thẹn của hỗn độn lôi thể. Không thể nào, ngươi coi ngươi là đế quân sao. Ngươi luyện không chết thần, ngươi càng không luyện được hỗn độn lôi chiều bất diệt. Trái tim cửu cực thần tôn mãnh liệt co vào, tiếp đó là cuồng dã vỡ nát, vô tận sinh cơ quét sạch toàn thân, cánh tay cục trùng sinh thịt nát, mình mông lôi chiều tùy theo chiến khu cuồng kích, dẫn phát phóng thích cực hạn. Hắn bỏ qua trái tim hỗn độn, tương đương với bỏ nửa cái mạng. Nhưng trao đổi chính là thực lực tuyệt thế gần như thần tôn tự bảo. Giữa cái nháy mắt này, Khương Phàm vỗ cánh bay đi, rời khỏi luyện lô. Ngay lúc này, Đông Hoàng Như Ảnh từ đầu đến cuối vẫn đang diễn biến đạo ngấn không gian, tại thời khắc này đã đan dệt ra hư không đại đạo, bao phủ luyện lô, chỉ tinh hà đang sụp đổ ở phía xa. Đại tinh vẫn lạc, tinh hà đổ sụp. Tinh túc thần tôn cùng thiên mệnh thần tôn đều bị thương nặng, nhưng bọn hắn chung quy vẫn là thần linh. Cả hai tế lên bảo khí tránh thoát khỏi bạo tạc. Tinh túc thần tôn kéo lấy một viên bảo luân, đây đã từng là tinh thần chân chính rơi xuống từ thiên khải luyện hóa thành. Thiên mệnh thần tôn giơ cao ngọc tỷ truyền quốc, đây là toàn bộ quốc vận thần triều biến thành, càng khắc đầy tất cả vết tích sơn hà đại thành, tương đương với hóa thân của thần triều, cùng chiến khu của hắn là tuyệt phối. Nhưng ngay lúc bọn hắn giết ra, trong chớp mắt, tuyệt thế luyện lô đang đối kháng bộc phát đột nhiên xuất hiện ở trong bọn hắn. Khoảng cách lẫn nhau chỉ ngắn ngủi hơn 10 dặm mà thôi. Luyện lô bộc phát ánh sáng chiếu xa vạn trượng, lôi chiều sôi trào ở bên trong, ánh sáng cực hạn thật sự là quá chói mắt, trong nháy mắt đã hấp dẫn tinh túc thần tôn cùng thiên mệnh thần tôn vừa mới thoát khốn. Tinh túc thần tôn ngưng tụ con ngươi, trước tiên đã hiểu ra cái gì đó. Phần thiên thần hoàng, ngươi khinh người quá đáng. Thiên mệnh thần tôn bỗng nhiên biến sắc. Lại tới, không xong rồi, phần thiên thần hoàng. Ngươi là khỉ làm xiếc. Ầm ầm. Bọn hắn vừa mới gào thét, cửu cực thần tôn đang điên cuồng cường thế xé nát luyện lô cứng cỏi, luyện lô sụp đổ, phần thiên diệt thế viêm cuồng dã cuồn cuộn, đối diện che mất tinh túc thần tôn cùng thiên mệnh thần tôn, ngay sau đó lôi chiều bạo ngược cuồng kích, hoành hành mấy trăm dặm như tốc độ ánh sáng, lần nữa bao phủ thiên mệnh thần tôn cùng tinh túc thần tôn. Tinh tú cùng thiên mệnh vừa mới trọng thương trong bạo tạc tại thế giới hỗn độn, tiếp theo lại bị tinh thần bạo tạc tổn thương.
bây giờ lại bị phần thiên diệt thế viêm gần như bán đế cùng hỗn độn lôi chiều mà cửu cực thần tôn phế đi nửa cái mạng trùng kích. Thần khu dù có ngoan cường đều gánh không được dày vò như thế này, hai vị thần tôn bình trận cao ngạo tôn quý, bị thảm liệt tách rời trong sự bi phẫn vô tận. Sát thần, quá khó khăn. Nhưng thực lực tuyệt đối phối hợp với chiến thuật điên cuồng, sát thần liền có khả năng. Khương Phàm tháo chạy trăm dặm, ngạnh kháng năng lượng bạo động, bay lên dùng sức đánh ra liệp thần thương. Liệp thần thương nhận chiến ý từ Khương Phàm kích phát, càng nhận được thần lực thôi động, trong chốc lát đã chấn vỡ hư vô, đuổi giết tinh túc thần tôn. Tinh túc thần tôn vừa muốn ổn định thì đã bị liệp thần thương đối diện sâu thể, đâm vỡ vụn trái tim, càng vỡ vụn cả chiến khu. Mặc dù thần khu cường hoành cứng cỏi, nhưng dưới từng vụ nổ liên tiếp gây nên những vết nứt bò đầy, tụ mãn vết thương, lại bị liệp thần thương bạo kích như vậy thì cũng bị vỡ thành mảnh. Sau khi Khương Phàm đánh ra liệp thần thương, hắn lập tức lấy phần thiên chiến đao đẩy lên uy lực tế trời. Ầm ầm, liệt diễm đao cương tuôn ra như thủy triều, tràn ngập phần thiên diệt thế viêm, bát hoang tuyệt diễm, cùng nguyên hỏa vạn vật, ba loại thần viêm kích phát mà thành đao cương thể hiện ra thần uy chân chính của tế thiên thức. Thâm không minh mông, năng lượng chảy ngược, từ khí tức hư vô đến sóng chiều táng diệt, từ uy lực tinh thần, lại đến hỗn độn lôi chiều, toàn bộ tràn ngập đất trời cuốn vào đao cương. Chém. Khương Phàm vung đao đánh một kích, đao cương trăm dặm, chém chết hư không. Cửu cực thần tôn vừa mới thoát khốn đã phát hiện có gì đó là lạ, nhưng hắn phóng thích hỗn độn lôi hải, phế bỏ nửa cái mạng để mình suy yếu đến cực độ. Vào thời khắc hắn đang kinh ngạc cảm nhận được nguy cơ thì đã quả quyết muốn rút lui ngay, cưỡng ép huy động lôi chiều, nổ bắn ra thâm không. Nhưng, một thân ảnh xinh đẹp quỷ mị xuất hiện ở phía trên hắn, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, không gian bị cưỡng ép giam cầm. Cửu cực thần tôn bị cưỡng bức định lại ngay tại nguyên chỗ, bộc phát lôi chiều dưới trạng thái mệt mỏi căn bản không lay động được không gian giam cầm, giữa mấy hơi ngắn ngủi, đao cương tế thiên như con sông dài trăm dặm, nó chặn ngang, chặt đứt, xác thực mà nói là nó trực tiếp nuốt hết, chiến khu cứng cỏi bị chia năm xẻ bảy, phun ra chiến trường. Thiên mệnh thần tôn với cơ thể vỡ vụn bay đi, nhưng có thể trở thành thần tôn, kinh nghiệm và phản ứng đều đã cực kỳ cường đại, không đợi ổn định liền cưỡng ép gọi Ngọc Tỷ Truyền Quốc vừa mới tuột tay về. Ngọc Tỷ Truyền Quốc lấp lóe ánh sáng, trải rộng ra hình ảnh hoa mỹ, giống như là một bức tranh cương vực trải rộng ra tại thâm không, ù xoay tròn xông về Thiên Mệnh Thần Tôn. Thiên Mệnh Thần Tôn mặc dù tức giận và đau đớn, nhưng trong đầu đã lấp lóe lên một cái ý niệm. Khuất nhục chạy trốn. Côn Lôn trốn qua một lần, hắn thể muốn rửa sạch nhục nhã, tuyệt đối không tránh lui, nhưng giờ khắc này, liên tiếp kịch biến để hắn tức giận không kiềm chế được, càng đã nhận ra Khương Phàm vô cùng cường đại. Không đánh. Rút lui trước. Sau khi tập kết lại cùng đế tử và các thần tôn khác lại phản sát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngọc Tỷ, trở về. Thiên mệnh thần tôn rốt cuộc cũng ổn định, cánh tay phải vỡ vụn, lồng ngực đổ sụp, nội tạng chảy ngang, bộ dáng vô cùng thê thảm. Ngọc Tỷ Truyền Quốc tốc độ tăng vọt, giống như là một tòa quang ảnh thần chiều hướng hắn làm lại. Nhưng ngay lúc khoảng cách ngắn ngủi mấy chục dặm thời điểm, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đột nhiên dừng lại. Thiên mệnh thần tôn kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, đột nhiên phát hiện trong hư không có một thân ảnh phiêu miểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trên Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Đúng vào lúc này, nơi xa có liệt diễm cuồn cuộn, Khương Phàm dương cánh lăng tiêu, chấn động hai cánh, kéo lấy liệt diễm cuồn cuộn đuổi giết thiên mệnh thần tôn. Thiên mệnh thần tôn muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của Khương Phàm lại quá nhanh. Lăng thiên thuật áp đảo vạn cầm thiên hạ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, một tiếng gáy to, âm thanh chấn đoạn hư không, bạo phát ra liệt diễm đầy trời, hóa thành lít nha lít nhít liệt diễm chu tước, tràn ngập đánh tới phía hắn. Thiên mệnh thần tôn giận dữ quay người, một tay cụt bạo phát, khí tức sơn hà lưu chuyển trong thân thể rách dưới, lời cầu nguyện của hàng vạn dân chúng cuồn cuộn lên, đánh ra sơn hà xã tắc quyền. Quyền cương cuồn cuộn, đáng diệt càn khôn, cuồng bạo xuyên qua liệt diễm chu tước đầy trời. Lao thẳng đến Khương Phàm chân thân. Đầu Khương Phàm tĩnh mịch hắc ám, tuôn ra ngọn sóng phần diệt, đối diện va chạm với sơn hà xã tắc quyền cương. Ầm ầm bạo tạc, hư không lay động, sơn hà xã tắc quyền tán loạn ngay tại chỗ. Khương Phàm vỗ cánh gáy to, hai con người tuôn ra liệt diễm, đè ép sơn hà xã tắc hoành kích đến trăm dặm, thanh thế như là tuyệt thế chu tước bạo kích 10 vạn dặm thần chiều dễ như trở bàn tay, đối diện giết tới trước mặt thiên mệnh thần tôn. Không. Không thể nào. Sắc mặt thiên mệnh thần tôn kịch biến, mà ngay tại thời điểm đối diện tương đối,
rốt cuộc hắn cũng thấy rõ ràng được bộ dáng thực sự của Khương Phàm. Toàn thân sôi trào liệt diễm, lông vũ hoa lệ mà cứng cỏi, móng vuốt tùm như là có thể chém giết thần ma, nhưng đây không phải điều quan trọng là hắn thế nào. Bán đế. Phần thiên thần hoàng chạm đến cảnh giới bán đế. Khương Phàm giết tới gần, trong liệt diễm cuồn cuộn ẩn hiện phượng hoàng rơi linh, thiên bằng cúi đầu, vô số mãnh cầm linh điều tất cả đều thần phục Chu Tước. Chu Tước, phục thiên thuật. Khương Phàm lấy phục thiên thuật, đối kháng với khí thức thần triều, lấy Chu Tước che trời, uy lẫm vạn giảm cương vực. Hàng tỷ thần dân, thiên mệnh thần tôn kinh hồn, chiến khu rách dưới răng rắc giòn vang, lấy huyết nhục hài cốt diễn biến ra sơn hà, lấy linh hồn đang gào thét diễn biến ra thương sinh tử dân, dưới thần uy bạo động kinh khủng, hóa thành thiên mệnh thần kiếm, phóng lên tận trời, muốn chém diệt Chu Tước phục thiên. Răng rắc, thiên mệnh thần kiếm ứng thanh vỡ nát. Không chút huyền niệm, thần khu bị trọng thương thì làm sao chống cự được Chu Tước yêu tổ bạo kích gấp bội. Khương Phàm phục thiên, phá toái thần triều, lấy uy lực che đậy trời đất chấn nát thiên mệnh thần kiếm, đánh bay thiên mệnh thần tôn. Cơ thể thiên mệnh thần tôn vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, hắn mượn thời điểm tháo chạy mãnh liệt xoay chuyển, nổ bắn ra thoát khỏi về phương xa. Nhưng, rầm rầm, xiềng xích hoành hành trong hư không, không nhìn cái gọi là khoảng cách, vô tình cuốn lấy thiên mệnh thần tôn. Rầm rầm, xiềng xích nháy mắt đã kéo căng, thiên mệnh thần tôn bị cưỡng bức kéo tại hư không. A, đế tử. Miệng thiên mệnh thần tôn phun đầy máu, chật vật hét lớn, cơ thể rách dưới của hắn bắn ra cường quang, mỗi cái tế bào đều đang sôi trào, phóng xuất ra thần uy, như là thần triều hóa thân thành hình người, muốn mạnh mẽ kéo lây xiềng xích. Cho dù dưới tình huống trọng thương như thế, nhưng hắn vẫn dung chuyển được xiềng xích hư không, một đời trước thần linh cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Nhưng, xiềng xích như rắn mãng quay quanh, cuốn lấy thiên mệnh thần tôn tàn phá thần khu, cũng chui vào trong thân thể, giống như là mạng nhện lan tràn đến từng cái nội tạng, thậm chí là mạch máu, hài cốt. Thiên mệnh thần tôn cực lực chống cự, điên cuồng xua đuổi, lại không thể làm nên chuyện gì. Đông Hoàng như ảnh cách không gian khống chế hắn, năm ngón tay mở rộng, thần khu be bét máu thịt của thiên mệnh thần tôn vô tình bị tách rời trong tiếng vỡ vụn thảm liệt, huyết nhục ly thể, hài cốt phá giải, nội tạng bay tứ tung, chỉ còn lại mỗi cái đầu kết nối với xương sống, quấn quanh lấy mênh mông mê ảnh linh hồn. Tràng diện kinh dị đến mức để cho người ta tê cả da đầu. Khương Phàm cùng lúc giết tới, thông thiên tháp ầm vang rộng mở, không để ý linh hồn thiên mệnh thần tôn đang giận dữ la hét, cưỡng ép thoát đến. Đúng vào lúc này, sóng chiều hỗn loạn hoành hành tại thâm không, nhanh chóng giết tới phía Khương Phàm nơi này. Đế tử vào đầu, Lăng Tiêu chiến thần, Hoa Thiên chiến thần làm bạn, một vị truyền nhân đế quân, hai vị thần linh đỉnh phong, mặc dù là bị thương nặng, nhưng lúc ấy ba vị thần tôn bọn hắn đã liên thủ chống lên hỗn loạn triều dâng, cưỡng bức giảm bớt tổn thương đến thấp nhất. Đế tử, ngươi tới chậm, ngươi đoạt nhi tử của đồ đệ ta giết ba tôn thần linh của ngươi. Muốn linh hồn của bọn hắn, dùng hài tử của đồ đệ ta đến đổi. Khương Phàm cuốn mảnh vỡ thần khu của bọn người cửu cực chiến thần đi, nhanh chóng rút lui. Đông Hoàng như ảnh diễn biến đạo ngấn, không đợi đế tử bọn hắn giết tới, mang theo Khương Phàm trong nháy mắt biến mất. Nàng không có đi về phía nam bộ chiến trường sông, mà là thẳng đến tây bắc bộ phương hướng. Nam bộ nơi đó thần tôn bọn họ rất có thể đã tụ tập lại, muốn lại tập kích, độ khó cực lớn, nhưng lưu thủ tây bắc bộ nhân tộc đại quân khẳng định phòng ngự yếu kém, cũng rất có thể có một hai vị thần tôn chấn thủ. Một hai cái mà thôi, bọn hắn bắt được. Chiến thuật của bọn hắn chính là thừa dịp bạo tạc triều dâng đưa tới hỗn loạn cùng tổn thương, tận hết khả năng săn giết càng nhiều thần. Hắn nói cái gì, giết ai? Ánh mắt đế tử lạnh thấu xương, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Ba vị thần tôn. Trái tim Lăng Tiêu chiến thần đều rụt rụt, bọn hắn chỉ mang theo ba vị thần tôn tới, chẳng lẽ đều chết hết? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thần tôn há lại nói giết thì có thể giết được. Huống chi, tinh túc thần tôn, thiên mệnh thần tôn, cửu cực chiến thần đều có bí thuật kinh khủng, đều có thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhất là tinh túc thần tôn, coi như không địch lại, chạy trốn hẳn là không có chút áp lực nào. Chẳng lẽ trừ Khương Phàm, Thiên Hậu và Chu Thiên Thần Tôn toàn tụ tập tới đây? Đây là không tiếc cái giá muốn quyết chiến đến chết cùng liên quân nhân tộc sao? Tên khốn kiếp đáng chết này. Đế tử tức giận muốn điên, thực sự khó mà giữ vững được bình tĩnh. Vốn cho rằng trận tập kích vây bắt này hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại còn không có bắt đầu thì đã lọt vào phản kích, thậm chí là trọng thương.
Tên hỗn đản kia hoàn toàn không làm việc theo lẽ thường, đi lên đã cho phát nổ, căn cứ, mạnh nhất quan trọng nhất, triệt để phát nổ. Loại chiến thuật đi lên liền cho nổ, nhà, này, chỉ sợ đọc qua sách sử cổ kim đều chỉ có duy nhất một cái này. Người bình thường ai có thể làm ra loại chuyện này? Người bình thường ai có thể sinh ra cái ý nghĩ này? Nhanh, rất có thể bọn hắn nhào về phía Nam Bộ. Bọn hắn có võ giả không gian, khẳng định là muốn mượn hỗn loạn, phát huy ưu thế tập kích đến cao nhất. Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần lập tức mang theo đế tử đuổi giết Nam Bộ. Chỉ mong bọn người Thiên Uy thần tôn đã tụ họp lại, chỉ cần ổn định trận cước, nhất định có thể ngăn chặn vây khốn bọn người Khương Phàm. Nhanh nhanh nhanh. Đế tử sốt ruột càng tức giận, nơi này cách Nam Bộ mấy vạn dặm, coi như lại nhanh hơn nữa cũng đều cần một thời gian, nhưng bọn người Khương Phàm có Đông Hoàng Càn và các đỉnh cấp không võ, rất nhanh đã có thể giết qua. Không biết Vĩnh Dạ có thể chống đỡ hay không, không biết Khương Phàm và bọn người Thiên Hậu là mấy vị thần tôn. A a a. Đế tử càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng nóng nảy, cái này không chỉ là bọn hắn thảm bại, càng là sỉ nhục của nhân tộc, phía sau còn tranh hùng cùng yêu tộc ma tộc như thế nào nữa. Tại thời điểm bọn hắn đuổi giết Nam Bộ, Vĩnh Dạ, Thiên Uy thần tôn, Kim Vô Song cùng Bá Thiên chiến thần bị tách ra ở Nam Bộ đã nhanh chóng hoàn thành tập hợp, cũng khẩn cấp tụ tập 10 vị thánh hoàng đến bên cạnh. Thế giới hỗn độn bạo tạc 10 vạn dặm, liên quân nhân tộc tụ tập ở phía xa bị thảm tao nuốt hết. Cứ việc cách đầu nguồn bạo tạc hơn 3 vạn dặm, nhưng năng lượng bạo tạc vẫn quá kinh khủng, đa số cường giả niết bàn cảnh đều chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, linh hồn chôn vùi, số lượng lớn bán thánh thánh linh, thậm chí là thánh vương, cũng thảm tao trọng thương thậm chí là tử vong, cho dù là thánh hoàng cùng 3 vị thần tôn lưu thủ, đều hứng chịu tới tổn thương. Liên quân nhân tộc bị xông đến thất linh bát lạc như vậy. Lý Tư, Doanh Lưu, Thiên Kiếp thần tôn 3 vị thần tôn đứng giữa không gian phá toái, ngắm nhìn đầu nguồn bạo tạc đen kịt, chấn kinh đến mức cả đầu đều ông ông. Đây là bổ ra thế giới hỗn độn. Càng nhìn càng thấy giống như thế giới hỗn độn tự bảo. Thế giới tự bảo. Khương Phàm đây là đang cố ý đào bẫy sao? Trong cạm bẫy chôn thế giới hỗn độn. Đầu tên điên này làm bằng cá gì vậy? Chủ ý ác độc tàn bạo như vậy đều có thể nghĩ ra. Bọn hắn khẩn trương đến bối rối. Muốn qua nghĩ cách cứu viện, nhưng vẫn đứng ở tại chỗ không dám đi qua. Nơi đó đang hỗn loạn bạo động, nói không chừng còn ẩn giấu nguy hiểm gì gì khác. Bọn hắn chỉ có thể trấn an chính mình, thế giới hỗn độn bạo tạc có thể thương tổn được bọn người đế tử, nhưng khẳng định giết không được, dù sao đó cũng là thần, mà lại còn có hơn 10 vị thần, chỉ cần 2-3 người tổ hợp tại thì đã có thể vừa đánh vừa lui. Tất cả thánh hoàng còn sống đều tới đây tập hợp cho ta. Bọn hắn hít một ngụm khí lạnh thật sâu, nắm chặt vũ khí, triển khai trận thế, chuẩn bị nghênh đón thần tôn cùng thánh hoàng trốn tới, chặn đánh đội ngũ truy kích của Khương Phàm. Dưới thánh vương, lui đến khoảng cách an toàn, thánh hoàng, toàn thể tập kết. Thánh hoàng còn sống, tập kết. Khương Phàm dám ở chỗ này chặn đánh liên quân nhân tộc chúng ta, khẳng định tập kết tất cả cường giả của hắn. Chỉ cần nuốt lấy bọn hắn, Thương Huyền, dễ như trở bàn tay. Dưới trướng Khương Phàm có 3 thần tôn, mà chúng ta là hơn 10 vị. Số lượng thánh hoàng của Khương Phàm nhiều nhất 20 vị, mà chúng ta có hơn 30 vị. Dưới từng tiếng ủng hộ, hơn 10 vị thánh hoàng tập kết đến phía trước, cả đám đều toàn thân mang máu, chật vật không chịu nổi, nhưng rất nhanh đã nhấc lên chiến ý. Mặc dù bạo tạc đột nhiên lại khủng bố, nhưng thánh hoàng và thần linh đều không phải là dễ dàng chết như vậy, bên trong có hơn 10 vị thần tôn, 20 vị thánh hoàng. Chỉ cần ổn định trận cước thì có thể khởi xướng phản kích đối với đám người Khương Phàm kia. Chúng ta cứ ở lại nơi này chờ lấy. Bên trong khẳng định đánh đến hôn thiên ám địa, chúng ta nên tới đó trợ giúp. Khương Phàm chiếm ưu thế tập kích, nói không chừng còn đang đổ sát, chúng ta nên đi đến hỗ trợ. Đám người vừa mới tụ tập, các thánh hoàng đế tộc cũng bắt đầu tức giận kêu gào. Đúng vậy, chúng ta ở lại chỗ này làm gì? Chờ kết thúc sao? Bên trong chiến trường mấy vạn dặm. Bọn người Khương Phàm đang khí thế dâng cao, nói không chừng còn bố trí sát chiêu khác, đây chính là lúc cần viện quân chúng ta đây. Những người khác kịp phản ứng, tăng vọt chiến ý, đằng đằng sát khí. Những thánh hoàng lưu thủ bọn hắn đây đa số là tân tấn thánh hoàng, đều là từ thánh vương kích phát ra tới. Mà tại mấy năm trước, thánh vương đều là trưởng khống giả trực tiếp trên mặt nổi của tất cả hoàng tộc hoàng đạo, ngạo dũng gồm nhiều mặt, huyết tính 10 phần. Bây giờ bước lên cảnh giới thánh hoàng. Càng là không sợ hãi. Lý Tư, Doanh Lưu,
Kiếp Thiên Thần Tôn trao đổi ánh mắt, thật muốn đi đến sao? Nếu như lại có mai phục khác, giống như không thể nào lại có mai phục khác, thậm chí đều khó có khả năng truy kích người đào vong, bởi vì số lượng cường giả của bọn người Khương Phàm quá ít, chỉ có thể thừa dịp tập kích ưu thế, bốn chỗ vây bắt lạc đàn hoặc là trọng thương. Tất cả không võ may mắn còn sống sót, đều tới đây cho ta. Lý Tư rốt cuộc cũng quyết định, bên ngoài không có cái gì để bảo vệ, bên trong mới là mấu chốt. Nếu Khương Phàm dám chặn đánh ở chỗ này, khẳng định là muốn buông tay đánh cược một lần, điều tập tất cả cường giả. Giống như vị Thánh Hoàng kia vừa mới nói, chỉ cần giải quyết nơi này, chẳng khác nào đã bình định Thương Huyền. Các không võ vụn vặt lẻ tẻ tụ họp lại, nhưng niết bàn cảnh chiếm đa số, không có mấy thánh linh. Không võ cường hãn đều mang theo các thần tôn xông vào chiến trường trước đó. Giết đi đến. Lý Tư khống chế Hoàng Nê Đài, dẫn đầu xuất kích, lao thẳng đến hư không hắc ám sụp đổ. Giết, tập kết cùng một chỗ, ai cũng không được tản ra. Liên hợp đột kích, chúng ta biến thành đội quân mũi nhọn, gặp được một tên giết một tên, gặp được một đám, giết một đám. Doanh lưu, linh kiếp thần tôn cắn răng thét lên ra lệnh, bắn ra thần uy, sát ý sôi trào, kêu gọi các thánh hoàng phía sau toàn diện đột kích. Giết giết giết. Khương Phàm là phản nghịch nhân tộc, do nhân tộc chúng ta đến giải quyết. Các thánh hoàng dâng cao chiến ý, kích phát huy lực và năng lượng thánh hoàng, đuổi giết chiến trường hắc ám. Phàm là có thể đạt tới thánh hoàng đều là linh văn cực hạn của thế gian, hơn 10 vị thánh hoàng liên thủ, uy thế hiển hách đều muốn vượt qua 3 vị thần linh phía trước. Mà, bình thường thánh hoàng đều là nhân vật cấp lão tổ tông, đều là thống lĩnh đỉnh phong, 5-3 người gom lại cùng một chỗ cũng khó khăn, giờ phút này lại 10 người liên hợp hành động, cái sự hào hùng, nguồn năng lượng kia, để bọn hắn kích thích lẫn nhau, đều sôi trào lên nhiệt huyết, sát ý tiếp tục tăng vọt. Dương Biện xen lẫn trong đội ngũ, cũng là đằng đằng sát khí, nhưng cố ý đi ở phía sau, đôi mắt hiện ra u quang quét mắt nhìn các thánh hoàng xung quanh. Ngay cả hắn cũng đều bị chiến thuật dẫn bạo thế giới hỗn độn của Khương Phàm làm cho kinh động, nhưng có thể phát huy ưu thế chặn đánh đến cực hạn hay không, tiếp theo mới thật sự là thời điểm khảo nghiệm Khương Phàm, cũng là cơ hội để hắn ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ là đáng tiếc tên hỗn đản cổ thần kia không ở đây, nếu không ưu thế tập kích khẳng định lớn hơn. Đúng vào lúc này, ông, một đạo ngấn không gian nhanh chóng lan tràn, như lôi điện đi nhanh qua màn trời, đột ngột xông vào trong đội ngũ. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đạo ngấn đã vỡ nát, liệt diễm tuôn ra, nương theo tiếng gáy to chói tai, một tôn chu tước dương cánh hơn 500 mét dục hỏa mà sinh, lông vũ hoa lệ cứng cỏi, móng vuốt lạnh lẽo thấu xương, lệ khí tuyệt thế kinh khủng, để sắc mặt các cường giả hỗn loạn kịch biến. Chu tước, không chỉ có thánh hoàng sợ hãi, Lý Tư, Doanh Lưu, Kiếp Thiên Thần Tôn đều như rơi vào hầm băng. Ầm ầm, Khương Phàm dương cánh bạo kích, liệt diễm phát động như đại dương mênh mông nộ trào, tuôn ra tám phương. Dưới sự khống chế của ý thức, vạn thú thiên hoàng quyền đã lâu nay được ầm vang phóng thích, liệt diễm cuồn cuộn, tiếng thú giống tiếng chim gáy, như là đột nhiên thả ra hỏa thú trong thế giới liệt diễm vô biên, tràn ngập đất trời, cuồng kích toàn trường. Tại cảnh giới bán đế sơ khuy bạo phát xuống, tại phần thiên diệt thế viêm diễn biến ra, vạn thú thiên hoàng quyền cho thấy thần uy cường hãn, mấy thánh hoàng ở khoảng cách gần bị băng huyết nhục bay tứ tung, áo giáp vũ khí đều theo đó mà vỡ vụn. Nếu đây là thành đoàn tiến vào địa ngục, ta đưa tiễn các ngươi nhé. Khương Phàm điên cuồng gào thét, dương cánh bay lên trời, mãnh liệt bắn hơn vạn mét, hai cánh cuồng kích, liệt diễm lại nổi lên, tràn ngập đất trời bao phủ chiến trường hư vô, ngàn mét, vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét. Liệt diễm cuồn cuộn, như giang hải lật đổ, liên miên bất tuyệt, tuôn ra lao nhanh. Ổn định. Số lượng lớn thánh hoàng cưỡng ép chống cự, giận dữ giận lên. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã phát giác được chuyện là lạ. Khương Phàm tiếp tục bay lên không, dương cánh lên, khống chế liệt diễm cuồn cuộn kịch liệt xoay tròn, giống như siêu cấp gió xoáy ở thời đại hồng hoang, thông thiên đạt địa, cuồng dã càng bao la. Nhiệt độ không gian nơi đây tăng vọt, lần nữa bị chôn vùi. Trừ Dương Biện cùng 17 vị thánh hoàng ra thì hơn 30 vị không võ, bao gồm cả 3 vị thần linh, toàn bộ đều bị bao vây ở trong đó. Một loại uy lực và năng lượng dung luyện trời đất, thấm vào linh hồn tất cả thánh hoàng cùng thần tôn. Chu tước đế thuật, liệt ngục, phần thiên diệt thế. Thân thể Khương Phàm tăng vọt, dương cánh 3.000 mét, gió lốc liệt diễm thông thiên đạt địa cuồng dã phấp phới, hóa thành luyện ngục hỏa lô, tất cả thánh hoàng cùng thần tôn toàn bộ đều bị thôn nạp vào trong. Đây là liệt ngục thuật, hắn muốn luyện sống chúng ta.
Phần Thiên Thần Hoàng, người thật tàn nhẫn. Chạy đi. Bọn người Lý Tư tức giận gào thét, lập tức kích phát ra thần uy cuồn cuộn, tại thời điểm liệt ngục sắp thành hình, điên cuồng tứ tán chạy trốn. Nhưng, Đông Hoàng như ảnh du tẩu các nơi, liên tiếp thi triển đạo ngấn không gian, để mấy vị thánh hoàng thật vất vả mới giết ra tới lại phải quay người, nhào vào bên trong liệt ngục. Lý Tư, Doanh Lưu, Thiên Kiếp Thần Tôn cũng không ngoại lệ. Tốc độ cùng thực lực của Đông Hoàng như ảnh tại lúc này đã được phát huy vô cùng tinh tế, để nàng trực tiếp chém giết cùng thần tôn, có lẽ trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại, nhưng để nàng thay đổi quỹ tích, lại hoàn toàn không có áp lực. Đám người Lý Tư đang bối rối, lo lắng, bất ngờ không đề phòng, liên tiếp bước vào vòng xoáy không gian, bị cưỡng ép chuyển rời đến bên trong liệt diễm luyện lô. Xung quanh có không võ. Đừng hốt hoảng, tập hợp tới chỗ ta, cùng một chỗ giết ra ngoài. Lý Tư hét lớn, kích phát huy lực hoàng nê đài, diễn biến sóng chiều hỗn loạn, trùng kích mãnh liệt về phía trước. Doanh Lưu khống chế hoàng nê đài đuổi tới, cuồn cuộn phóng thích thần uy cường đại chôn vùi vạn vật, vỡ nát pháp tắc trong liệt diễm. Thiên Kiếp Thần Tôn cướp bóc khí vận đất trời, diễn biến khí vận đại trụ, theo hai đế mạch hỗn loạn cùng chôn vùi tấn công, đánh về phía tuyệt thế luyện lô. Các thánh hoàng đau đớn giãy giụa trong liệt diễm cũng đều nhao nhao giận lên, không lo được cơ thể đang hòa tan, liên tiếp kích phát nguyên lực trong khí hải, thậm chí chủ động thiêu đốt sinh cơ, thôi phát ra thực lực cường đại của thánh hoàng đỉnh phong. Nhưng, Khương Phàm liên tiếp phóng thích, bản thân, thứ hai, bản thân, thứ ba, thực lực tầng tầng tăng vọt, cái đầu hoàn toàn hư vô lại lan tràn toàn thân, chợt nhìn lại như là nửa người trên bị trọng thương phá thành mảnh nhỏ, nhưng phần diệt trong khe hở, Chu Tước Đế uy đang bộc phát kinh khủng. Tuyệt thế luyện lô tăng vọt uy thế. Lại tăng vọt. Liệt diễm như là hóa thành hàng tỷ chu tước, dọc theo quỹ tích đặc biệt nhanh chóng bay lên, duy trì uy thế luyện lô, chống cự lại bộc phát ở bên trong. Một tiếng gáy to, âm thanh chấn nứt cả không gian. Khương Phàm kéo lấy tuyệt thế luyện lô, giết ra hư không, lao thẳng đến liên quân nhân tộc đang rút lui ở nơi xa. Nhiệt độ cao tràn ngập đất trời, cường quang rọi khắp nơi, lệ khí cùng sát uy vẫn sôi trào giống như biển động. Lập tức trùng kích đến đội ngũ liên quân nhân tộc kinh hồn khó định. Luyện lô với ánh lửa vô biên, thông thiên đạt địa, bên trong như đại dương hỏa triều, nhưng đám người Lý Tư lại như ẩn như hiện, đang tức giận trùng kích, lại giãy giụa thê lương. Chợt nhìn như là thấy được luyện hỏa trận tại U Minh địa ngục. Tiếng Khương Phàm gáy to kinh thiên, gắt gao áp chế luyện lô, đốt cháy thần linh cùng thánh hoàng ở bên trong. Thần hoàng cùng thánh hoàng bộc phát lúc nào cũng có thể đánh vỡ nát luyện lô, nhưng thánh hoàng lại căn bản gánh không được loại này tới gần bán đế như Khương Phàm đốt cháy, liên tiếp hòa tan, biến thành đan dược trong tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Ngay cả võ pháp mà bọn người Lý Tư thả ra cũng bắt đầu tan rã, trùng kích đối với luyện lô càng ngày càng yếu ớt, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan, linh hồn càng là đang gào thét. Tràng diện vùng vẫy giấy chết này nện vào trong tầm mắt tất cả người vây xem thật sâu. Khương Phàm cố ý kéo lấy luyện lô hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Tiếng gào thét tức giận vang vọng đến chân trời. Thấy rõ ràng không, bọn xúc sinh xâm lấn thương huyền các ngươi, nhìn rõ ràng cho ta. Đây chính là thần của các ngươi, đây chính là thần linh mà các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ở trước mặt ta, cũng chỉ là huyết nhục mà thôi. Thấy rõ ràng chưa, thấy rõ ràng chưa, bọn xúc sinh các ngươi. Hôm nay, các ngươi xâm lấn thương huyền, ngày khác, ta diệt toàn tộc các ngươi, tử tôn toàn tuyệt. Tử tôn, toàn tuyệt, chết. Chết chết chết. Một tiếng gầm hét cao hơn một tiếng sau, mang theo sát uy, lửa giận, cùng điên cuồng vô tận, cuồn cuộn phá toái thiên địa. Số lượng lớn cường giả nhân tộc bị dọa đến hồn bay ra ngoài, càng có cường giả ngồi liệt ngay tại chỗ, thậm chí là có kẻ bị dọa chết tươi. A a a a. Lý Tư, Doanh Lưu tức giận muốn điên, khống chế hoàng nê đài, cưỡng ép mãnh kích luyện lô. Luyện lô lay động, âm thanh chấn động đất trời. Gõ mẫu thân ngươi. Gõ chuông tang cho ngươi sao? Lão tử đến tiễn các ngươi. Khương Phàm hét lớn, trong liệt diễm cuồn cuộn xé rách ra một tôn chu tước, tiếp là tôn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thực lực của Khương Phàm chợt hạ xuống đến giai đoạn bình thường, nhưng năm tôn chu tước lại mang thực lực thần linh đỉnh phong, xông vào bên trong luyện lô, điên cuồng đánh giết Lý Tư, Doanh Lưu, cùng Thiên Kiếp Thần Tôn. Về phần thánh hoàng khác, thì liên tiếp chết bất đắc kỳ tử trong tiếng kêu rên tuyệt vọng. Huyết nhục hài cốt, thậm chí linh hồn cùng linh lực bộc phát bên trong khí hải, đều bị sống sờ sờ luyện thành đan dược. Các cường giả nhân tộc chơi nhìn thánh hoàng chí cao vô thượng trong lòng bọn họ biến thành đan dược, đều sắp nứt cả tim gan,
răng môi run lên, thậm chí muốn chạy trốn đều đứng không yên. Dương Biện trong hư không tối tăm, Lý Hoàng của Hải Thần Đảo cùng các cường giả Thiên Kiếm Thần Tông ở chiến trường nơi xa, cũng đều tái nhợt sắc mặt, con mắt trừng lớn, bị điên cuồng giống như hung thú của Khương Phàm giờ phút này hù đến linh hồn đều run rẩy. Đây là thương huyền của ta, nơi này là tổ địa chúng sinh, bọn tạp toái các ngươi, chết 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 chết. Khương Phàm điên cuồng gào thét, dẫn phát cả thâm không dung chuyển, như là giống động thương thiên, giống động vạn đạo, quy mô cùng uy thế của tuyệt thế luyện lô lại lần nữa tăng vọt. Năm tôn thủy tổ phân thân điên cuồng đánh giết bọn người Lý Tư ở bên trong, năm thần hoàng đỉnh phong, gắt gao đè hai tấn thần linh, cùng lão thần mục nát kia lại. Ầm ầm, thông thiên tháp bộc phát trên lưng Khương Phàm, từng sợi xiềng xích hoành hành, vung lên hơn 10 hồn ảnh. Bốn vị trong đó theo thứ tự là Tiết Vân Đình, Cửu Cực Chiến Thần, Tinh Túc Thần Tôn, Thiên Mệnh Thần Tôn, 13 vị khác, thì là linh hồn của số lượng lớn thánh hoàng cùng không võ. Những hồn thể đang vùng vẫy giấy chết này mới vừa xuất hiện, đám người nơi xa đã lập tức rên rỉ liên miên. Đó là thần tôn của bọn họ a. Ngay cả ba người Lý Tư đều sắp nứt cả tim gan, gần như sụp đổ. Bốn vị thần tôn. Khương Phàm đã săn giết bốn vị thần tôn. Chính là cái hoảng hốt ngắn ngủi này, ba tôn chu tước thủy tổ đã liên thủ xuất kích, đánh vỡ nát Lý Tư, tiếp lấy lao thẳng đến Doanh Lưu đang bị áp chế. Khương Phàm, ngươi chết không yên lành, ta lấy uy lực khí vận, chúng ngươi đời này thất bại. Thiên kiếp thần tôn bi phẫn gầm thét, muốn dẫn bạo mình, đổi lấy thiên kiếp nguyền rủa. Bại tổ tông ngươi, bọn xúc sinh các ngươi, đừng mơ có ai sống sót mà đi ra khỏi thương huyền. Khương Phàm đột nhiên từ bên ngoài xông vào luyện lô, vỗ cánh bạo kích, thế như thiên lôi, lấy uy lực xé rách vạn vật, đuổi giết kiếp thiên thần tôn. Lão xúc sinh, cái này gọi là chu tước, bác thiên thuật, bành, răng rắc. Cơ thể đang hòa tan của thiên kiếp thần tôn vỡ nát ngay tại chỗ, máu thịt văng tung tóe, tiếp theo là bị liệt diễm bạo động nuốt hết. Sau một khắc, Khương Phàm dắt tay năm tôn chu tước thủy tổ, rời khỏi luyện lô còn đang cháy hừng hực, dương cánh gáy to. Âm thanh chấn nứt không gian, một tiếng vang thật lớn, liệt diễm sôi trào, sáu tôn chu tước từ trên trời giáng xuống, đuổi giết đám người còn đang vây xem ở nơi xa. Lũ xúc sinh, cái này gọi là đồ sát. Đám người sợ vỡ mật rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại, chật vật chạy trốn. Phần thiên thần hoàng, người nát tạo sát nghiệt, là muốn bị trời phạt. Một vị phụ nhân thánh vương chỉ vào Khương Phàm hét lên đầy giận dữ. Sau một khắc, Khương Phàm hoành không lao tới. Hai cánh chấn kích, liệt diễm như đao, trong nháy mắt gạt bỏ kẻ đó, tiếng gáy to sắc nhọn lần nữa vang vọng đất trời, pháp lệnh năm tôn thủy tổ chu tước. Giết cho ta, giết giết giết, có thể giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu, lão tử không sợ báo ứng, lão tử không sợ nguyền rủa, giết, a a a, bọn xúc sinh các ngươi, một khắc đặt chân thương huyền này thì phải rõ ràng kết quả của các ngươi. Hoặc là, giết ta, hoặc là, ta đổ sát các ngươi, thương huyền là tu la chàng. Không phải mai táng ta, thì chính là ta chôn các ngươi. Các ngươi cho rằng mình là đến tham quan sao? Các ngươi tưởng rằng mình đến hưởng thụ sao? Bọn tạp toái các ngươi, đều chết cho ta. Sáu tôn chu tước hoành hành khắp nơi, liệt diễm bao phủ cả bầu trời, lao nhanh qua đại địa, mình mông sơn hà. Số lượng lớn cường giả bị đốt sống chết tươi trong lúc hoảng hốt chạy trốn, rất nhiều cường giả điên cuồng phản kích gánh không được một vòng trùng kích của Khương Phàm. Đông Hoàng như ảnh đứng ở đằng xa. Khẽ nhếch môi, ánh mắt hoảng hốt. Thân thể mềm mại không tự chủ được mà kéo căng, vậy mà lại cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Mặc dù là hẳn phải trừng trị người xâm nhập, nhưng... thủ đoạn như thế. Hắn điên rồi. Giọng của phó hành không đều đang run rẩy, đây mới thật sự là Khương Phàm sao. Hắn bị chu tước linh văn ảnh hưởng đến tâm trí sao. Dương Biện đột nhiên bừng tỉnh, ngắm nhìn hư không thâm thúy. Cắn răng một cái, vọt vào. Tìm kiếm các thần tôn đang tập kết. Đây là thời điểm hắn phát huy tác dụng. Cao thấp đến cả một cái. Cùng lúc đó, bạo tạc khủng bố từ thế giới hỗn độn lan tràn ra 10 vạn dặm ảnh hưởng đến đội ngũ Hắc Ma đế tộc đang tây bộ chậm chạp tiến lên, cũng kinh động đến Bạch Hổ đế tộc đang tấn mãnh xuôi nam. Bọn hắn dừng lại trong giây lát, sau đó lần lượt thay đổi phương hướng, lần theo ba động đuổi giết đầu nguồn bạo tạc. Quy mô bạo tạc như vậy, 8-9 phần là Khương Phàm chuyển rời thế giới hỗn độn đến nơi đó, muốn chính diện chặn đánh liên quân nhân tộc. Tên kia quả nhiên có mưu kế làm việc, hắn lại không có ở lại thượng thương, mà là chủ động nghênh kích. Đội hình liên quân nhân tộc vô địch, thế giới hỗn độn phòng ngự cường hãn,
hai bên hẳn là có thể hỗn chiến mấy ngày. Chỉ mong thế giới hỗn độn có thể kiên trì, đừng cho nhân tộc sớm vây bắt. Bọn hắn xuất trình thương huyền mong đợi nhất chính là cái thế giới hỗn độn thần bí kia. Đầu nguồn bạo tạc, trong hư vô hắc ám hỗn loạn. Thời điểm đế tử mang theo Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần nhanh chóng xuôi nam, nam bộ có Vĩnh Dạ, Thiên Uy thần tôn, Kim Vô Song, cùng Bá Thiên chiến thần tập kết, cũng đang mang theo thánh hoàng của bọn hắn nhanh chóng đi lên phía bắc, gấp rút tiếp viện Bắc Thái. Khi Khương Phàm điên cuồng đồ sát tại Tây Bắc Bộ, hai đội ngũ đã chạm mặt trong thâm không hư vô. Chỉ là nhìn lẫn nhau bình yên vô sự, bọn hắn đều mộng. Nếu Khương Phàm không đối chiến cùng đế tử, cũng không có tập kích đội ngũ Thái Sơ. Nếu bọn hắn thuận lợi chạm mặt ở chỗ này, đều bình yên vô sự. Vậy thì Khương Phàm ở đâu? Bọn hắn gần như đồng thời nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn Tây Bắc. Yên lặng ngắn ngủi. Yên lặng kiềm chế. Càng là yên lặng sợ hãi. Bọn người Khương Phàm đuổi giết Tây Bắc rồi. Nơi đó mặc dù có ba tôn thần, một bộ phận thánh hoàng, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Khương Phàm được? Không không không, không không. Giọng của Kim Vô Song cùng Bá Thiên chiến thần đều run rẩy, một tiếng gầm khàn giọng, bọn hắn bộc phát thần uy, xông về Tây Bắc Bộ. Nơi đó có tộc nhân của bọn hắn, nơi đó là tinh nhuệ của bọn hắn, nếu như gặp phải bọn người Khương Phàm tập kích, hậu quả khó mà lường được. Khương Phàm, nếu như ngươi dám. Đệ tử đều khó mà bình tĩnh, kích phát thần uy, đuổi giết Tây Bắc Bộ. Tinh nhuệ Bắc Thái đều ở lại nơi đó, xuống đến cao giai Niết Bàn, lên tới Thánh Vương, toàn bộ đều lưu thủ ở nơi đó. Chuẩn bị kỹ càng vạn kiếp môn, xử tử Khương Phàm. Vĩnh Dạ nhắc nhở Thiên Uy thần tôn, sau đó kích thích lên chư thiên thần ma đại táng, muốn triệt để trấn áp cái tên điên cuồng Khương Phàm kia. Trên đường đi, bọn hắn liên tiếp gặp phải hơn 10 vị không võ cùng thánh hoàng may mắn còn sống sót, cũng đều là đang nóng nảy thoát khỏi thâm không. Khi biết Khương Phàm khả năng đang đổ sát đội ngũ liên quân, các lão tổ tông thánh hoàng đỉnh phong này cơ hồ muốn điên. Lưu thủ nơi đó tất cả đều là tinh nhuệ của bọn hắn, có tộc trưởng, thống lĩnh, thiên kiêu. Lần xuất chinh này cơ hồ là đưa tinh nhuệ ra hết. Nếu như lọt vào đổ sát, bọn hắn thật không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ nghiêm trọng đến trình độ gì. Không lâu sau đó, bọn hắn còn đụng phải Tiết Thiên Sóc cùng tinh nhuệ Võ Thần Điện. Tiết Thiên Sóc đạt được tự tại vũ trụ truyền thừa, nhưng thời gian cấp bách, vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội. Vĩnh Dạ nhìn thấu tình huống của hắn, nhưng không có thời gian nhiều lời, đi đường quan trọng hơn. Ầm ầm, âm thanh hải triều lao nhanh quanh quẩn trong bóng đêm, hấp dẫn không võ đang dẫn đầu xuống phi nhanh đến chỗ đám người đế tử. Bọn hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng âm thanh hải triều này lại nhanh chóng lao đến phía bọn hắn. Là ta là đảo chủ Hải Thần Đảo. Dương Biện khống chế hải triều, cách rất xa đã lo lắng hô to. Hải Thần Đảo. Bọn người đế tử thoáng lưu ý, nhưng chỉ là hơi thả chậm tốc độ, để mảnh hải triều kia miễn cưỡng có thể đuổi theo. Bọn hắn vẫn lo lắng nhìn qua phương xa, bức thiết biết nơi đó tình huống. Khương Phàm đã giết qua, đang đổ sát. Sau khi Dương Biện nói câu đầu tiên đã lập tức kéo ánh mắt của mọi người tới trên người hắn. Nói, tình huống cụ thể như thế nào? Nhanh đi, nói hết. Bọn người Khương Phàm có mấy tôn thần, có phải Thánh Hoàng Thánh Vương đến đông đủ hay không? Bọn hắn một bên đi đường, một bên gào thét, các Thánh Hoàng cao ngạo chưa bao giờ không kiềm chế được nỗi lòng qua giống như bây giờ. Dù sao Khương Phàm cũng là tên điên từ đầu đến đuôi, ngay cả thế giới hỗn độn đều nổ, còn có cái gì không làm được? Khương Phàm, Thiên Hậu, Chu Thiên Thần Tôn, nhi tử bất diệt Thiên Hoàng kia của hắn đã thành thần. Còn có những thánh hoàng kia, Đông Hoàng Càn và những thánh vương thánh hoàng không võ kia, đều ở nơi này. Bọn hắn liền đột nhiên giết ra đến như thế, lưu thủ thần tôn cùng thánh hoàng đều không có chút phòng bị nào, bị giết thất linh bát lạc. Khương Phàm đổi lấy phân thân, dưới sự hiệp trợ của không võ, rất nhanh đã tru diệt được bọn họ, sau đó. Bắt đầu. Vẻ mặt Dương Biện lo lắng, ngữ khí bối rối, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Khương Phàm quả nhiên kéo toàn tinh nhuệ của hắn tới nơi này. Kim Vô Song gầm thét, kim quang toàn thân như lôi đình quấn quanh, nàng nắm chặt hoàng cấp chiến thương, hận không thể liền giết qua ngay bây giờ. Sau đó thì sao, nói tiếp. Thiên Uy thần tôn giận dữ mắng mỏ, tại sao lại dừng lại, mau nói. Tại thời điểm bọn người Khương Phàm đồ sát, ta hẳn là nên chạy trốn, nhưng ta nhắc lên nguy hiểm tính mạng giấu đến trong hư vô nhìn nhiều một hồi, cho nên. Các ngài.
Dương Biện không dám đụng vào ánh mắt của mọi người. Ta đập chết ngươi bây giờ. Nói nhanh. Bá Thiên Chiến Thần lĩnh ngộ được ý tứ của Dương Biện trước tiên, hỗn đản này lại là đến đòi thưởng. Ngươi nói tiếp, nếu có giá trị, sau đó nhất định có trọng thưởng. Vĩnh Dạ lạnh lùng nói. Ta muốn thần cốt thần huyết. Dương Biện cố ý biểu hiện tham lam. Chỉ cần giết bọn hắn, không thể thiếu ngươi. Đế tử run run khóe miệng, áp chế sát ý. Dương Biện vừa hít một hơi, ưỡn thân một cái, cắn răng nói. Khương Phàm tự mình ở lại Tây Bắc Bộ tọa trấn, Thiên Hậu cùng Đông Hoàng Càn, còn có 10 Thánh Hoàng, đường vòng đi Bắc Bộ. Chu Thiên Thần Tôn, Kiều Vô Hối, còn có những Phượng Hoàng cùng Thánh Hoàng kia được Đông Hoàng tọa hiệp trợ, đường vòng tới Nam Bộ. An bài cụ thể ta không rõ ràng, nhưng Khương Phàm tựa như là nói dùng chính hắn làm mồi dụ, tận hết khả năng ngăn chặn các ngươi, sau đó bọn người Thiên Hậu từ trong hư vô giết ra tới. Tốt! Bọn hắn phấn chấn tinh thần, rốt cuộc cũng biết bố trí của Khương Phàm, vừa vặn có thể liền kế mà tính toán. Ai đi chặn đánh Thiên Hậu cùng Chu Thiên Thần Tôn? Khương Phàm, là của ta. Đế tử nhất định phải tự tay giải quyết Khương Phàm, khi đang nói chuyện hắn lại quét mắt qua Vĩnh Dạ. Vẫn nên giao Khương Phàm cho ta xử lý. Vĩnh Dạ càng phải giết nhuệ khí của Khương Phàm. Kim Vô Song, Tiết Thiên Sóc, Bá Thiên Chiến Thần còn có Thiên Hoàng Lão Tổ, Hạo Vô Cực đều sôi trào chiến huyết, đầy dẫy sát ý, khăng khăng muốn đi vây bắt Khương Phàm. Hai bên càng ngày càng kịch liệt, suýt chút nữa đều muốn đánh nhau. Dương Biện cười lạnh trong lòng, nhưng cực lực khống chế thần thái cùng cảm xúc, để tránh lộ ra sơ hở. Cuối cùng, đế tử đột nhiên cao giọng vượt trên tiếng gây gổ của tất cả mọi người. Ta đề nghị, để Khương Phàm chờ ở nơi đó, toàn bộ chúng ta hướng Bắc, liên thủ buôn tập Thiên Hậu, hung hăng tiếu sát nàng, sau đó nhanh chóng xuôi nam vây bắt Chu Thiên Thần Tôn, sau khi xử tử, liên thủ tiếp tấn công Khương Phàm. Vừa nói ra lời này, đám người khẽ nhíu mày, nhưng lần lượt tỏ thái độ ủng hộ. Dương Biện thể hiện cứng đờ, hơi sững sờ, a. À. Không phân tán xuất kích sao? Cái này không giống như phán đoán của hắn lắm. Hắn vạn dặm xa xôi chạy tới, là kích thích các thần tôn cao ngạo chia làm ba bộ phận, một bộ phận chặn đánh Khương Phàm, một bộ phận chặn đánh Thiên Hậu, một bộ phận chặn đánh Chu Thiên Thần Tôn, tranh thủ cơ hội cho Khương Phàm, lại săn giết hai ba tôn thần. Các thần này không giống với trong nhận thức của hắn lắm, chặn đánh Thiên Hậu mà thôi, lại muốn xuất động tập thể, cùng nhau tiến lên. Là các thần đã tinh minh rồi, hay là bị đánh đến sợ? Xuất phát! Đế tử vừa phất tay, Dương Biện dưới sự lo lắng lại thốt ra. Chờ một chút! Còn có cái gì tình huống? Chúng thần tôn lập tức khẩn trương, bọn hắn không chỉ là cẩn thận, cũng là không nguyện ý lại xảy ra ngoài ý muốn. Đừng nói là thần tôn, đến loại cảnh giới thánh hoàng đó đều là tôn giả thống ngự một phương, cao ngạo tôn quý, bất luận là chiến đấu hay là làm việc đều coi trọng tràng diện. Nhưng tên điên Khương Phàm kia sức một mình lại kéo xuống toàn bộ vấn đề chiến trường Thương Huyền, bắt đầu đã như chó điên, dã man chém giết, bọn hắn không thể không thận trọng. Đối mặt với từng đôi mắt của các thánh hoàng thần tôn, Dương Biện tiếp nhận áp lực cực lớn, suy nghĩ trong đầu phi tốc xoay tròn, dưới sự khẩn trương cao độ, trong thời gian ngắn thật đúng là nổ ra cái linh quang. Đầu tiên nói rõ một chút, ta chỉ nhìn thấy Thiên Hậu cùng Chu Thiên Thần Tôn đi đường vòng rời khỏi, tình huống cụ thể thật không phải rất rõ ràng. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, các ngài cũng đừng liên lụy đến hải thần đảo chúng ta. Chỉ câu nói nhảm này. Đế tử quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, ta muốn nhắc nhở các ngài. Nếu như bọn người Thiên Hậu cách rất xa, các ngài tập kích vây bắt, hẳn là có thể tùy tiện giết nàng, nhưng... Nếu như không phải cách xa như vậy thì sao? Giữa bọn hắn có võ giả không gian, một khi lọt vào tập kích, lúc nào cũng có thể thoát thân, cũng có thể là biến thành hỗn chiến ngắn ngủi. Đến lúc đó, các ngài bị Thiên Hậu ngăn chặn, Khương Phàm cùng Chu Thiên Thần Tôn, bọn người Kiều Vô Hối nghe được động tĩnh có thể trong thời gian ngắn từ hai vị trí giết qua. Cho nên, các ngài hãy suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn phân tán tại ba cái phương hướng, mặc kệ các ngài tập kích bên nào, hai bên khác đều có thể kịp thời tiếp viện. Tương đương với bất kỳ một bên nào cũng đều có thể làm mồi nhử, hai bên khác làm lưới đánh cá. Dương Biện suy nghĩ sinh động trước nay chưa từng có, càng nói càng thông thuận. Cũng càng nói càng có lý. Ta không có ý gì khác, chỉ là không muốn các ngài ngoài ý muốn nổi lên trách tội đến trên đầu hải thần đảo chúng ta. Ta vạn dặm xa xôi chạy tới là muốn lấy thưởng, cũng không muốn cuối cùng bị các ngài trinh phạt. Bầu không khí vừa mới táo bạo thoáng trầm mặc. Khương Phàm rất mạnh, xác thực rất mạnh, không thể nghi ngờ.
Thiên hậu thì sao? Không kém, mà kiếp này so với kiếp trước lại càng mạnh hơn, số lượng lớn khí ước thú cấp yêu tổ để nàng có thể hiện ra lực bộc phát áp đảo. Đây cũng là nguyên nhân Khương Phàm và Thiên hậu đều là một mình phân tán một chỗ, mà lại còn phối hợp với không võ cảnh giới thánh hoàng, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn đã có thể tiễu sát. Về phần Chu Thiên thần tôn, phối hợp cùng thần hoàng, số lượng lớn thánh hoàng phụ trợ, muốn trực tiếp nuốt lấy càng không có khả năng. Ba điểm phối hợp, bất kỳ một bên nào cũng có thể trở thành mồi câu, bất kỳ hai điểm nào đều có thể trở thành đao nhọn. Phối hợp tinh diệu. Đám người Khương Phàm kia quả nhiên là vì chiến mà sinh. Dương Biện tức thời nói. Đề nghị của ta là, phân ra 2-3 vị thần hoàng đỉnh phong, bôn tập Khương Phàm, tận hết khả năng cuốn lấy hắn. Tất cả thánh hoàng cùng thần tôn khác, vây bắt Thiên hậu. Đến lúc đó, Khương Phàm bị kéo lại, không đuổi kịp, Chu Thiên thần tôn cùng bất diệt thần hoàng bọn hắn đi qua sau, chúng ta có thể phân ra thánh hoàng cùng không võ tiến hành chặn đánh chống cự, tranh thủ thời gian cho các thần tôn, giết Thiên hậu, sau đó trái lại, triển khai vây bắt đối với Chu Thiên thần tôn, sau khi xử lý xong toàn bộ, lại lao tới chỗ Khương Phàm, tiến hành hợp vây. Muốn hiệu quả đạt tới tốt nhất, đầu tiên nhất định phải ngăn chặn Khương Phàm, thứ hai là khi bôn tập Thiên hậu trước tiên phải toàn lực bạo kích. Cuối cùng là Thánh Hoàng cùng không võ nhất định phải ngăn cản Chu Thiên thần tôn cứu viện. Chỉ cần Thiên hậu vừa chết, chiến cuộc cơ bản liền ổn. Sau khi Kim Vô Song và đám người nghe xong Dương Biện phân tích, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều vị thiên tài hải thần đảo này. Đây là Dương Biện thật sao? Bọn hắn cao cao tại thượng, rất ít chú ý hoàng tộc hải vực, nhất là sau khi thần hữu chi hải bị thế giới mới ngăn chặn, càng không có để ý qua hoàng tộc được thần phù hộ không có chút cảm giác tồn tại nào. Tuy nhiên đối với việc Dương Biện cùng Dương Thiên Hữu cạnh tranh nhau, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nghe thấy. Hắn vậy mà đã là Thánh Hoàng rồi. Cự Kình Linh Văn có thể đi đến Thánh Hoàng. Ta là Thánh Hoàng, ta có được Hải Hoàng Tam Xoa Kích. Dương Biện dương lên Tam Xoa Kích mượn từ chỗ Lý Hoàng, cố ý khích phát ra uy lực và năng lượng Tam Xoa Kích, che giấu năng lượng ba động của hắn. Nếu như thành công, Hải Thần Đảo tiến tới Hoàng Đảo. Thiên Uy Thần Tôn cam đoan ngay tại chỗ. Khương Phàm giao cho chúng ta. Đế tử nói xong, đưa tay chỉ hướng Vĩnh Dạ. Chớ tranh với ta, ta có thể kéo Khương Phàm lại. Tiết Thiên Sóc, người theo chúng ta. Tất cả thánh hoàng cùng không võ, đi theo chúng ta. Vĩnh Dạ không tiếp tục tranh cùng đế tử, vừa vặn để đế tử lại nếm thử uy lực táng diệt, chờ hắn thu thập thiên hậu, lại tự mình giao thủ cùng Khương Phàm. Chúng ta có thể kéo Khương Phàm lại, tốt nhất các ngươi có thể giết thiên hậu. Chúng ta đi. Đế tử. Lăng Tiêu chiến thần, Hoa Thiên chiến thần, vặn vẹo hư không, hoắc loạn đại đạo, bôn tập đến chỗ Khương Phàm bên ngoài hư không. Đuổi theo, đan dược của các ngươi đâu, đều lấy ra hết, toàn bộ cho ta nhét vào trong miệng luyện hóa, bảo đảm trạng thái tốt nhất vây bắt Thiên hậu cùng Chu Thiên thần tôn. Vĩnh Dạ mang lên Thiên Uy thần tôn, Kim Vô Song, Bá Thiên chiến thần, Tiết Thiên Sóc còn có tất cả thánh hoàng cùng không võ, nhanh chóng chạy tới Bắc Bộ, muốn lùng bắt Thiên hậu. Dương Biện nắm chặt Tam Xoa Kích đi theo trong đội ngũ, cố ý biểu hiện chiến ý dâng cao, đằng đằng sát khí, dùng Tam Xoa Kích che giấu khí tức dị dạng của mình. Cũng may tâm tình của tất cả mọi người đều không phải rất bình thường, không có người nào quan tâm quá nhiều về Dương Biện, càng không có nghĩ tới Hải Thần Đảo nho nhỏ vậy mà lại dám can đảm sâu chuỗi cùng Khương Phàm, mưu hại liên quân nhân tộc bọn hắn. Tại phế tích Tây Bắc, hỗn loạn đã kết thúc. Tập kết Bắc Thái Đại Lục, Thái Sơ Đại Lục, Thần Khấp Chi Hải, Thần Hữu Chi Hải, cùng Hư Vọng Chi Hải, tất cả chi đội nhân tộc của Hoàng tộc Hoàng Đạo, vô tình bị đổ sát. Người may mắn đảo vong, không đủ 1/3. Thần Hữu Chi Hải toàn bộ may mắn còn sống sót. Liệt diễm tuôn ra sơn hà, giống như nhấc lên mênh mông biển lửa, bày ra phá toái giữa thiên địa. Khương Phàm dương cánh che trời, như thần linh vắt ngang tại bầu trời vạn trượng, năm tôn thủy tổ phân thân biến thành chu tước, phân tán ở phía sau hắn. Thần uy bá liệt. Lệ khí kinh khủng, kinh hồn nhiếp phách. Hình ảnh rung động như có thể vĩnh viễn khắc tại thời không. Năm tôn thủy tổ phân thân cùng năm tôn chu tước bên trong thời không hình thành liên hệ đặc biệt, cũng đúng là tạo thành mê ảnh thời không ở xung quanh, như là năm tôn chu tước kéo tới năm cái thời đại. Càng rung động hơn là trong liệt diễm không ngừng dâng lên một viên tiếp lấy một viên huyết đan, hồn đan cùng linh đan. Đều là nhân tộc cùng yêu thú bị tàn sát. Lít nha lít nhít đan dược giống như tinh thần sáng chói, liên miên bất tuyệt phóng lên không, dung nhập vào trong thân thể Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân. Khương Phàm là không có một tơ một hào đồng tình. Dám đến Thương Huyền xâm lấn,
đây chính là kết quả. Đây là cảnh cáo tàn khốc cho tất cả nhân tộc, cho toàn bộ thiên hạ, cho cái lịch sử này, thậm chí lịch sử phía sau. Kẻ giết người, sẽ bị người giết. Người xâm nhập, bắt gặp đồ sát. Đạo lý này, tuyên cổ bất biến. Huống hồ cuộc chiến tranh vừa mới bắt đầu, Khương Phàm càng cần những chất dinh dưỡng này đến tẩm bổ huyết khí cùng linh lực hắn vừa mới phóng thích, bản thân, tiêu hao hơn, cùng với việc duy trì thủy tổ phân thân mang tới áp lực cho linh hồn. Dưới sự tẩm bổ của hai đại đế tộc, lục đại thần tộc, hơn 20 hoàng đạo, hơn 50 hoàng tộc Niết Bàn, Thánh Linh, thậm chí Thánh Vương cùng Thánh Hoàng, Khương Phàm nhanh chóng trở về đỉnh phong, bản thân, mới đều liên tiếp thành hình ở bên trong trái tim. Năng lượng Kura năm tôn thủy tổ phân thân đều đang nhanh chóng mạnh lên, bởi vì hồn đan tẩm bổ, cùng năm tôn chu tước trong lịch sử liên hệ càng ngày càng mãnh liệt, ánh lửa trong từng đôi mắt đều như là xuất hiện linh tính, tràn ngập lệ khí. Đông Hoàng như ảnh một lần nữa về tới trên lưng Khương Phàm, mượn nhờ nhiệt độ cao vặn vẹo, hình thành bình chướng không gian, ẩn nấp lấy bóng dáng cùng năng lượng, yên lặng điều dưỡng và khôi phục. Nàng không có lý luận cái gì cùng Khương Phàm tại thời kỳ đặc thù này, dù là hai người lý niệm khác biệt. Việc cấp bách bây giờ, vẫn là nghênh chiến liên quân nhân tộc. Nhất là đế tử và các cường giả của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Hắc Ma đế tộc cùng Bạch Hổ đế tộc đang hoành hành tại Tây Bộ cùng Trung Bộ Đại Địa, cuồng dã bước lên đầu nguồn bạo tạc, đế tử cùng Lăng Tiêu chiến thần, Hoa Thiên chiến thần đằng đằng sát khí, rốt cuộc cũng xông ra khỏi vực sâu hư vô, xuất hiện ở giữa không gian phá toái. Nhưng cảnh tượng nhập vào tầm mắt lại để bọn hắn bỗng nhiên biến sắc. Dù là đế tử cao ngạo tự phụ đều khó mà giữ vững được bình tĩnh. Sáu tôn chu tước. Khương Phàm ngưng tụ năm bộ phân thân. Cơ thể cùng linh hồn của hắn sao có thể chịu đựng được năng lượng tách rời như thế này? Liên quân nhân tộc đâu? Chết hết rồi sao? Bọn người Lý Tư đâu? Một kẻ cũng không còn sao? Khương Phàm. Đế tử bá liệt gầm thét, chỉ tới Khương Phàm phía xa, nhưng không chờ hắn răn dậy và tuyên chiến phát, thì Khương Phàm đã yên lặng bạo tạc trong nháy mắt. Không chần chờ chút nào, không có bất kỳ lời nói nhảm gì, giết. Ầm ầm. Khương Phàm vỗ cánh, nhanh chóng hoành hành giữa không gian vỡ vụn, năm tôn chu tước theo sát phía sau, toàn bộ biển lửa phía dưới mãnh liệt sôi trào, trùng thiên cuồn cuộn, hóa thành lít nha lít nhít hỏa diễm chu tước, bọn chúng hoa lệ mà hung ác, bọn chúng điên cuồng mà nóng bỏng. Đột nhiên xuất hiện tràng diện kinh thế hãi tục, như là sáu tôn chu tước, kéo lên thế giới chu tước kinh khủng. Trong chốc lát nổ tung ra tuyệt thế sát uy, để đế tử, Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần đều lần nữa có phản ứng. Chiến! Đế tử hét lớn, xương cốt toàn thân giòn vang, tất cả vị trí bắn ra thần uy. Một mảnh sóng chiều hỗn loạn cường thế sôi trào ở trong thân thể. Trên cổ tay phải mang theo một chuỗi ngọc châu, đó là 9 viên ngọc cốt được đế cốt rèn đúc, do đế quân tự mình dùng đế huyết dung luyện thành, có được đế uy chân chính. Phần thiên thần hoàng, người kém quá xa so với chúng ta. Lăng Tiêu chiến thần vung ra siêu cấp thần khí. Hỗn loạn chiến kích, đây là tuyệt thế chiến kích ẩn chứa uy lực pháp tắc, âm vang tranh minh, bầu trời sụp đổ, trật tự hỗn độn vô hình từ trên trời giáng xuống, vần ở xung quanh hắn, như hàng vạn thiên lôi đánh thẳng vào chiến kích, bộc phát ra tuyệt thế chiến uy vặn vẹo, vỡ vụn càn khôn. Chúng ta đã chém qua cự long, giết qua bạch hổ, mai táng qua huyền vũ, hôm nay. Săn giết chu tước. Chiến bào trên người Hoa Thiên chiến thần đột nhiên lật múa phần phật, bạo phát ra cường quang chói mắt, kịch liệt vặn vẹo. Như là bầy biện ra hình bóng thần ma, giống động trời đất, hoắc loạn thời không. Tuyệt thế thần khí, hồng hoang chiến đồ. Xuất hiện từ thời kỳ hồng hoang, phiêu lưu qua viễn cổ, thái cổ, thượng cổ và rất nhiều thời đại, chìm nổi tại chiến trường thần ma, nhuộm dần qua máu tươi vô tận. Hồng hoang chiến đồ càng lạ ỷ vào chủ yếu để năm đó Bắc Thái đế quân đi đến Đăng Thiên Kiều, nghênh chiến thiên phạt. Mặc dù bị đế quân hấp thu rất nhiều năng lượng, nhưng bây giờ vẫn tràn ngập chiến ý kinh khủng như cũ. Theo hồng hoang chiến đồ trải rộng ra thần ma sát tràng, chiến ý vô tận lao nhanh vạn cổ, ở xung quanh tạo thành tràng diện kinh người, thần ma tàn lụi, âm dương nghịch loạn, vạn dặm tung bay máu. Một vị đế tử, hai vị thần linh đỉnh phong, toàn bộ kích phát tiềm lực đế mạch, bộc phát ra chiến ý giống như dòng lũ, nhao nhao bạo phát, đuổi giết Khương Phàm. Tiếng Khương Phàm gáy to rung động càn khôn, dắt tay năm tôn thủy tổ chu tước. Tốc độ tiếp tục tiêu thăng. Được máu tươi cùng linh lực rộng lượng của hoàng tộc hoàng đạo thần tộc thậm chí đế tộc tẩm bổ, thực lực của hắn không chỉ có tăng vọt đến đỉnh phong, thậm chí còn trở nên mạnh hơn.
ngay cả thực lực của năm tôn thủy tổ Chu Tước đều đạt tới trạng thái chưa từng có, cùng Chu Tước trong dòng sông lịch sử sinh ra liên hệ chân thực. Ầm ầm, mấy triệu liệt diễm Chu Tước kịch liệt xoay tròn, hóa thành lít nhít quang kiếm, như là tinh tiến đổ bê tông, lạnh lẽo sắc bén, điêu khắc lên hình thái Chu Tước, bọn chúng tăng vọt tốc độ, lướt qua Khương Phàm, tràn ngập đất trời đánh về phía đế tử. Ánh mắt đế tử nóng bỏng, hỗn loạn lĩnh vực toàn thân bộc phát. Lăng Tiêu chiến thần, Hoa Thiên chiến thần mang theo chiến ý như thủy triều, nhào nhào kích thích hỗn loạn lĩnh vực. Ba mảnh hỗn loạn lĩnh vực giống như ba vòng xoáy đại dương va chạm xen lẫn, loạn càng thêm loạn, tăng vọt uy thế, đối diện đụng phải Chu Tước hỏa kiếm tràn ngập đất trời. Hỏa kiếm bị sáu tôn Chu Tước liên thủ thúc dục lúc này cũng trở nên hỗn loạn, số lượng lớn cưỡng ép thay đổi tuyến đường, tản ra mười phương, quỹ tích triệt để rối loạn, đến mức trong cuồng chiều lĩnh vực nhao nhao va chạm, nổ tung thành biển lửa đầy trời, tràng diện oanh động, thanh thế rung trời, lại không thể thương tổn được bọn hắn một chút nào. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn cuồng dã xông ra khỏi biển lửa mênh mông, rõ ràng Khương Phàm cách gần trăm dặm lại đột nhiên xuất bây giờ trước mặt bọn hắn. Đông Hoàng như ảnh diễn biến đạo ngấn không gian, trực tiếp truyền tống Khương Phàm đến tuyến đầu chiến trường. Khương Phàm bay lên, gắt gao nắm chặt Liệp Thần Thương rời khỏi tay, bạo kích đế tử với khoảng cách gần. Đế tử kinh mà chưa loạn, nắm chặt trọng quyền bạo tạc trong nháy mắt, thẳng đến Liệp Thần Thương. Chín viên cốt ngọc thức tỉnh, như là đế quân gầm thét, uy lực và năng lượng cuồn cuộn, sóng chiều hoắc loạn như là có hàng tỷ lôi đình đổ xuống, không gian, thời gian, thậm chí cuồng chiều sát lục trước mặt, toàn bộ đều vặn vẹo. Ầm ầm, Liệp Thần Thương cùng hỗn loạn chiều dâng đối diện bạo kích, như thần ma gầm thét, giống như long trời lở đất, va chạm kịch liệt, cuồng bạo giao hòa, năng lượng mãnh liệt như biển gầm sôi trào tàn phá bừa bãi khắp nơi. Lùi cho ta. Đế tử gầm thét, cánh tay phồng lên, cuồng lực vô biên, muốn cưỡng ép lật tung Liệp Thần Thương. Khương Phàm theo sát giết tới, kích phát Chu Tước Bác Thiên Thuật, đánh vào phần đầu Liệp Thần Thương, tàn hồn thần ma mặt ngoài Liệp Thần Thương toàn thể gầm thét, sát uy vô tận tăng vọt mấy lần, cưỡng bức hỗn loạn xuyên qua lồng ngực đế tử. Đế tử run rẩy, bị Liệp Thần Thương đánh rớt, đánh xuống phế tích. Chém, giết. Lăng Tiêu chiến thần, Hoa Thiên chiến thần ở hai bên đã xuất kích toàn lực, hỗn loạn chiến kích vung lên chiều dâng vô tận, chém chết hết thảy mọi thứ trước mặt, bổ về phía đầu Khương Phàm. Hồng hoang chiến đổ dâng lên chiến ý vô tận, tràn vào nắm đấm của Hoa Thiên chiến thần, đánh về phía lồng ngực Khương Phàm. Nhưng ngay lúc bọn hắn ra tay, trong chốc lát, một mảnh không gian ba động từ phía sau Khương Phàm lưng bộc phát ra. Kính thiên, vạn trọng môn. Đông Hoàng như ảnh vung đánh hai tay, năng lượng không gian vận sức trở phát động bạo phát ở hai bên. Hai cánh cửa không gian ầm vang đứng vững, nhìn như chân thực, lại ba động hư vô. Như là thế giới thần bí không biết đột nhiên mở rộng. Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần bạo kích, toàn bộ đánh vào cánh cửa hư không, ngay cả vũ khí cũng bị cưỡng ép nghịch chuyển, tháo chạy hơn 10 dặm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tại lúc bọn hắn tháo chạy, cánh cửa hư không dọc theo quỹ tích đường vòng cung, nhanh chóng lan tràn về nơi xa, liên tiếp ầm ầm mở ra. Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần biết bên cạnh Khương Phàm khả năng có không võ, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến không võ dám cùng đi tham chiến. Càng không có nghĩ tới có thể chống đỡ được bạo kích của bọn hắn. Bất ngờ không đề phòng, bọn hắn liên tiếp bị kéo túm vượt qua, dọc theo cánh cửa hư không mở rộng, chật vật xuyên qua mấy chục cánh cửa hư không, vượt qua gần trăm dặm, phân biệt kéo dài đến không cùng một vị trí. Cùng lúc đó, năm tôn thủy tổ Chu Tước đang vỗ cánh cuồng kích, mở ra quỹ tích đường vòng cung, vọt mạnh đi qua phương hướng cánh cửa hư không lan tràn. Oanh! Lăng Tiêu chiến thần rốt cuộc cũng bộc phát sóng chiều hỗn loạn. Vỡ vụn cánh cửa hư không, nhưng ba tôn Chu Tước lại đối diện lao tới. Sau khi hấp thu số lượng lớn hồn lực, bọn chúng đã sinh ra liên hệ càng sâu cùng Chu Tước chân thân trong thời không, như là có được ý thức của riêng mình, khởi xướng bạo kích đối với Lăng Tiêu chiến thần. Chu Tước Bác Thiên Thuật, Chu Tước Phục Thiên Thuật, thậm chí là Vô Thượng Chí Tôn Kiếm, không để ý tiêu hao mà bộc phát thức oanh kích. Cùng lúc đó, thời điểm Hoa Thiên chiến thần đánh vỡ vụn cánh cửa hư không cũng bị hai tộc thủy tổ phân thân chém giết. Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần cực lực muốn tránh thoát, nhưng thủy tổ phân thân cường hãn và điên cuồng hơn những gì bọn hắn mong muốn. Cái này không phải phân thân, nó giống như là Chu Tước thật sự hơn. Bọn hắn càng muốn tránh thoát thì càng bị đánh càng chật vật. Thủy tổ phân thân không sợ hãi, dù sao cũng đều là phân thân mà thôi, cứ điên cuồng chém giết, liều chết dây dưa, thậm chí chuẩn bị tự bạo bất cứ lúc nào. Hoa Thiên chiến thần, tới gần ta.
đệ tử, tránh khỏi Khương Phàm, mau tới đây. Lăng Tiêu chiến thần gầm thét, hỗn loạn lĩnh vực bộc phát, chiến kích hỗn chiến quét ngang, nội chiến ba tôn chu tước phân thân. Ầm ầm, đệ tử bị liệp thần thương đánh về phía mặt đất, vỡ nát ngàn dặm núi sông, máu tươi nhuộm đỏ phế tích. Phần Thiên Thần Hoàng, đến đây. Đệ tử giữ tợn gầm thét, trong thân thể phun trào ra năng lượng kinh khủng, cưỡng bức lui liệp thần thương ra ngoài. Hắn đưa một tay áo kéo xuống, lộ ra lồng ngực đẫm máu, tuy nhiên dưới sự tẩm bổ cuộn trào sinh cơ, lại khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay cả sát khí thảm liệt của liệp thần thương cũng đều bị ép ra ngoài. Nhưng, trước ngực cùng phía sau lưng nhuốm máu của hắn lại xuất hiện lít nha lít nhít linh văn, chừng 30 đến 50 cái. Có các binh văn như đao văn, kiếm văn, có các loại linh văn tự nhiên như liệt diễm, hàn băng, càng có mấy thú văn như thái thản, long lang, thậm chí còn có các loại linh văn đặc thù như phù chú, tinh thần, thiếu âm thiếu dương, không gian. Bọn chúng cứ xuất hiện trên người đệ tử một cách không thể tưởng tượng nổi như thế, mà đường vân đều bị bóp méo vần quanh. Những linh văn này đều là các phân thân hắn chia ra mang về cho hắn. Đệ tử là thiên mệnh thần văn dung hợp hoàn mỹ cùng hỗn loạn đế mạch, đã có hai cái linh văn cường hãn, lại xuất hiện thăng hoa thần kỳ. Ví dụ như, hắn không có giống thiên mệnh linh văn biến thân thể mình thành thần triều, mà là có thể dung hợp các loại linh văn. Các linh văn khác biệt có thể gửi lại cộng sinh ở trong cơ thể, có thể làm cho đệ tử tiếp tục lĩnh hội ảo diệu những năng lực này, giao phó truyền thừa hỗn loạn với lực phá hoại càng mạnh. Ví dụ như, hỗn loạn vạn đạo, chân chính. Phàm là năng lực bị hắn dung hợp, hỗn loạn tở rước mặt hắn sẽ bị cưỡng ép tan rã. Phần Thiên Thần Hoàng, đến đây, đến đây. Đệ tử triệt để bộc phát, đạp tan không gian, bay thẳng lên trời, tất cả linh văn trên thân đều bắt đầu trở nên vặn vẹo khi các đường vân xen lẫn hỗn loạn. Ngũ hành tự nhiên, không gian các loại, đều vỡ nát ở xung quanh, hắn giống như là đế quân, siêu thoát tại vạn đạo pháp tắc. Du lịch với thế giới bên ngoài, như là bất hủ chi tử tuần tra, đuổi giết Khương Phàm. Khủng bố tuyệt luân. Khương Phàm mang theo sát ý vô biên, chiến huyết sôi trào, tốc độ tiếp tục tăng vọt, kéo lấy liệt diễm cuồn cuộn giống như một viên thiên thạch đánh về phía đệ tử. Móng vuốt của hắn sắc bén, như là thần binh đế khí, bên trong ánh sáng liệt hỏa như là có thần ma đang gào thét. A, lùi cho ta. Đệ tử với thần uy nghiêm nghị, cổ tay phóng thích đế uy từ đế cốt. Sóng chiều hỗn loạn xung quanh như là bị rót vào đế khí, tự nhiên hoắc loạn, không gian sụp đổ, bách thú gào thét. Khương Phàm lao tới, kích phát hai tôn, bản thân, liên tiếp rót vào chu tước, thực lực bỗng nhiên lật ra dòng dã gấp hai, cái đầu lập tức khuếch tán hư vô, cũng kéo dài đến móng vuốt phía bên phải. Móng vuốt chu tước với sát ý lạnh thấu xương trong nháy mắt đã quy về hư vô, giống như đột ngột biến mất, nhưng bên trong lại phun trào uy lực sát lục, phần diệt chiều dâng, lại tăng vọt đến cực hạn. Ầm ầm, Khương Phàm bạo kích con sóng hỗn loạn, đánh đến trước mặt đệ tử dễ như trở bàn tay. Đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện đánh trúng, chiến khu cứng cỏi lập tức bỏ đầy vết nứt, máu tươi bắn tung tóe, chật vật tháo chạy ra ngoài. Khương Phàm bay lên lao xuống, móng vuốt bạo kích, hai cánh như đao, đánh cho đệ tử lùi lại lùi, cho đến khi lần nữa trở về mặt đất. Quản các ngươi có bí mật gì, quản ngươi bao nhiêu vũ khí. Khương Phàm không nói nhảm cùng hắn, trực tiếp nghiền ép thực lực, tốc chiến tốc thắng. Nơi này không phải lôi đài, nơi này là chiến trường sinh tử. Phía sau còn có số lớn thần ma đang tụ tập, giết một tên là được một tên. A, đệ tử tức giận không kiềm chế được, điên cuồng đối kháng, lại khó mà thoát thân. Cho đến giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc cũng thấy rõ ràng được chỗ quỷ dị từ Khương Phàm. Bán đế. Tên điên này vậy mà lại chạm đến vấn đề bán đế rồi. Vô thượng chí tôn kiếm. Khương Phàm giơ cao hai cánh, sôi trào liệt diễm, một thanh chu tước sát kiếm chí cao vô thượng thành hình, lần này, trong đầu hư vô bạo phát ra trật tự phần diệt, càng dẫn động minh mông thiên uy, phách chạm xuống đế tử. Hỗn loạn, tân trật tự. Đế tử thiêu đốt đế huyết, dữ tợn gào thét, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, thiên địa vạn vật đều đang sụp đổ, nhưng ở trong thế giới sụp đổ. Trật tự mới tinh lại đang xác lập, mà đế tử chính là trưởng khống giả của trật tự mới kia. Đây là đỉnh cấp áo nghĩa của hỗn loạn đế mạch, có thể làm cho xung quanh trong thời gian ngắn chịu hắn trưởng khống. Như là đại hóa thân chân chính của đế chủ. Ầm ầm, vô thượng chí tôn kiếm bị cưỡng bức dừng lại, lắc lư kịch liệt, gần như sụp đổ. Đế tử cường thế khống chế, muốn nghịch chuyển sát kiếm, phản kích Khương Phàm.
Nhưng, hỗn loạn trật tự mới là áo nghĩa mạnh nhất của hỗn loạn đế mạch, vô thượng chí tôn kiếm không phải áo nghĩa không mạnh nhất của chu tước đế mạch. Đệ tử chỉ vừa mới ổn định thần cảnh mà thôi, Khương Phàm. Đã nhìn đến ảo diệu bán đế. Keng. Răng rắc. Vô thượng chí tôn kiếm tăng vọt uy thế, cưỡng ép bổ thế giới hỗn loạn ra, đánh về phía đệ tử. Như là khai thiên nhất kiếm, diệt hỗn độn, chém vạn đạo. Phốc phốc. Đệ tử cực lực vặn vẹo, lại bị vô thượng chí tôn kiếm chặt đứt cánh tay trái, hắn kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Gương mặt hắn dữ tợn, trước tiên vặn vẹo không gian, dẫn bạo thế giới hỗn loạn, nổ lui Khương Phàm, đồng thời thoát thân khỏi đó. Nhưng, Khương Phàm chỉ tháo chạy ngắn ngủi hơn 10 dặm đã cưỡng bức ngừng lại, vỗ cánh bạo kích, một tay nắm chặt liệp thần thương, tiếp tục bạo kích tới đệ tử. Đệ tử bỗng nhiên quay người, lần nữa phản kích, cưỡng ép chống cự liệp thần thương. Khương Phàm bỗng nhiên biến mất, dưới sự hiệp trợ của Đông Hoàng Như Ảnh, hắn xuất hiện ở trước mặt đệ tử, làm bộ muốn bạo kích liệp thần thương. Tựa như vừa mới bắt đầu xuyên qua lồng ngực của hắn như thế. Miệng đệ tử đầy phun máu, điên cuồng phóng thích, vừa mới bị thọc một thương, còn muốn bị lần nữa. Hắn giữ tợn gầm thét, nhất định phải đánh bay liệp thần thương cùng Khương Phàm. Nhưng, Khương Phàm giết tới trong chốc lát, được Đông Hoàng Như Ảnh hiệp trợ, cưỡng ép nghịch chuyển phương hướng, xuất hiện ở phía sau. Sóng chiều hỗn loạn xung quanh đệ tử xác thực đáng sợ, ngay cả không gian đều có thể vặn vẹo, nhưng vặn vẹo mạnh hơn, cũng vặn vẹo không được Đông Hoàng Như Ảnh bây giờ. Khương Phàm xuất hiện ở phía sau, trong chốc lát, hắn bay lên bạo kích, chu tước bác thiên thuật xuất kích, vuốt phải hư vô quấn quanh lấy uy lực bán đế, đánh thẳng đến đầu đệ tử. Sắc mặt đệ tử kịch biến, ý thức đột nhiên bừng tỉnh, liệp thần thương trước mặt đối diện xuyên qua lồng ngực của hắn, chỗ thủng phun máu, lại gặp phải trọng thương, phòng ngự yếu đi rất nhiều, thời gian gần như là đồng thời, bác thiên thuật một tay cầm lấy đệ tử, phóng thích bạo tạc hủy trời diệt đất ở bên trong. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, đệ tử phóng thích toàn diện tất cả linh văn trong thân thể, như là mấy chục kẻ như hắn đang gầm thét. Những linh văn kia không chỉ có giao hòa cùng năng lượng hỗn loạn, mà càng giống như từng đệ tử nho nhỏ, chứa đựng năng lượng cực hạn. Vừa bộc phát trong chốc lát, đệ tử đã cưỡng bức gánh vác được bác thiên thuật, vô cùng hỗn loạn xé mở một con đường tại khe hở móng vuốt, chạy trốn về nơi xa. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, tiểu tử này quả nhiên có chút thực lực, đều đã như vậy lại còn có thể đào thoát. Đổi thành thần tôn khác, đã sớm vỡ vụn rồi. Rút lui, rút lui, rút lui, rút lui. Hắn đã bắt đầu biến đổi đến bán đế. Đệ tử thoát khốn gào rít, lồng ngực rách dưới, trái tim vỡ vụn, vừa mới phóng thích trong chốc lát để hắn cực kỳ suy yếu. Hắn kinh hãi, hắn thật sự kinh hãi, tên điên này vậy mà đã là sơ khuy bán đế. Không chỉ có thể uy hiếp được hắn, càng quan trọng hơn là thực lực năm tôn chu tước thủy tổ kia, mẫu thân nó, đều là thần hoàng đỉnh phong. Cái gì? Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần bỗng nhiên biến sắc, nhao nhao nhìn về nơi xa, vừa hoài nghi mình có nghe lầm hay không, liếc mắt đã thấy đệ tử be bét máu thịt, lần nữa kịch liệt biến sắc. Đệ tử mặc dù là tân tấn thần tôn, nhưng huyết mạch vẫn còn đó, càng có được ngọc cốt của đế quân, thực lực tuyệt đối có thể so với bất kỳ một kẻ nào trong hai người bọn họ, vậy mà. Mau bỏ đi, thủy tổ phân thân là đỉnh phong. Đệ tử lo lắng lao tới, phun máu gầm thét, hắn chưa bao giờ hoảng loạn qua như vậy, chưa bao giờ chật vật qua như vậy, mấy chục năm cao ngạo cùng tự phụ tại thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Cút ngay, Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần nhao nhao gầm thét, bắn ra sóng chiều hỗn loạn, cuồng kích mấy trăm dặm, bước lui chu tước thủy tổ hỗn loạn quấn quanh. Rút lui. Lăng Tiêu chiến thần cùng Hoa Thiên chiến thần không có lập tức tụ hợp cùng đệ tử, mà là thiêu đốt huyết khí tại giờ khắc này, kích phát ra tiềm lực mạnh nhất, linh văn của bọn hắn nở rộ, cường quang đánh xuyên cả bầu trời, như là cộng minh cùng đế quân đại lục xa xôi. Phần thiên thần hoàng, người chờ đó, ta lập tức trở về. Đệ tử cũng thiêu đốt huyết mạch tại thời khắc này, kích phát tiềm lực cực hạn, linh văn thông thiên, sinh ra liên hệ cùng đế quân. Ầm ầm, một trận bạo phát khủng bố tuyệt luân tuôn ra mảnh không gian này, đầu tiên là gợn sóng vô hình, tiếp đó là cuồng chiều năng lượng, mênh mông trăm ngàn dặm đều lâm vào hỗn loạn vô tận. Đất trời vạn vật đều đang sụp đổ, đại đạo pháp tắc đều đang vặn vẹo. Càn khôn rối loạn, âm dương nghịch hành. Trong lúc hoảng hốt, Bắc Thái đế quân như là từ trong hỗn loạn vô tận giáng lâm, muốn tiếp bọn hắn đi. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Khương Phàm vỗ cánh bạo kích, hoành hành trong hỗn loạn vô tận.
Đông Hoàng như ảnh muốn trợ giúp Khương Phàm vượt qua không gian, nhưng xung quanh đột nhiên bộc phát hỗn loạn quá kinh khủng, đạo ngấn không gian nàng thả ra lại bị sinh sinh xoắn nát. Khương Phàm tiếp tục bạo kích, mặc cho hỗn loạn vặn vẹo liệt diễm, xé rách hai cánh, hắn vẫn cưỡng ép phóng tới đầu nguồn hỗn loạn, thông thiên tháp nở rộ ánh sáng, trong lúc hỗn loạn tăng vọt quy mô. Chu tước cõng trụ trời. Ầm ầm. Khương Phàm dương cánh gáy to ở sâu trong hỗn loạn, uy lực bán đế được bộc phát đến cao nhất. Thông thiên tháp toàn diện thức tỉnh, tăng vọt quy mô, từng mảnh kỳ quang, đạo văn ở bên trong từ dưới đáy nhanh chóng lan tràn về đỉnh chóp, từ vài mét đến mấy chục mét, lại đến mấy trăm rồi hơn mấy ngàn, mấy vạn mét. Ầm ầm. Thông thiên bảo tháp chấn áp sơn hà, xuyên suốt u minh, đỉnh phá đỉnh cửu thiên, trùng kích đến thiên khải chiến trường. Thông thiên tháp tái hiện uy lực thông thiên, giống như trụ trời chân thực, giờ cao nâng lấy cửu thiên, chấn áp thập địa. Giờ khắc này, càn khôn tấn định, âm dương quy vị. Khuôn mặt Hoa Thiên Chiến Thần cùng Lăng Tiêu Chiến Thần có chút động, lần nữa điên cuồng phóng thích. Ầm ầm. Không gian vừa mới bị thông thiên tháp chấn áp lần nữa hoắc loạn, vạn đạo pháp tắc tất cả đều sụp đổ. Nhưng, tại thời khắc thông thiên tháp đang vi diệu chấn áp lại không gian, năm tôn chu tước vừa mới bị vén lui toàn bộ đều lao tới bạo kích, tới gần Hoa Thiên Chiến Thần cùng Lăng Tiêu Chiến Thần. Mặc dù khoảng cách còn có một đoạn như vậy, nhưng ở trong chiều dâng nghịch loạn đột nhiên tăng vọt lại một lần nữa hoắc loạn thế gian, quả quyết thả mình ra. Linh hồn thiêu đốt, linh lực bạo động, huyết nhục phóng thích. Trong lúc hoảng hốt, như là thời không ngược dòng, năm tôn chu tước chân thân liên tiếp giáng lâm, tự mình hủy diệt ở chỗ này. Oanh! Rầm rầm rầm. Năm tôn thủy tổ chu tước phóng thích toàn diện, hình thành ngọn sóng hủy diệt gia tăng mấy lần. Lăng Tiêu Chiến Thần cùng Hoa Thiên Chiến Thần dữ tợn, điên cuồng thôi động hoắc loạn chiều dâng. Hư ảnh đế quân như muốn toàn diện ngưng thực tại giờ khắc này, từ trong hỗn loạn khai phách trật tự mới, tiếp dẫn bọn hắn rời khỏi. Năng lượng hỗn loạn quá kinh khủng, bạo tạc oanh oanh liệt liệt lao nhanh mà đến đang áp sát bọn hắn đều liên tiếp vặn vẹo, tán loạn về các phương vị khác nhau. Uy lực đế mạch, thần lực đỉnh phong, thật sự là nhanh nhẹn dũng mãnh tới cực điểm. Nhưng, năm tôn chu tước bạo tạc quá mạnh, nhất là Lăng Tiêu Chiến Thần nơi này, hắn nghênh đón trọn vẹn ba tôn chu tước bạo tạc. Phốc phốc phốc, cơ thể Lăng Tiêu Chiến Thần vỡ vụn, máu thịt văng tung tóe, khống chế yếu bất trên diện rộng, như là muốn bị tươi sống vỡ nát rồi bị thiêu chết. Hắn nơi này suy yếu một chút, ba bên dơ cao hỗn loạn lĩnh vực cũng theo đó mà yếu bớt, mà thông thiên trụ đang bị Khương Phàm toàn lực khống chế thì một lần nữa chân áp thiên địa, ổn định càn khôn, sau đó. Năng lượng bạo tạc thông suốt, không chỉ có che mất Lăng Tiêu Chiến Thần, cũng nuốt sống Hoa Thiên Chiến Thần. Rốt cuộc Đông Hoàng như ảnh cũng có thể thi triển, một đầu đạo ngấn không gian mở ra, kéo dài đến trước mặt đế tử. Khương Phàm nháy mắt bạo kích, rời khỏi thông thiên trụ, đuổi giết đế tử. Ta là đế tử, ngươi, không giết chết được ta. Đế tử cắn răng, tại khuất nhục trong tiếng gầm giống tức giận vung ra 9 viên đế cốt tăng vọt quy mô, đế uy cuồn cuộn, xuất hiện 9 hư ảnh đế quân, liên thủ bảo vệ đế tử. Một nguồn năng lượng vặn vẹo hết thảy bộc phát, mà ở giữa 9 viên đế cốt thì như là vực sâu hắc ám. Con đường trật tự mới, xuyên qua hệ thống pháp tắc thế giới. Từ nơi này kéo dài đến nơi cực sâu trong hư không. Đế tử, chạy trốn. Lăng Tiêu Chiến Thần cùng Hoa Thiên Chiến Thần ngắm nhìn nơi xa bao phủ bên trong bạo tạc lần cuối cùng, khuất nhục tự mình thoát khỏi. Đây là vũ khí đế quân tự mình cho hắn, có thể bộc phát uy thế cường đại, cũng có thể bảo mệnh tại thời khắc mấu chốt, chuyển rời đến khoảng cách an toàn. Chỉ là hắn đây vừa trốn, tương đương với việc tuyên án tử hình cho Lăng Tiêu Chiến Thần cùng Hoa Thiên Chiến Thần. Pháp trận hỗn loạn ba bên dơ nâng cao sụp đổ ngay tại chỗ. Khương Phàm quay người, triệu hoán Liệp Thần Thương, đuổi giết Lăng Tiêu Chiến Thần, Đông Hoàng như ảnh rời khỏi Khương Phàm, tự mình nghênh kích Hoa Thiên Chiến Thần. Đế tử đâu? Lăng Tiêu Chiến Thần máu thịt be bét vén lui liệt diễm, trước tiên muốn tìm kiếm đế tử. Nhưng, đế tử hắn nhớ mong cũng đã rời hắn mà đi. Chết, chết, hắn chết. Khương Phàm hét lớn một tiếng, đối diện giết tới. Đây là đỉnh phong chiến thần, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, càng phải đề phòng chó cùng rứt dậu, cho nên. Thiên địa đại táng. Khương Phàm phóng thích cực hạn, dẫn phát tuyệt thế thần uy táng diệt thiên địa vô tận. Giờ phút này hắn đang kích phát ra hai, bản thân, thiên địa đại táng đưa tới thiên uy liên tục tăng gấp bội. Trong chốc lát, ba động quét sạch 10 vạn dặm không gian trời đất, Khương Phàm như là hóa thân thương thiên, tùy ý chà đạp 10 vạn dặm xung quanh. Lăng Tiêu Chiến Thần.
ngàn năm trước ngươi có từng nghĩ đến hôm nay? Lăng Tiêu chiến thần, các ngươi ngay cả Tây Bắc đều không thông qua, nói gì chinh chiến Thương Huyền? Khương Phàm đưa ý niệm xin mời ý chỉ của trời, đại táng khống thiên địa, mênh mông đất trời 10 vạn giảm táng diệt như biển động sôi trào, vượt qua không gian vô tận kịch liệt ngưng tụ tới xung quanh. Phần thiên thần hoàng, muốn chết cùng chết. Lăng Tiêu chiến thần tức giận, cuồng loạn bộc phát. Nhưng, không chờ hắn dẫn bạo chính mình, sóng chiều táng diệt không nhìn khoảng cách không gian, trải qua 10 vạn giảm kịch liệt áp xúc, hội tụ đến phạm vi 100 dặm trước mặt, chấn vỡ nát hỗn loạn lĩnh vực của hắn dễ như trở bàn tay, vô tình nghiền ép vỡ nát hắn. Huyết nhục vẩy ra, siêu cấp chiến khu, bị ép thành bánh thịt. Khương Phàm lập tức kích phát bản thân thứ 3, nhanh chóng khôi phục sinh cơ, muốn từng ngụm lớn âm dương mệnh hồn đan, khôi phục thực lực, dứt khoát đuổi giết Hoa Thiên chiến thần đang bị Đông Hoàng Như Ảnh ngăn chặn. Đều cút ngay cho ta. Hoa Thiên chiến thần tức giận không kiềm chế được, đường đường là chiến thần đế tộc, lại có một ngày bị trà đạp như thế này, hắn bỗng nhiên vung lên hồng hoang chiến đồ, bên trong nhuộm dần máu thần ma như muốn phục sinh, bộc phát ra khủng bố không có gì sánh kịp, toàn bộ thiên địa, vũ trụ mịt mờ, đều tại thời khắc này nhuộm thành màu đỏ, như là tái hiện chiến trường thần ma từ hồng hoang đến nay, bên trong huyết quang yêu dị, thần ma tàn lụi, vạn vật kêu rên. Hoa Thiên chiến thần dùng toàn lực một kích, muốn đánh vỡ nát thân ảnh quỷ dị giấu ở trong hư không này, càng phải lật tung vùng chiến trường này. Nhưng, thời điểm cái bộc phát cực hạn ngay cả Khương Phàm đều muốn tránh lui này, lại tại bao phủ Đông Hoàng Như Ảnh. Mất hiệu lực. Ta chưa từng cường đại như thế này, cảm ơn quà tặng của ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh khẽ nói, vạn cổ thiên thu toàn diện bộc phát, không có bất kỳ giữ lại gì. Một nguồn lực lượng thời không từ vũ trụ giáng lâm đến nơi này, vần ở xung quanh nàng, như là trải rộng ra bức tranh lịch sử, lại như là dòng sông lịch sử đang lao nhanh. Nàng Mỹ lệ tôn quý, dáng vẻ ngàn vạn, mê quang thời không hoa Mỹ chiếu ánh, giống như thần nữ thời không tôn quý. Khi vạn cổ thiên thu toàn diện bộc phát, các ấn ký thần ma lưu lại bên trong dòng sông thời gian và không gian như thức tỉnh toàn bộ, phát ra tiếng gầm thét hùng vĩ mà vô tận. Bọn chúng giống động thời đại kia, giống động minh mông lịch sử, liên danh phát thệ, liên hợp phát huy, bảo vệ. Đông Hoàng Như Ảnh. Ầm ầm. Hồng hoang chiến đồ đang muốn đánh tới hướng Đông Hoàng Như Ảnh đã bị cưỡng bức ngăn chặn lại, máu thần ma đang sôi trào ở bên trong, như là nhận lấy xúc động cùng triệu hoán, tuôn trào ra, trùng kích đến bên trong trường hà thời không. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Như Ảnh pháp lệnh thần ma, nghịch tập Hoa Thiên chiến thần. Hoa Thiên chiến thần rõ ràng trở tay không kịp, thậm chí đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hẳn là hủy trời diệt đất, là sát chiêu mạnh nhất phá hủy cường địch. Lại dưới tình huống không có dấu hiệu nào, nghịch tập tới mình. Hắn vừa mới có bao nhiêu hung hung ác, bạo kích gặp phải giờ phút này liền có bấy nhiêu thảm liệt. Bành! Hoa Thiên chiến thần vừa mới bị hai tôn chu tước nổ nát vụn, thân thể cơ hồ chia 5 x 7. Đông Hoàng Như Ảnh cảm giác như trời đất quay cuồng, từ trong hư không hiện ra thân ảnh chân thực. Giữa một cái chớp mắt này, Khương Phàm từ xa xa đánh ra liệp thần thương gào thét lao qua từ bên cạnh nàng. Đối diện đánh chúng vào Hoa Thiên chiến thần vừa mới bị tạc nứt. Chiến khu bị phá toái của Hoa Thiên chiến thần thực sự gánh không được hai lần bạo kích thảm liệt như vậy, hắn lập tức vỡ nát ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe. 9 tên. Khương Phàm nhanh chóng giết tới, cuốn đi thân thể tàn phế, trấn áp thần hồn. Liên tiếp tập kích săn giết 9 đại thần tôn, không uổng công hắn táng diệt thế giới hỗn độn. Hẳn là Dương Biện. Đông Hoàng Như Ảnh rơi xuống trên lưng Khương Phàm, suy yếu nói nhỏ. Vốn nên là Bắc Thái cùng Thái Sơ Thần Tôn cùng Thánh Hoàng liên hợp giết tới, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến thảm liệt, nhưng, từ đầu đến cuối lại đều là 3 người đế tử bọn hắn. Trong lúc đó Đông Hoàng Như Ảnh còn có một lần cảnh giác, hoài nghi Thái Sơ đế tộc là đang ẩn nấp, muốn tại cơ hội phù hợp giết ra, kết quả. Không có. Chỉ có một khả năng, Dương Biện của Hải Thần Đảo đã dùng mánh khóe gì, chia tách đối thủ. Mau chóng khôi phục. Khương Phàm chở Đông Hoàng Như Ảnh đi, giết vào chiến trường hư vô hắc ám. Trước khi chiến đấu xác thực chờ đợi Dương Biện có thể phát huy chút tác dụng, không nghĩ tới lại phát huy đến loại trình độ này, tương đương với chắp tay dâng lên cho hắn 2 tôn chiến thần, 2 đại thần khí. Nhưng cứ như vậy, Dương Biện sẽ phải tự đối mặt với mấy tên thần linh cùng Thánh Hoàng còn lại bên kia. Đông Hoàng Như Ảnh cất kỹ hồng hoang chiến đồ, nuốt lấy đan dược cố gắng điều dưỡng. Trong thời gian ngắn muốn khống chế chiến đồ rất không thực tế, chỉ có thể tận lực khôi phục tinh khí thần, sau đó lại ứng phó chém giết.
Hiệu quả bạo tạc của thế giới hỗn độn đang nhanh chóng yếu bớt, các thần tôn may mắn còn sống sót khẳng định đang khôi phục đỉnh phong, trận ác chiến tiếp theo nhất định sẽ rất hung hiểm. Bọn hắn nhất định phải điều trị trạng thái đến tốt nhất. Bên trong hư vô hắc ám, bọn người thiên uy thần tôn còn tại cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của thiên hậu. Võ giả không gian cũng cố gắng tìm kiếm, Tiết Thiên Sóc cũng đang cẩn thận cảm ngộ. Lấy thực lực của bọn hắn, dù là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại liên hợp ẩn nấp, cũng nhất định có thể phát hiện vết tích. Nhưng, tìm lại tìm, đều đã mơ hồ nghe được Tây Bắc Bộ chiến đấu, bọn hắn nơi này vẫn không có tìm tới thiên hậu. Đám người thiên uy thần tôn sốt ruột. Nơi đó đều đã đánh nhau, bọn hắn nơi này theo lý thì phải tìm được rồi, đồng thời khởi xướng vây bắt. Kết quả thậm chí bọn hắn ngay cả một người cũng không thấy. Mặc dù bọn hắn tin tưởng đế tử cùng hai đại chiến thần có thể kéo Khương Phàm lại, thậm chí có thể trọng thương Khương Phàm, nhưng nguyên nhân bọn hắn nơi này tìm không thấy, rất có thể là thiên hậu cùng Chu Thiên thần tôn bọn hắn đã nghe được thanh âm cũng đã giết qua. Mặc kệ, gấp rút tiếp viện đế tử. Tiết Thiên Sóc hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng tới Tây Bắc Bộ. Vĩnh Dạ cũng không còn kiên trì, mang theo Không Võ mau chóng đi qua. Sở Vũ tức giận lại uất ức, vậy mà không tìm được. Đây là tình hình xấu hổ trước đó không nghĩ tới. Nếu như bọn người thiên hậu đã giết tới chỗ đế tử nơi đó, chỉ sợ đế tử sẽ mắng to. Dương Biển cưỡng chế dè chừng, cố gắng duy trì bình tĩnh, điệu thấp đi theo phía sau đội ngũ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về năm tôn thần cùng hơn 10 vị thánh hoàng cùng Không Võ phía trước mặt, nhất là ba vị thánh hoàng đại viên mãn ở bên trong. Thánh hoàng đại viên mãn tương đương với bán thần, dưới tình huống bình thường không đả thương được Khương Phàm, nhưng thời khắc mấu chốt, không chừng có thể phát huy ra cái tác dụng không tưởng tượng nổi gì đó. Ví dụ như Hạo Vô Cực cùng Thiên Hoàng lão tổ hận Khương Phàm tận xương. Nếu như thời cơ phù hợp, đỉnh phong thánh hoàng, thậm chí là tân tấn thánh hoàng cũng có thể có hiệu quả. Cho nên mỗi một cường giả trước mắt, cũng đều rất nguy hiểm. Bây giờ Dương Biện đã là thánh hoàng đại viên mãn, tự tin có thể kéo lại mấy tên, cũng coi là hỗ trợ. Nhưng, Dương Biện tuyệt đối không thỏa mãn với việc có thể kéo lại mấy tên thánh hoàng, muốn kéo thì phải ngăn chặn thần. Đội hình năm thần linh cùng số lượng lớn thánh hoàng liên hợp quá kinh khủng, mà đều mang theo đan dược quý giá, đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Một khi chính diện gặp phải, coi như giết không được Khương Phàm, cũng có thể ngăn chặn Khương Phàm. Đến lúc đó, nếu như Hắc Ma đế tộc cùng Bạch Hổ đế tộc lại giết tới, hậu quả khó mà lường được. Nếu như hắn có thể kéo lại một tôn thần, chí ít Khương Phàm còn có chút hy vọng như vậy. Kéo ai đây? Dương Biện đảo ánh mắt qua nhìn năm tôn thần đang ở lo lắng phía trước. Thiên uy thần tôn. Không được, đây là thật không được. Uy danh của vị thần tôn này thiên hạ đều biết, nhất là khống chế vạn kiếp môn, cơ hồ là thần khí đỉnh phong. Bá thiên chiến thần. Cũng không được, vị này lão thần quá nóng nảy, khi nổi cơn giận có thể sống xé hắn. Tiết Thiên Sóc. Cũng không được. Hắn là thần hoàng đỉnh phong, mà truyền nhân lại vừa mới chết, hắn đang kìm nén cỗ ác hỏa đây. Như thế cũng chỉ còn lại có Vĩnh Dạ cùng Kim Vô Song, đều là tân tấn thần tôn, tương đối dễ dàng. Mà Vĩnh Dạ là truyền nhân đế tộc, nói không chừng còn cất giấu bí mật gì đó, vậy thì. Chọn hoàng kim thần nữ, Kim Vô Song. Dương Biện âm thầm hít một hơi, cảm nhận được áp lực nặng nề. Hoàng kim thiên phủ. Đỉnh cấp thần tộc. Kim Vô Song. Cường nhân ngàn năm mới gặp của Hoàng Kim Thiên Phủ. Thật có thể kéo lại. Liều mạng. Dương Biện âm thầm quyết tâm, không để lại dấu vết thu hồi Hải Hoàng Tam Xoa Kích, ý thức giao hòa cùng đồ thần chiến kích, cũng chạm đến Hoàng Nê Đài. Con quỷ nhỏ, lão tử cùng ngươi, cùng một chỗ, xuống địa ngục. Đội ngũ đang dùng tốc độ cao nhất đi đường, không có người nào lưu ý đến Dương Biện ở phía sau. Thiên uy thần tôn tự mình dẫn đội xông lên phía trước nhất. Sóng lớn nhấc lên trong khí hải, gợn sóng trùng điệp như cuồng phong bạo vũ, một cánh cura đen nguyên thủy mà phong cách cổ xưa chậm rãi dâng lên, hắc môn qua thời gian đã lâu, tản ra khí tức thê lương mà yên lặng, phía trên hiện đầy vết rách đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Có chút vết rách giống như bị đánh rách tả tơi, có chút vết rách là bị móng vuốt xé mở, có chút vết rách là bị đao kiếm mở ra, hắc môn chồng chất vết thương, như là trải qua vô số chiến tranh tàn phá. Nhưng theo hắc môn hiện lên, khí hải tràn ngập năng lượng chôn vùi trở nên bạo động vặn vẹo, như là cả khí hải đều muốn sụp đổ, xuyên suốt cùng thâm không vô tận, mênh mông vũ trụ, một loại khí tức tai nạn không cách nào nói rõ tràn ngập đất trời bao phủ tới, mở ra không gian hư vô, xé rách hắc ám vô tận, vỡ
vờn đến xung quanh Thiên Uy Thần Tôn. Thiên Uy Thần Tôn bắt đầu tăng vọt khí tức, đồng thời vặn vẹo, như muốn xông phá hàng rào thần tôn đỉnh phong, chạm đến cảnh giới bán đế thần bí. Vạn Kiếp Môn, cánh cửa pháp tắc sinh ra tại thời khắc khai thiên tích địa, cho thế giới diễn biến ra nhiều loại uy lực tai nạn, là nguyên lực hủy diệt chân chính. Sau này khi đất trời ổn định, pháp tắc lưu chuyển, Vạn Kiếp Môn dần dần yên lặng, cũng tan biến vào sâu trong vũ trụ. Nhưng không biết lúc nào, Vạn Kiếp Môn lại trở lại thế giới, đã dẫn phát mấy lần chiến tranh, tạo thành vết thương khó mà ma diệt cho thế giới. Thời đại thượng cổ, Vạn Kiếp Môn biến mất một cách thần bí, cho đến 3 vạn năm trước đã lần nữa giáng lâm thiên khải, cũng bị Thái Sơ Đế Quân đoạt được. Cũng chính là nương tựa theo Vạn Kiếp Môn, Thái Sơ Đế Quân từ trong nguyên lực tai nạn vô tận một lần nữa ngưng tụ yên diệt đế đạo, bước vào đế quân. Vạn Kiếp Môn giống như hồng hoang chiến đồ, sau khi bị hấp thu nguyên lực vô tận đã lâm vào yên lặng. Nhưng Vạn Kiếp Môn không giống với hồng hoang chiến đồ, hồng hoang chiến đồ hấp thu bao nhiêu năng lượng thì biến mất bấy nhiêu năng lượng, rất khó nghịch chuyển. Vạn Kiếp Môn lại là nguyên lực tai nạn pháp tắc nguyên thủy của thế giới, sau khi một lần nữa yên lặng, còn có thể đứng vững trên 9 tầng trời, không ngừng liên tục đoàn tụ lực lượng pháp tắc. Trong 30.000 năm, Thái Sơ Đế tộc có vô số thiên kiêu nhân kiệt, tộc trưởng thần tôn, đều từng nếm thử tỉnh lại Vạn Kiếp Môn đang ngủ say, kết quả đều không ngoại lệ thất bại chấm dứt. Duy chỉ có tại 1.900 năm trước, năm Doanh Thương gần 30 tuổi, lấy cảnh giới Thánh Vương đăng lâm thiên khải, tiếp nhận vị trí phó thống lĩnh, ngoài ý muốn. Tỉnh lại Vạn Kiếp Môn đang ngủ say. Doanh Thương, cũng chính là Thiên Uy Thần Tôn bây giờ. Thiên Uy Thần Tôn nhìn hằm hằm hắc ám phía trước, sát ý cuồn cuộn tại lồng ngực, tai nạn phun trào tại khí hải. Nếu như Thiên Quân Đại Thần Tôn không chết, Liên Quân nhân tộc dùng cái gì chật vật như thế? Nếu như Thiên Quân Đại Thần Tôn không chết, sao Khương Phàm dám chặn đánh ở chỗ này? Nếu như Thiên Quân Đại Thần Tôn không chết, chiến cuộc hoàn toàn không phải là bộ dáng bây giờ. Cho đến giờ phút này, Thiên Uy Thần Tôn mới hiểu được, cuộc chiến tiên phong kia đối với Thái Sơ, đối với nhân tộc, thậm chí đối với thời đại này, sinh ra ảnh hưởng mãnh liệt đến cỡ nào. Phía trước giống như rất an tĩnh, đánh xong rồi sao? Tiết Thiên Sóc theo sát ở phía sau, đột nhiên phát hiện thanh triều bạo động kéo dài ở nơi xa đã an tĩnh. Chiến đấu kết thúc. Đế tử đã trấn áp được Khương Phàm rồi sao? Bọn người thiên hậu không có đi qua à? Bá Thiên Chiến Thần và đám người cẩn thận lắng nghe, giống như âm thanh đã thật biến mất. Nhưng tốc độ của bọn hắn không có bất kỳ dấu hiệu chậm dần nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Mặc kệ rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều muốn đi qua. Từ lúc thế giới hỗn độn hủy diệt đến bây giờ, bọn hắn đều chưa thấy qua Khương Phàm một chút, loại uất ức cùng tức giận này để bọn hắn cơ hồ muốn hỏng mất. Không lâu sau đó, Tiết Thiên Sóc đột nhiên hoảng hốt, tự tại vũ trụ vừa mới tràn vào trong đầu không đến một ngày lại lần nữa trải rộng ra, thâm không mênh mông, tinh hà sáng chói, nhật nguyệt vần quanh, vũ trụ thần bí như là hoàn toàn đặt vào ý thức hải, hắn giống như hóa thành trụ lớn thông thiên, đứng vững giữa thâm không, hòa làm một thể cùng tự tại vũ trụ. Nhưng, thời điểm hắn đang đắm chìm trong đó, đang rung động nguồn năng lượng thần bí khó lường này, đang sợ hãi thán phục trước cảnh đẹp mỹ lệ thần bí, tinh hà đột nhiên vặn vẹo, tinh thần vô tận liên tiếp sụp đổ, đại dương rơi xuống, ánh trăng tàn lụi, hình ảnh thảm liệt để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mà kêu đau đớn thảm thiết. Hắn vừa mới nhận được truyền thừa, còn không có chân chính dung hợp, căn bản khống chế không nổi. Khi Khương Phàm nhanh chóng tới gần, khi Sơn Hà đại táng, thiên địa đại táng, nhật nguyệt tinh thần đại táng mãnh liệt lao đến, cái truyền thừa này vốn hẳn nên mang đến cho hắn năng lượng cường hãn vô hạn, lại ngược lại mang đến cho hắn ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến rồi, Thiên Uy Thần Tôn, ngay phía trước, chuẩn bị. Tiết Thiên Sóc kêu thảm cùng Vĩnh Dạ cảnh cáo gần như đồng thời vang lên. Tiết Thiên Sóc nhận lấy ảnh hưởng, nhưng chư thiên thần ma đại táng của Vĩnh Dạ lại vững vàng chống đỡ được trùng kích mà Khương Phàm mang tới, ngược lại tinh chuẩn bắt được Khương Phàm đang di chuyển với tốc độ cao. Tới, là đang chạy trốn sao? Đệ tử không có cản bọn họ lại, hay là nói. Rất nhiều lão tổ thánh hoàng đột nhiên phát giác chuyện giống như không đúng lắm, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, một lát thật không rõ ràng. Tình thế khẩn trương, chiến tranh đột kích, bọn hắn không có truy được đến cùng, trong đầu chợt lóe lên ngờ vực vô căn cứ, nhao nhao kích phát linh văn, bộc phát thực lực cường hãn, dưới sự hiệp trợ của không võ mà nhanh chóng tản ra, hiện lên đội hình tiêu diệt hình quạt bao vây về phía trước. Giết! Phế đi tai họa bọn Thương Huyền này. Sở Vũ hét lớn, hai mắt tràn ngập lôi quang,
lạnh lẽo quét mắt tới hắc ám phía trước, muốn tìm tiện tỳ Thiên Hồ Thánh Vương kia, nếu như đã là Thánh Hoàng, hắn kéo lấy tự bạo cũng muốn hủy đi nàng. Ngay phía trước, đến rồi, Thiên Uy Thần Tôn, ngay lúc này. Theo một tiếng quát chói tai của Vĩnh Dạ, Thiên Uy Thần Tôn xông lên phía trước nhất quả quyết triệu hoán ra Vạn Kiếp Môn. Ầm ầm. Thời gian qua đi 30.000 năm, Vạn Kiếp Môn một lần nữa thức tỉnh. Nương theo ba động khủng bố cuồn cuộn ngập trời, hắc môn nguyên thủy mà phong cách cổ xưa ù ù mở ra, trong chớp mắt, hắc môn xuyên suốt vô tận vũ trụ thâm không, liên tiếp đến hệ thống thế giới. Hắc ám rung chuyển, càn khôn run rẩy. Một trận thiên tai tận thế, thiên tai diệu thế, thiên tai hắc ám tràn ngập, cùng địa nạn, người khổ, ma thần khổ, tâm khổ, hồn khổ. Vô số kiếp nạn, mệnh số, sóng chiều tai nạn, từ toàn bộ hệ thống thế giới gờ cùng trong vũ trụ vô tận hấp thu mà đến. Cuồng dũng tới phía trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm biết mình bị khóa chặt, bởi vì tự tại vũ trụ cùng thần ma đại táng đã gây nên phản ứng của hắn, hắn vốn nên phóng thích càn khôn đại táng, nhưng không làm rõ ràng được ở trong đó có dương biện hay không, chỉ có thể cắn răng, ngạnh kháng một kích này, bảo đảm dương biện sau khi rời khỏi, lại đi phản kích. Nhưng, sóng chiều tai nạn đột nhiên bộc phát muốn khủng bố hơn những gì hắn mong, thậm chí khủng bố hơn không chỉ gấp 10 lần. Thiên tai tận thế như là thiên băng địa liệt, thiên tai diệu thế như là thế giới bốc hơi, thiên tai hắc ám như là âm dương nghịch chuyển, như là toàn bộ tai nạn thế giới, đều cuồng bạo đánh tới Khương Phàm, cho dù người Khương Phàm khoác áo giáp, cũng bị đến chiều cường tai nạn đánh đến đổ máu, hài cốt vỡ vụn, như muốn bị tươi sống vỡ nát, hoàn toàn biến mất trong thế giới tuyệt vọng này. Nếu như chỉ là trùng kích như vậy, Khương Phàm miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng tùy theo người khổ, tâm khổ các loại khác lao đến. Giống như ác mộng giống như xông vào ý thức của hắn. Hắn như thấy được Thương Huyền Trầm Luân, thấy được Thiên Hậu chết thảm, thấy được đám người Dạ An Nhiên, Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Càn bi thương kêu rên, thấy được chính hắn bị hàng tỷ dân chúng chứng kiến. Chặt đứt luân hồi. Ác mộng chân thực đến không cách nào tự kiềm chế, mà giống như ác mộng chồng chất điệp ra, để hắn giống như tránh ra, nhưng lại trải qua việc bị Thiên Uy Thần Tôn ngược sát, bị truyền nhân Thái Sơ cướp đoạt các loại truyền thừa. Ngay cả Đông Hoàng Như Ảnh cũng nhận sóng chiều tai nạn trùng kích, không gian ở xung quanh sụp đổ, tận thế giáng lâm tại trước mặt, mà nàng như thấy được Cửu Thiên Thần Tôn thất vọng đối với nàng, càng thấy được nàng bị Khương Phàm chém giết. Tất cả mọi người trên thế giới này đều đã nghe nói qua hung danh của Vạn Kiếp Môn, nhưng bất luận là Khương Phàm hay Đông Hoàng Như Ảnh, thậm chí Thiên Uy Thần Tôn thả ra cùng bọn người Kim Vô Song, cũng không biết uy lực chân chính của cái cánh cửa lớn này. Bạo kích vào giờ khắc này để Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn, cũng làm cho bọn người Thiên Uy Thần Tôn quá sợ hãi. Nhưng, tại Vạn Kiếp mở cửa, tai nạn xâm nhập, tại âm thanh tựa như sấm nổ, oanh động thâm không, tại thời điểm tất cả mọi người rung động trước một màn này. Một tiếng bạo hưởng, một mảnh chiều dâng, đột nhiên xuất hiện ở phía sau đội ngũ của bọn hắn. Là Dương Biện. Tại thời khắc kịch biến này, hắn nắm lấy cơ hội, kích phát linh văn, hóa thú toàn diện. Không còn là viễn cổ kinh hồn, không còn là kinh hồn hoang cổ từng xuất hiện trong lịch sử Dương gia, lại bị mong đợi vô kỳ hạn, mà là dao động tại thời khắc sinh tử, minh hà cuồn cuộn bao quanh. Vạn cổ minh kinh, kinh hồn linh văn đặc biệt, dưới sự khích lệ của chiến kích, phát sinh biến đổi khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Mà thân phận thật sự của chiến kích, cũng cường thế hiển hiện tại thời khắc này. Cánh cửa địa ngục thất lạc. Ầm ầm, Vạn Kiếp Môn mở ra ở phía trước. Cánh cửa địa ngục rộng mở ở phía sau. Dương Biện hóa thân thành vạn cổ cự kình vạn mét, cuồng dã đong đưa, khí tức sinh tử cuồn cuộn, ánh sáng thời gian chảy xuôi, cánh cửa địa ngục nguy nga thông thiên ở sau lưng, xé mở sinh tử lưỡng giới, dẫn xuất u minh đại đạo. Một màn đột nhiên này để Kim Vô Song ở khoảng cách gần đột nhiên biến đổi sắc mặt, vừa quay người trong chốc lát, nện vào tầm mắt là một con cự kình tà ác lấp lóe minh quang, quấn quanh xiềng xích. Giống Dương Biện mở cái miệng lớn ra, bên trong là minh quang quỷ dị, kinh hồn ngao du, như là một đầu nại hà kiều cầu đang mở miệng lớn nối thông cùng u minh. Đây là Kim Vô Song cũng coi như thân kinh bách chiến, càng là thấy nhiều biết rộng, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện vẫn để nàng hoảng hốt trong sự hồi hộp. Dương Biện một ngụm nuốt lấy Kim Vô Song, quấn quanh lấy xiềng xích tráng kiện u minh, lay động mãnh liệt, lui vào u minh quỷ môn. Ầm ầm. Tại thời điểm Vạn Kiếp Môn ầm vang khép kín, U Minh Quỷ Môn khép kín. Vạn Kiếp Môn bắn bay Khương Phàm, mà U Minh Quỷ Môn mang Kim Vô Song đi. Thanh thế cục diện trước mặt càng lớn, năng lượng càng kinh khủng, tự nhiên kích thích Vĩnh Dạ,
Bá Thiên Chiến Thần đang xúc thế bộc phát, cùng cưỡng ép Tiết Thiên Sóc hồi thần, còn có số lượng lớn Thánh Hoàng, đến mức tiếng vang phía sau lại không có mấy người chú ý. Chỉ có mấy Không Võ cùng Thánh Hoàng cách tương đối gần hơn, chú ý tới cái tràng diện kinh hồn nhiếp phách này, cũng bị dọa đến trắng bệch sắc mặt, hốt hoảng lui lại. Cự kình vừa mới đột nhiên ló đầu ra, nuốt lấy Kim Vô Song. Đó là quỷ môn gì? Quỷ môn mở, địa ngục quỷ tộc sao? Bọn hắn đầu đều loạn, mồm mép cũng không quá lưu loát. Nhưng, không ai để ý tới, lực chú ý của bọn người Vĩnh Dạ toàn bộ đều đặt ở phía trước, lại đề phòng cao độ, chiến huyết sôi trào, tại lúc vạn kiếp môn khép kín, một khắc này, bọn hắn đều liên tiếp bạo phát, đuổi giết Khương Phàm đang tháo chạy. Khương Phàm liên tục thắng lợi nhưng lại nghênh đón tan tác ở trước mặt vạn kiếp môn, hắn phải liên tiếp kích phát hai, bản thân, mới khôi phục đến trạng thái bình thường, nhưng ý thức nhận xâm nhập, lại làm cho hắn đau đến không muốn sống, cơ hồ không phân rõ hiện thực và ác mộng, cũng không thoát khỏi được tràng cảnh trong cơn ác mộng. Vĩnh Dạ, Thiên Uy Thần Tôn, Bá Thiên Chiến Thần, cùng Tiết Thiên Sóc giao thoa mà tới, liên tiếp bạo kích, để Khương Phàm mệt mỏi chống đỡ, liên tục trọng thương. Khương Phàm muốn kích phát ấn ký thủy tổ, nhưng ý thức đau nhói cùng linh hồn mệt mỏi vậy mà khó có thể chịu đựng nổi. Vạn Tuyệt Sát Quyền. Bá Thiên Chiến Thần đánh ra tuyệt học, sát ý cuồn cuộn, vạn cổ lao nhanh, lấy uy lực đồ thần, đánh nát hai cánh mà Khương Phàm cưỡng ép chặn đường. Hai cánh phá toái, không môn mở rộng. Thiên Uy Thần Tôn thuận thế theo vào, xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm, đối mặt với cái đầu chu tước khổng lồ, hắn nhấc lên chiều cường chôn vùi như bài sơn đảo hải, chấn vỡ nát vạn đạo, tất cả đều quy hư, như là muốn đầu Khương Phàm vỡ thành thịt nát. Khương Phàm kinh hồn né tránh, bầu trời đột nhiên bạo hưởng, Tiết Thiên Sóc từ trên trời giáng xuống, chiến khu thẳng tắp giống như trụ trời đứng vững, lấy uy lực chấn áp vạn cổ, đập vào trên lưng Khương Phàm. Trụ trời nguy nga, vạn vật thần phục, tinh hà xung quanh lao nhanh, nhật nguyệt vần quanh. Răng rắc, phía sau lưng Khương Phàm vỡ vụn, bỗng nhiên chìm xuống. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ như thiểm điện giết tới phía dưới, một cái tuyệt sát, dẫn bạo thần ma đại táng. Thân hình hắn gầy gò, lại lăng liệt lãnh tuấn, cường thế bạo phát ra hủy diệt lĩnh vực kinh khủng, như là trải rộng ra thần ma mộ tràng. Thần huyết tàn lụi, thần khu yên lặng. Khương Phàm như là bị tước đoạt thần lực trong lúc bất chợt, cảnh giới chợt hạ xuống. Bành! Vĩnh Dạ phóng lên tận trời, xuyên qua lồng ngực Khương Phàm, mang theo huyết thủy cùng toái cốt đầy trời. Nếu không phải Đông Hoàng Như Ảnh bừng tỉnh giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cưỡng ép vượt qua mang theo Khương Phàm dịch chuyển, một kích này đủ để xuyên qua trái tim Khương Phàm, thương tới tâm mạch. Khương Phàm liên tiếp vượt qua, xuất hiện ở ngoài trăm dặm, để đám người đang muốn thừa thắng xông lên lập tức mất đi mục tiêu. Rời khỏi nơi này, nhanh. Đông Hoàng Như Ảnh suy yếu nói nhỏ, nàng không có bí thuật niết bàn cùng bản thân như Khương Phàm, bị trọng thương để nàng cơ hồ muốn hôn mê. Không lùi, giúp ta một kích cuối cùng. Sau một kích nàng lập tức tiến vào thông thiên tháp nghỉ ngơi. Khương Phàm mãnh liệt đong đưa đầu, nghiêm nghị gáy to. Lại một lần nữa kích phát bản thân, nhanh chóng khép lại thương thế, khôi phục thực lực. Trước đó bởi vì đã nuốt luyện vô số huyết đan mà khôi phục, bản thân, trong thời gian ngắn tiêu hao dòng dã 5 cái. Thiên Uy Thần Tôn, chuẩn bị lại mở vạn kiếp môn. Tiết Thiên Sóc lần nữa kích phát, thông thiên trụ, muốn chấn trụ không gian. Kim Vô Song đâu, chết ở đâu rồi, mau tới đây. Thiên Uy Thần Tôn lại muốn mở vạn kiếp môn. Tất cả mọi người, chuẩn bị tấn công. Vĩnh Dạ dùng đan dược, phối hợp cùng Bá Thiên Chiến Thần, khóa chặt Khương Phàm. Cánh cửa địa ngục vừa mới mở ra, Kim Vô Song đã bị nuốt vào. Số lượng lớn Thánh Hoàng tụ tập đến phía sau, có người hô to báo cáo tình huống của Kim Vô Song. Nhưng mọi người chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một chút, không có người nào để ý tới. Không phải là không muốn, mà là không có thời gian, bọn hắn dâng cao chiến ý, kích phát linh văn, khóa chặt Khương Phàm, nhao nhao ngưng tụ võ pháp mạnh nhất của mình. Uy lực của vạn kiếp môn vượt quá tưởng tượng. Một trận mở ra suýt chút nữa đã đánh chết Khương Phàm, lại thêm một chút, nhất định có thể phế đi Khương Phàm. Bọn hắn chỉ cần lại đến một trận liên hợp thì đã có thể triệt để chém giết hắn. Khương Phàm lại không cho bọn hắn cơ hội, hắn gầm lên giận dữ, ngang nhiên xuất kích. Đông Hoàng Như Ảnh cố nén suy yếu và đau đớn, phóng thích toàn diện. Ầm ầm. Khương Phàm cắn răng lần nữa kích phát bản thân thứ 6. Bản thân thứ 7, huyết khí như hồng, tuôn ra toàn thân. Khuấy động minh mông sinh cơ, kích phát tiềm lực vô hạn, cảnh giới tấn mãnh tăng vọt, liên tục gấp bội.
Hư vô cực hạn tại linh văn, nhanh chóng mở rộng, che mất đầu hắn, mở rộng ra dày đặc vết nứt, quét sạch toàn thân, nhất là móng vuốt bộ vị, lần nữa quy hư. Cái đó là Vĩnh Dạ, Thiên Uy Thần Tôn, Bá Thiên Chiến Thần, cùng Thiết Thiên Sóc của Võ Thần Đảo, đều kinh ngạc thấy được cái biến đổi nhanh chóng kia. Cho dù Chu Tước Liệt Diễm bạo động toàn thân, không gian vặn vẹo, cơ hồ thấy không rõ bộ dáng chân thực, nhưng đột nhiên quy hư, vẫn để bọn hắn phát hiện. Mà một màn này, đối với Vĩnh Dạ và Thiên Uy Thần Tôn mà nói, lại biết rõ rành rành. Bán đế. Đó là dấu hiệu nhìn trộm đến vấn đề bán đế. Khi toàn thân quy hư, một khắc này, chính là cường giả với ý nghĩa bán đế chân chính, cũng dẫn phát thiên kiếp, lên trời chứng đạo. Khương Phàm, nhìn trộm bán đế rồi. Bọn người Vĩnh Dạ đột nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc đã hiểu vì sao Khương Phàm dám dẫn bạo thế giới hỗn độn, càng dám ở chỗ này chém giết bọn hắn. Làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Thiên Quân Đại Thần Tôn khích lệ? Nhưng, Thiên Quân Đại Thần Tôn không phải bán đế thật sự, sao có thể gây nên trùng kích mãnh liệt như thế cho Khương Phàm được? Tiết Thiên Sóc, trấn trụ hắn cho ta. Thiên Uy Thần Tôn cuồng bạo gầm thét, chiến khu điêu luyện nhanh chóng khô quắt, mênh mông huyết khí, hồn khí cường thịnh, chảy ngược trong khí hải, huyết tế tỉnh lại vạn kiếp môn vừa mới trở về. Toàn tộc, trấn. Tiết Thiên Sóc quay về Võ Thần Đảo. Thét lên ra lệnh toàn tộc kích phát toàn bộ pháp trận nội tầng ngoại tầng. Mấy trăm tòa tế đàn ầm ầm nổ vang, bắn ra uy lực và năng lượng vô tận, như là núi lửa phun trào, như là gió lốc bay lên trời, liên tiếp trùng kích bình chướng pháp trận. Ngay cả thần nguyên chôn sâu trong pháp trận nội tầng đều một lần nữa thức tỉnh, như là hai tôn thần linh kích phát ra thần uy vô tận. Lấy Tiết Thiên Sóc cầm đầu, thần nguyên làm phụ, Võ Thần Đảo tập kết toàn bộ năng lượng, diễn biến đại trụ thông thiên, lay động bầu trời. Chấn áp u minh, cường thế giam cầm chiến trường hư vô, bộc phát kinh khủng mang theo tinh thần lao nhanh, nhật nguyệt vần quanh, ngay cả bọn người Vĩnh Dạ đều tiếp nhận áp lực thảm liệt, thân thể không bị khống chế mà run rẩy. Tất cả thánh hoàng miệng mũi chảy máu, rung động trước thực lực của Võ Thần Đảo, nhưng ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao gầm thét, khuấy động bành trướng chiến ý, tích góp năng lượng, khóa chặt Khương Phàm, chờ đợi bộc phát sau một khắc. Khi thông thiên trụ chấn áp thâm không, tốc độ bôn tập của Khương Phàm càng ngày càng chậm, như là hãm sâu vào trong vũng bùn, lại như bị thương thiên chấn áp, liệt diễm sôi trào cũng sẽ không tiếp tục phóng lên tận trời, mà là rơi xuống dưới. Ầm ầm, vạn kiếp môn tái nhập hư vô, tiếng oanh minh kịch liệt dung chuyển hắc ám, vũ trụ dung chuyển, âm dương hiện lên, hệ thống pháp tắc của thế giới nhận trùng kích mãnh liệt. Nhiều loại mê quang tai nạn gánh chịu lấy sóng chiều tai nạn, mãnh liệt mà tới. Đây vẫn chỉ là dẫn dắt tới năng lượng. Mà vạn kiếp môn sâu trong sóng chiều tai nạn như là hoang cổ đế quân giống như phát ra tựa là hủy diệt gầm thét. Giờ khắc này vạn kiếp môn phóng thích tới mức cao nhất, hắc môn nguyên thủy với phong cách cổ xưa bắt đầu run rẩy kịch liệt, vết nứt tai nạn do chiến tranh lưu lại bắn ra ánh sáng. Khương Phàm điên cuồng gào thét với thâm không, hai cánh răng rắc giòn vang, như là muốn vỡ nát, cưỡng ép triển khai lăng thiên thuật, hoành hành trong thâm không. Rút lui đi, chàng đã làm được rất khá rồi. Đông Hoàng Như Ảnh suy yếu khẽ nói. Bắt đầu thôi. Khương Phàm nghiêm nghị hét lên, bản thân thứ 8, bản thân sau cùng, như dòng lũ mở cống giống như ầm vang phóng thích, khuấy động huyết khí toàn thân, cảnh giới thực lực lần nữa tăng vọt, hư vô phạm vi lần nữa lan tràn, hai cái móng vuốt toàn bộ biến thành hư vô, liên song cánh cũng bắt đầu xuất hiện hắc ám vết nứt. Răng rắc, không gian vỡ vụn, hư vô sụp đổ, Khương Phàm chấn vỡ nát thông thiên trụ hình thành sóng chiều chấn áp. Điên cuồng trùng kích về phía vạn kiếp môn đang rộng mở. Chàng sẽ chết, chàng thật sự sẽ chết. Đông Hoàng Như Ảnh nỉ non khẽ nói, khóe mắt trượt xuống giọt lệ óng ánh. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, cảm ngộ thời không, tìm kiếm Chu Tước đế quân 300.000 năm trước kia. Nó không giết chết được ta, nó không giết chết được ta, nó không giết chết được ta. Cái đầu cùng móng vuốt hư vô của Khương Phàm phun trào lên mê quang hủy diệt, đó là Chu Tước giết chóc. Là phần thiên diệt thế viêm hủy diệt, hai loại pháp tắc mãnh liệt bên trong sóng chiều dâng cao. Trấn trụ hắn, báo thù cho Tiết Vân Đình, báo thù. Tiết Thiên Sóc khàn giọng gào thét, thét lên ra lệnh toàn tộc. Báo thù, báo thù, báo thù. Tiếng hò hét cao vút, tiếng gào thét tức giận, vang vọng khắp Võ Thần Đảo, trong ngoài pháp trận tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, khí lãng rộng rãi bao quanh thông thiên trụ nguy nga, từ mơ hồ đến trở nên rõ ràng. Như là một lần nữa diễn biến ra trụ trời chân chính. Ông, không gian vô tận,
hắc ám hư vô, lần nữa bị giam cầm. Số lượng lớn thánh hoàng miệng mũi chảy máu tươi, tất cả không võ đau đớn kêu rên. Nếu như thiên quân đại thần tôn ở đây, chúng ta cũng không đến mức khổ cực như thế. Nhưng, lực lượng một người lại muốn khiêu chiến chư thần nhân tộc. Phần thiên thần hoàng ngươi, quá cuồng ngạo, kết thúc, nhận lấy cái chết đi. Thiên uy thần tôn chịu đựng đau nhức cùng suy yếu kịch liệt, ngang nhiên mở ra vạn kiếp môn. Hắc ám rung chuyển, càn khôn run rẩy. Một loại thiên tai tận thế, thiên tai diệu thế, thiên tai hắc ám, cùng địa nạn, người khó, ma thần khó, tâm khó, hồn khó các loại. Vô số kiếp nạn mệnh số sóng chiều tai nạn tràn ngập, so với trước đó còn mạnh hơn mấy lần, không chỉ có hấp thu từ toàn bộ hệ thống thế giới cùng trong vũ trụ vô tận, càng là từ nội bộ vạn kiếp môn bộc phát. Không cần thiếp đưa vào thông thiên tháp, thiếp ở cùng với chàng. Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ giọng một câu rồi ngã xuống trên lưng Khương Phàm. Nhưng cánh tay phải nhỏ yếu giơ cao tại một khắc cuối cùng chậm rãi rơi xuống, một mảnh hư ảnh vượt qua 300.000 thâm niên trống không, đánh xuyên thiên địa giam cầm, vặn vẹo gông cùng xiềng xích âm dương, đột nhiên giáng lâm đến trước mặt nàng, theo ngón tay ngọc rơi vào phía sau lưng Khương Phàm, sợi hư ảnh kia dung nhập thân thể Khương Phàm. Đây là đâu? Ngươi là ai? Ta thần du tới nơi này, hay là, ngươi đang triệu hoán ta? Tiếng thăm thẳm nói nhỏ, mang theo sự tang thương của thời gian, cũng tràn ngập lệ khí vô biên, quanh quẩn trong thân thể Khương Phàm. Ta, phần thiên thần hoàng, chủ tước truyền thừa, lần này, là vì tổ địa mà chiến, cầu xin đế quân, hoàn lễ, vạn kiếp môn. Khương Phàm cuồng dã đáp lại, linh hồn tê khiếu, chiến khu bạo động, điên cuồng dung hợp cái sợi đế khí kia. Vết nứt hư vô khắp toàn thân trong chốc lát tấn mãnh mở rộng, hai cánh toàn diện hư vô, hài cốt tùy theo hư vô, ngay cả trái tim đều biến thành hư vô. Giờ khắc này, 50% chu tước chiến khu hư hóa. Răng rắc, võ thần đảo trấn áp không gian chia 5 x 7, Khương Phàm hoành hành trong mảnh vỡ đầy trời, lăng thiên thuật, mạnh hơn thời gian, xé rách không gian, bạo kích 80 dặm, đối diện đụng phải uy lực kiếp nạn đang được thả ra. Chiến khu hư hóa tuôn ra hủy diệt cùng sát lục cuồng chiều, không có tận cùng, hủy trời diệt đất, săn giết chúng sinh. Vạn kiếp môn phóng thích sóng chiều tai nạn, dung chuyển càn khôn, chôn vùi vạn vật, kiếp nạn chúng sinh. Ầm ầm, hai loại cực hạn va chạm, gần như hai mảnh biển động dã man va chạm lẫn nhau, thậm chí giống như là thế giới cùng thế giới nghiền ép, chiến trường hư vô bị phá thành mảnh nhỏ lần nữa đứng trước sụp đổ tịch diệt, mà trận va chạm cuồng bạo tiêu tán ra tai nạn cùng sát lục cuồng chiều. Uy lực hủy trời diệt đất cuốn đi bốn phương tám hướng. Vĩnh dạ, bá thiên chiến thần đều bị vô tình tung bay. Trong võ thần đảo tầng pháp trận lọt vào thảm liệt trùng kích, rất nhiều tế đàn nội bộ cũng vỡ nát, ngay cả tiết thiên sóc đều bởi vì khống chế tế đàn mà nhận lấy trùng kích. Về phần những thánh hoàng kia, cho dù khoảng cách rất xa, cũng nhận phải trọng kích, mấy kẻ đã bị pháp tắc trực tiếp đánh chúng chết thảm ngay tại chỗ. Ầm ầm, Khương Phàm điên cuồng trùng kích trong tai nạn. Nhấc lên sóng lớn, cưỡng ép giết tới trước mặt vạn kiếp môn. Chết chết chết. Thiên uy thần tôn miệng mũi máu tươi, lại điên cuồng nắm vạn kiếp môn trong tay, ý đồ oanh sát Khương Phàm ở trước cửa. Chu tước, thoát sinh thuật. Khương Phàm thu Đông Hoàng Như Ảnh vào thông thiên tháp, sau đó. Chiến khu tới gần bán đế tại thời khắc này đã phóng thích toàn diệt, phần thiên diệt thế viêm thiêu đốt huyết nhục, phóng thích khí hải, lấy linh hồn làm dẫn, phóng thích niết bàn ảo diệu. Chiến trường liệt diễm như đại dương sôi trào, bao phủ vạn kiếp môn, hoành kích bốn phương tám hướng. Thiên uy thần tôn cùng tất cả cường giả đều đờ ma ột nhiên bị bạo tạc nghênh đón tai nạn thuộc về bọn hắn trong tuyệt thế liệt diễm, mà Khương Phàm lại ở trong biển lửa. Niết bàn trùng sinh. Một trận chặn đánh hẳn là triệt để hủy diệt Khương Phàm, cuối cùng thế mà thất bại. Chiến trường sau khi hỗn loạn kéo dài bạo loạn thật lâu thì cũng đã bình tĩnh lại. Thiên uy thần tôn, vĩnh dạ, bá thiên chiến thần. Cùng võ thần đảo đều bị trọng thương. Thánh hoàng cùng không võ chết thảm hơn phân nửa, nhưng Khương Phàm chậm chạp không có khởi xướng bôn tập, bởi vì tai nạn vạn kiếp môn đưa tới đã tổn thương linh hồn của hắn nghiêm trọng, càng để lại ác mộng khó mà xua tan, đến mức sau khi niết bàn trùng sinh vẫn suy yếu và đau đớn, cơ hồ không phân rõ mình là còn sống hay là đã chết, người may mắn còn sống sót trong bóng tối rốt cuộc là thật hay là hắn tưởng tượng. An tĩnh kéo dài thật lâu. Hai bên đều không thể tỉnh táo lại từ trong kịch biến trước đó. Đối với bọn người Tiết Thiên Sóc mà nói, vừa rồi hẳn là không chút lo lắng nào, Khương Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cái nguồn năng lượng khủng bố đột nhiên bộc phát cùng trận nổ tung hủy diệt này để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị,
càng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Vĩnh Dạ đút lấy đan dược quý giá vào trong miệng, khép lại thân thể rách dưới, ngắm nhìn đầu nguồn bạo tạc. Vừa rồi hẳn là không chút huyền niệm, Thiên Uy Thần Tôn thiêu đốt sinh mệnh phóng thích, hẳn là có thể đánh chết Khương Phàm, nhưng trong lúc bất chợt, đế khí vậy mà xúc động Ngọc Thạch Đế Quân treo ở cổ áo hắn, theo bạo tạc kéo đến, để hắn như là cảm nhận được vấn đề năng lượng như Thiên Quân Đại Thần Tôn. Không chết sao? Như thế này đều không giết chết. Rốt cuộc ngươi giấu bao nhiêu bí mật? Giữ lại không được ngươi. Còn chưa có kết thúc đâu, đều giết cho ta. Vĩnh Dạ đột nhiên gầm thét phá vỡ hắc ám an tĩnh, thôi động lên, Luyện Thiên Đỉnh, đuổi giết Khương Phàm. Luyện Thiên Đỉnh là thần khí đế tộc, đã từng thuộc về Thiên Quân Đại Thần Tôn, nhưng Thiên Quân Đại Thần Tôn đã sơ khuy bán đế, không cần vũ khí, tự mình chuyển giao cho hắn. Vĩnh Dạ tùy tiện khinh thường vận dụng thần khí, nhưng bây giờ Khương Phàm không dễ giết, nhất định phải làm thật. Luyện Thiên Đỉnh ù ù xoay tròn, bên trong cuồn cuộn hắc ám, xiềng xích hoành hành, như là toàn bộ đất trời đều như là bị đặt vào trong đó, nhật nguyệt tinh thần đều muốn bị luyện làm hư vô. Giết! Bá Thiên Chiến Thần sát ý lao nhanh, mang theo Bá Vương trọng chùy cuồng vũ trong thâm không, không nhìn chiến khu phá toái, xông về phía Khương Phàm. Hắn đã niết bàn, sắp không được. Thiên Uy Thần Tôn suy yếu đau đớn hơn, thần khu kiêu ngạo không bị khống chế mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn không tin Khương Phàm còn có thể lại kháng vạn kiếp môn của hắn. Khương Phàm mãnh liệt lắc đầu, cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Trước tiên liền muốn cưỡng ép diễn biến càn khôn đại táng, nhưng linh hồn hắn đau nhói, ý thức hỗn loạn, không xác định được có thể kích phát ra uy thế hay không, mà Vĩnh Dạ và Tiết Thiên Sóc đều có thể phát giác đại táng, nhất định có thể làm ra ứng đối trước tiên. Cho nên, trong đầu hỗn loạn của Khương Phàm nhanh chóng lấp lóe, chế định chiến thuật mới, hắn gáy to một tiếng, cách khoảng không đánh ra Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương mang theo sát ý như biển, sôi trào thâm không, huyết quang yêu dị, rọi khắp hắc ám, bên trong như là có thần ma cùng múa, gào thét thiên đạo. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, Liệp Thần Thương tăng vọt đến ngàn trượng, giống như là một mảnh sông giết chóc lao nhanh, đánh về phía Vĩnh Dạ. Khương Phàm theo sát phía sau, lấy Lăng Thiên Thuật đuổi giết Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ dùng toàn lực thôi động Luyện Thiên Đỉnh, giống như là lỗ đen chôn vùi, nghênh kích Liệp Thần Thương. Lần xuất chinh này, trước đó còn bị đế quân tự mình khắc xuống đế ngấn ở phía trên, tức là có thể phát huy uy lực và năng lượng cực lớn, càng có thể bảo hộ tính mạng của hắn tại thời khắc mấu chốt. Liệp Thần Thương, đã sớm muốn thử xem thực lực của ngươi. Vĩnh Dạ lấy Yên Diệt Đế mạch thôi động Luyện Thiên Đỉnh, đồng thời chuẩn bị kích phát thần ma đại táng bất cứ lúc nào, nhất định phải trọng thương Khương Phàm. Hắn không tin Tôn Chu Tước này thật giết không chết. Chịu đựng, ta đến rồi. Bá Thiên Chiến Thần nắm chặt Bá Thiên Trọng Trùy, cũng xông về phía Vĩnh Dạ nơi đó, thần lực cuồn cuộn, Bá Thiên Trọng Trùy theo hắn quét ra quỹ tích kinh khủng. Ầm ầm, Liệp Thần Thương đánh xuyên không gian, đâm vào bên trên Luyện Thiên Đỉnh. Như thiên thần rèn sắt, âm thanh rung động hư vô, bộ phận thánh hoàng cùng không võ bên ngoài mấy trăm dặm đều kêu thê lương thảm thiết, màng nhĩ bị rung đổ cả máu. Luyện Thiên Đỉnh lay động mãnh liệt, ầm vang tháo chạy vài trăm mét, sóng chiều chôn vùi ở bên trong mãnh liệt tiêu tán, để Vĩnh Dạ đều trở tay không kịp, chật vật tháo chạy. Uy thế khủng bố của Liệp Thần Thương để Vĩnh Dạ cùng Bá Thiên Chiến Thần đều rất là bất ngờ. Nhưng đế ngấn bên trên Luyện Thiên Đỉnh đã bừng tỉnh, một loại uy lực và năng lượng nguồn gốc từ Thái Sơ Đế Quân bộc phát, cưỡng bức ngăn chặn Liệp Thần Thương lại. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Luyện Thiên Đỉnh ổn định trong chốc lát, Vĩnh Dạ phóng lên tận trời. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn để tính, Khương Phàm hẳn là vừa vặn có thể giết tới nơi này, một kích này của hắn đủ để, vừa đúng, mà, táng diệt truyền thừa của hắn đang cùng cộng minh cùng Khương Phàm, càng có thể phán đoán quỹ tích di chuyển cùng tốc độ của Khương Phàm. Nhưng mục tiêu của Khương Phàm không phải hắn, mà là võ thần đảo ở xa xa, pháp trận nơi đó đã phá, lấy thông thiên trụ nhất định có thể trấn áp. Thần nguyên ở bên trong là chất dinh dưỡng hắn cần nhất vào giờ phút này. Khi Liệp Thần Thương giết tới, một khắc này, Khương Phàm đột nhiên mãnh liệt đạp động Liệp Thần Thương, dựa thế bay lên không, cưỡng ép thay đổi tốc độ, bay lên, đuổi giết võ thần đảo đang khởi động nơi xa. Cái đột nhiên chuyển hướng này, để Vĩnh Dạ vận sức chờ phát động lập tức thất bại. Ngay cả Bá Thiên Chiến Thần đang giết tới cũng đều đột ngột mất đi mục tiêu. Nhưng, khi mà chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một mảnh lôi quang nhanh chóng lan tràn, vọt tới trước mặt Khương Phàm. Khi mà Khương Phàm vừa chuyển phương hướng, trong chốc lát, lôi quang nương tựa theo tốc độ lôi đạo cực hạn,
cũng thuận thế mà lên, đối diện va chạm cùng Khương Phàm. Khương Phàm, ta thay giáo tôn, trả lại ngươi. Sở Vũ dữ tợn, thiêu đốt sinh mệnh thôi phát ra thực lực cảnh giới thánh hoàng đỉnh cao, lúc đầu mục tiêu là Thiên Hồ Thánh Vương, nhưng chậm chạp không thấy bóng dáng, mà Khương Phàm lại đang đại sát tứ phương, hắn đã không kịp phân vân, mục đích hắn liều mạng tăng thực lực lên, chính là báo thù, chính là muốn chết. Oanh, lôi chiều màu sắc rực rỡ ầm vang dẫn bạo, xé rách cơ thể Sở Vũ, cuồng kích chiến trường hắc ám, linh hồn hét lớn lên lần sau cùng, diễn biến ra hư ảnh giống như tế đàn thiên kiếp. Như là tại trong chớp mắt tái hiện thiên kiếp lôi tràng. Thánh hoàng đỉnh phong bạo tạc, đủ để tổn thương thần linh, huống chi là loại thời kỳ đặc thù này. Khương Phàm là thật không nghĩ tới Sở Vũ sẽ giết ra đến, hắn lập tức bị lôi chiều oanh kích, hỏa vũ bay tán loạn, hỏa diễm nhấc lên, mắt thấy là phải chuyển hướng nhưng thân thể cưỡng bức định lại ở đó. Vĩnh Dạ cùng Bá Thiên Chiến Thần cũng bị lôi chiều trùng kích, nhưng thể hiện đồng thời dữ tợn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú tại thời khắc này phát huy hiệu quả đến cao nhất, bọn hắn cưỡng ép nghịch chuyển thế công của mình, nghênh đón lôi chiều, dã tính bộc phát. Ầm ầm, yên diệt tỏa liên, thế như cuồng lôi, thần ma đại táng, trùng kích thần tính. Khương Phàm vừa mới bị ngăn chặn, chiến khu đứng chịu mũi sào, tiếp nhận đả kích vô tình đến từ thần ma đại táng, thần tính suy yếu, huyết nhục vỡ vụn. Toàn bộ hư vô biến mất. Ngay sau đó, yên diệt tỏa liên bạo kích, vô tình đánh xuyên qua Khương Phàm, tàn nhẫn quấn quanh. Ầm ầm, Bá Thiên trọng trùy tùy theo giết tới, tràn ngập thế núi, hải triều, thiên uy, sát uy thần thức vô biên, lấy uy lực đồ thần, đánh vào trên đầu vừa mới trở lại bình thường của Khương Phàm. Bành, đầu vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Rầm rầm, Vĩnh Dạ kéo lấy Khương Phàm, hung hăng đánh vào luyện thiên đỉnh. Thiên uy thần tôn, đánh chết hắn. Sau khi Vĩnh Dạ phóng thích thần ma đại táng, hắn nhanh chóng suy yếu, cắn răng vung ra luyện thiên đỉnh, đánh tới phía thiên uy thần tôn ở nơi xa. Lại đến một kích. Bá Thiên Chiến Thần điên cuồng gào thét trong thâm không, cùng lúc đánh ra một kích toàn lực, trọng trùy như biển gầm như núi lở, đánh lên trên luyện thiên đỉnh. Luyện thiên đỉnh run rẩy kịch liệt, như thiên nhạc lay động, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, gào thét xoay tròn lấy đón nhận thiên uy thần tôn. Tới đây. Phần thiên thần hoàng, chúng ta xin ngươi chịu chết. Thiên uy thần tôn không lo được suy yếu hay đau đớn, lần nữa tế phát vạn kiếp môn. Lấy tình trạng của hắn rất khó kích phát toàn lực, nhưng Khương Phàm vừa mới nhận chủng loại táng diệt kia của Vĩnh Dạ tàn phá, khẳng định là đã vô cùng suy yếu, nói là rơi xuống thần cảnh đều không đủ. Một trận kiếp nạn, đủ để muốn tính mạng hắn. Niết bàn đều khó mà chống cự. Khương Phàm trong luyện thiên đỉnh kịch liệt nảy lên. Trước đó bị vạn kiếp tàn phá ý thức cùng linh hồn, giờ phút này lại lần nữa bị uy lực chôn cất hủy diệt trùng kích, toàn thân suy yếu đau đớn hơn, cơ hồ muốn mê man đi. Hắn cực lực muốn niết bàn, nhưng linh hồn khó mà chống đỡ được, liệt diễm thả ra càng bị năng lượng chôn vùi bên trong luyện thiên đỉnh tiêu hao. Đế ngấn mặt ngoài của luyện thiên đỉnh cũng đang kéo dài phát lực. Khương Phàm đau đớn dẫy dụa, cưỡng ép thả ra thông thiên tháp. Nhất định phải rời khỏi luyện thiên đỉnh. Oanh! Thông thiên tháp thức tỉnh, từng luồng uy lực thông thiên triệt địa, từ dưới đáy trùng kích đến đỉnh tháp, lấy uy lực trụ trời, tránh thoát khỏi sự trói buộc của luyện thiên đỉnh, cưỡng ép vọt ra. Thông thiên tháp đè lấy luyện thiên đỉnh ầm vang hạ xuống, ném ra hư không, va chạm địa tầng thế giới bên ngoài, đồng thời giơ cao nâng lấy hắc ám, đánh vỡ cửu thiên, thẳng tới thiên khải chiến trường. Khương Phàm mạo hiểm thoát khốn. Đừng cho hắn chạy trốn. Vĩnh Dạ suy yếu gào thét, đây lại là cái gì? Bảo vật có thể lên thiên khải trong truyền thuyết kia. Khương Phàm, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi trốn không thoát. Bá Thiên Chiến Thần quả quyết đạp tan thâm không, mang theo Bá Thiên trọng trùy đuổi giết Khương Phàm. Thiên uy thần tôn gào thét mở ra vạn kiếp môn, khóa chặt Khương Phàm. Linh hồn Khương Phàm suy yếu, gian nan phóng thích niết bàn thuật, nhưng... thất bại, đột nhiên thất bại, để Khương Phàm nhập rơi vào hầm băng, con người cũng hơi ngưng tụ, tập trung vào vạn kiếp môn đang mở ra ở nơi xa. Ầm ầm, vạn kiếp môn lay động, xuyên suốt cùng hệ thống pháp tắc thế giới và tự tại vũ trụ, sóng chiều tai nạn phun trào ở bên trong. Khương Phàm cảm nhận được tuyệt vọng chưa bao giờ có. Tuy nhiên, vạn kiếp môn vừa muốn mở ra, lại ầm vang khép kín, ánh sáng cùng khí tức tai nạn nhanh chóng ẩn nấp. Phốc, thiên uy thần tôn há miệng phun máu, suýt chút nữa đã quỳ gối trước cửa, trước đó một khắc thiêu đốt phóng thích, mang đến cho hắn phụ tải cực lớn. Muốn một lần nữa mở ra vạn kiếp môn, đối với hắn là một sự khiêu chiến không nhỏ.
Khương Phàm tinh thần đại chấn, lần nữa phóng thích Niết Bàn thuật. Thất bại! Thất bại! Thất bại! Khương Phàm điên cuồng thôi động, không cam lòng phóng thích ra. Thiên uy thần tôn cưỡng để tinh thần, thiêu đốt đế mạch, phóng thích thần uy, căm tức nhìn Khương Phàm, ngang nhiên mở ra thông thiên tháp. Không nôn nóng, ta đến rồi. Bá thiên chiến thần dữ tợn, chim sẻ đáng chết, mẫu thân nó, ngươi xong rồi. Lão tử muốn dẫm lên thi thể của ngươi, uy chấn thiên hạ. Tránh ra, không cần ngộ thương ngươi. Thiên uy thần tôn mở ra vạn kiếp môn, công lao như thế này, hẳn là thuộc về hắn, cũng nhất định phải thuộc về hắn. Ầm ầm, cánh cửa thiên kiếp mở ra, kiếp nạn phun trào. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm hoàn thành Niết Bàn. Lần thứ hai Niết Bàn. Liệt diễm cuồn cuộn, sôi trào thâm không, chiến khu rách dưới không đầu của Khương Phàm Niết Bàn trùng sinh trong biển lửa mãnh liệt, khôi phục đỉnh phong. Nhưng, muộn. Trước có vạn kiếp môn, mở ra kiếp nạn. Mặc dù không kịp trước đó, nhưng lại tràn ngập nhiều loại năng lượng tai nạn. Sau có bá thiên chiến thần, không nhìn thiên uy khuyên can, điên cuồng giết tới, sát ý cuồn cuộn sôi trào tại toàn thân, bá thiên trọng chùy quét ngang vạn vật, đánh vỡ vụn càn khôn. Khương Phàm đang niết bàn, chiến khu kịch liệt chấn động, quay quanh đi qua phía thông thiên tháp, muốn liều chết ngạnh kháng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, thông thiên tháp mãnh liệt lắc lư, đỉnh cửu thiên đổ sụp diện tích lớn, liên lụy toàn bộ thâm không đều đang lay động. Khương Phàm cho rằng thông thiên tháp cảm nhận được sự của cầu cứu hắn, muốn tiến hành chấn áp chiều sâu, nhưng vừa ngẩng đầu trong chốc lát, lại nhìn thấy ma khí tràn ngập đất trời, như là thác nước hắc ám lao nhanh, từ trên trời giáng xuống. Ma khí nhấc lên, tuôn ra như thủy triều, số lượng lớn hư ảnh ma hoàng chìm nổi ở bên trong, phát ra tiếng ma hống hùng vĩ, vang vọng thâm không, cuồn cuộn vạn cổ. Có thôn thiên ma tộc, bất diệt ma tộc, thiên ma tộc, huyết ma tộc vân vân. Số lượng lớn hoàng giả ma tộc giống như là vượt qua thời không thức tỉnh, đang hét lớn kêu to bên trong ma khí vô tận. Đột nhiên xuất hiện một màn đã kích thích Khương Phàm, càng kinh đến bá thiên chiến thần đang giết tới. Ngay cả phản ứng đầu tiên của thiên uy thần tôn đều là ma tộc giết tới, nhưng, ma tộc làm sao lại từ phía trên giết tới? Bản hoàng, trở về. Nương theo tiếng ma hống càng hùng vĩ, thâm không rối loạn, ma uy bộc phát. Một tôn cự ma nguy nga thuận thông thiên tháp nhanh chóng rơi xuống, hai tay tuôn ra, tập thể ma ảnh bộc phát ở xung quanh, như là diễn biến ra một thế giới ma tộc, đón nhận kiếp nạn trước mặt. Ầm ầm, tai nạn diệt thế, liên miên bất tuyệt, như là hệ thống thế giới đều tập trung vào đó tại thời khắc này. Uy lực và năng lượng cứ việc không bằng trước đó, nhưng vẫn bộc phát thiên thế vô tận, hoành kích chiến trường dễ như trở bàn tay. Nhưng, liên tục bộc phát vậy mà lại đang liên tục sụp đổ trước mặt ma khí dần dần ngưng tụ. Bị gánh vác rồi. Thiên uy thần tôn khó có thể tin. Ma ảnh bên trong ma khí nhanh chóng rõ ràng, giống như là ma tộc đại lục rộng lớn, núi lớn chỉ trời, sông ma như rồng, ma thành nguy nga, số lượng lớn đầu ma hoàng chảy ngang máu tươi, dữ tợn khủng bố, liên tiếp mở ra hai mắt yên lặng. Tiểu Hoa Nhi, đây là ma giới hoàng đồ, bản hoàng, để cho ngươi mở mắt một chút. Thôn thiên ma hoàng cuồng dã vung lên ma giới hoàng đồ, giống như là luân động đại lục ma tộc, vung lên một cái biên niên sử ma tộc vượt ngang 200.000 năm, chống đỡ sóng chiều tai nạn tiếp tục bộc phát, đánh về phía vạn kiếp môn. Ma giới hoàng đồ. Thiên uy thần tôn ngưng tụ con ngươi, trái tim đập loạn, lập tức liền muốn toàn lực thôi động vạn kiếp môn, nhưng thân thể mệt mỏi thật gánh không được tiêu hao như thế, nháy mắt phóng thích không những không thể mở ra, ngược lại còn đưa tới phản phệ, thất khiếu đổ máu. Vạn kiếp môn lù lù bất động. Ma giới hoàng đồ hoành hành không trở ngại, cuồng kích hơn 10 dặm, đập vào bên trên vạn kiếp môn. Một tiếng vang thật lớn như long trời lở đất, vạn kiếp môn tháo chạy, đấm vào thiên uy thần tôn bay ra ngoài. Tại thời điểm xác định là thôn thiên ma hoàng giáng lâm, Khương Phàm thân kinh bách chiến đã thuận thế quay quanh thông thiên tháp, đuổi giết bá thiên chiến thần. Bá thiên chiến thần bị đột nhiên bị ma uy giáng lâm làm cho kinh đến, nhưng tương tự, hắn thân kinh bách chiến. Thế công không giảm, cuồng dã luân động trọng trùy, sôi trào sát huy cuồn cuộn, vòng kích Khương Phàm. Tốc độ của Khương Phàm tiếp tục tăng vọt, lăng thiên thuật chấn vỡ vụn thâm không, giống như vượt qua không gian giết tới. Phần thiên chiến vực như dung nham chảy xuôi, tràn vào móng vuốt hoành kích, móng vuốt cứng cỏi, có thể so với thần binh lợi khí, phần thiên chiến vực kích phát diệt thế phần thiên viêm, nguyên hỏa vạn vật, cùng bát hoang tuyệt diễm. Nhất là bát hoang tuyệt diễm, dưới nguy cơ chiến tranh như vậy. Sát lục cuồng chiều đã đạt đến đỉnh phong.
Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Tiếng Khương Phàm gáy to trong thâm không, thực lực đỉnh phong, bộc phát đỉnh phong. Ầm ầm. Trận va chạm cuồng bạo, như hai viên tinh cầu dã man đập vào nhau, nổ lên ba động, ngay sau đó năng lượng cuồn cuộn, vô biên sôi trào. Bá Thiên Trọng Chùy bỗng nhiên bị ngăn chặn, qua trong giây lát đã vỡ nát hai tay Bá Thiên Chiến Thần, gào thét bay đi. Khương Phàm không ngừng tấn công, rắn rắn chắc chắc đập vào bên trên chiến khu hắn. Bá Thiên Chiến Thần đối diện tháo chạy. Khương Phàm vẫn tiếp tục tấn công, sôi trào liệt diễm, sát ý quyết tuyệt. Bác Thiên Thuật, Bác Thiên Thuật, Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Khương Phàm quét ngang 300 dặm, cuồng kích 17 lần, Bá Thiên Chiến Thần chật vật giãy giụa đến tuyệt vọng, bị tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Khương Phàm bỗng nhiên khẽ hấp, mảnh vỡ vẩy xuống 300 dặm, toàn bộ tràn vào thân thể của hắn. Thân thể như luyện lô, nhanh chóng luyện hóa mênh mông huyết nhục, tư dưỡng hắn tiếp tục tiêu hao mang tới tổn thương. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, toàn bộ hành trình không đến một phút đồng hồ. Vĩnh Dạ nhét đan dược vào trong miệng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa liền trơ mắt nhìn vạn kiếp môn tháo chạy, Bá Thiên Chiến Thần chết thảm. Vĩnh Dạ, rút lui thôi. Trong lúc tháo chạy, Thiên Uy Thần Tôn cưỡng ép khống chế vạn kiếp môn, rồi chạy trốn về phía xa. Rút lui. Thôn Thiên Ma Hoàng rõ ràng sửng sốt một chút, vừa mới giết xuống tới, không rõ tình huống, nhưng trong ý thức kiếp trước của hắn. Cái này giống như không phải từ trong miệng thần tôn cao ngạo nên phát ra tới. Hắn vừa mới triệu hồi ma đồ, chuẩn bị trà đạp vị thần tôn kia, kết quả. Người ta kéo lấy vạn kiếp môn, chạy. Người thất thần làm gì? Đuổi đi, đừng để hắn chạy. Khương Phàm dương cánh hoành kích, một bên dung luyện Bá Thiên Chiến Thần trong cơ thể, một bên đuổi giết Vĩnh Dạ. Ai nói cho ta biết tình huống như thế nào? Lão tử vừa tới. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận. Cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu, nhưng thần tôn lại muốn chạy trốn, hắn thấy đây đơn giản chính là không xứng làm thần. Thần, sao có thể chạy? Thần, là không nên sợ hãi. Tiểu Hoa Nhi cút trở lại cho ta, bản hoàng lên lớp cho ngươi. Thôn Thiên Ma Hoàng vung lên ma giới hoàng đồ, đuổi giết Thiên Uy Thần Tôn. Thiên Uy Thần Tôn cũng mặc kệ tôn cự ma kia gầm loạn cái gì, tình thế phát triển đã đi quá xa so với những gì dự đoán trước, không cần thiết lại ở lại. Mặc dù hắn suy yếu, chật vật, đau đớn, nhưng chung quy vẫn là thần tôn đỉnh phong, sau khi điều dưỡng ngắn ngủi, vẫn có thể cưỡng ép mở ra vạn kiếp môn. Lần này không phải phóng thích năng lượng, mà là mình tự đi đến. Vạn kiếp môn nhanh chóng hoành hành trong bóng đêm, hình dáng dần dần mơ hồ. Mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Vạn kiếp môn, quay về trật tự thế giới. Đó là vật gì? Thôn Thiên Ma Hoàng từ từ dừng lại. Cẩn thận cảm nhận, vậy mà hoàn toàn không có tung tích. Một bên khác, Vĩnh Dạ làm ra lựa chọn khuất nhục, rút lui. Ngọc cốt trên cổ áo hắn là đế quân tặng cho, sớm tại thời kỳ Thánh Hoàng đã đeo trên cổ, bên trong chiếm cứ đế uy kinh khủng. Nháy mắt phóng thích, chiều dâng chôn vùi hoành kích tám phương, không gian, thời gian, tự nhiên các loại, đều thuộc về hư vô. Một cái vực sâu dung thực thế giới thành hình xung quanh Vĩnh Dạ. Cuộc chiến thương huyền, vừa mới bắt đầu. Vĩnh Dạ được đế cốt bảo hộ, lôi vào trong hắc ám dung thực, biến mất ở bên ngoài thế giới. Thiên Uy cùng Vĩnh Dạ khuất nhục rút lui, lại để các thánh hoàng tản mát nhìn đến ngây người. Kết thúc. Đều đi rồi. Chúng ta thì sao? Số lượng lớn thánh hoàng dùng mình, không chần chờ chút nào, tất cả điên cuồng mà chạy trốn. Bên trên võ thần đảo rách dưới yên tĩnh như chết, cho đến khi Thiết Thiên Sóc đau đớn gào thét, hòn đảo u chuyển động, chạy trốn về phương xa. Khương Phàm không có gấp rút đuổi bắt võ thần đảo, hắn lấy lăng thiên thuật quét ngang chiến trường, bất luận là võ giả không gian hay là thánh hoàng, toàn bộ đều bị săn giết. Chiến trường hắc ám lần nữa biến thành vùng đất Tu La. Mặc dù thánh hoàng cao ngạo cường đại, nhưng ở trước mặt Khương Phàm đã chạm tới bán đế, điên cuồng phản kích không có chút ý nghĩa nào. U minh địa ngục, cá voi chết tiệt, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Hoàng tộc hải thần đảo nho nhỏ như ngươi cũng muốn học cửu thiên thần giáo làm nội gian. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Trong con mắt của Kim Vô Song dâng lên kim quang, giống như là hai ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng vũ động hoàng kim chiến kích, như chiến thần lâm thế, đuổi giết dương biện giữa thiên địa hắc ám. Dương biện hóa thân thành cự kình vạn mét, hoành hành trong bầu trời mênh mông, chật vật chạy trốn. Vừa mới bắt đầu còn muốn chém giết cùng Kim Vô Song. Kết quả sau khi ngạnh kháng mấy chục hiệp, chỉ có thể chật vật tháo chạy, bây giờ toàn thân hắn rách dưới,
thủng trăm ngàn lỗ, mỗi lần đong đưa thân thể, đều đau đớn giống như mang khoan tim thực cốt, máu đổ đầy trời. Muốn mở ra cánh cửa địa ngục rút lui, nhưng tốc độ của Kim Vô Song quá nhanh. Thả ta ra ngoài, ta đếm tới ba, nếu không ta đánh chết con cá voi chết tiệt ngươi đây. Một. Kim Vô Song tức giận đến không kiềm chế được, toàn thân phát ra cường quang hoàng kim hừng hực, chiếu phá u minh, xua tan hắc ám vô biên. Nàng cách hơn 10 dặm, vũ động lên hoàng kim chiến kích sôi trào giữa màn trời, như là bổ ra một cái thế giới màu vàng, đánh về phía Dương Biện xa xa. Dương Biện phát ra tiếng kình minh kinh khủng, giống động sinh tử lưỡng giới, thiên địa trước mặt sụp đổ, âm dương nghịch loạn. Đồ thần chiến kích hoành không chỉ tới phía trước. Xung quanh đều trở nên rối loạn vặn vẹo, sinh tử giới hạn mơ hồ, u minh cùng bình chướng nhân gian cũng mơ hồ. Ầm ầm, hoàng kim hoành kích hơn 10 dặm, như là mông con sông màu vàng lao nhanh, bên trong chìm nổi lấy hư ảnh hoàng kim thiên phủ, cung điện thành đàn, tộc nhân ngàn vạn, bảo tàng phát sáng, khuấy động thần uy cường hãn. Đồ thần chiến kích kiên trì ngắn ngủi, sau khi tiêu hao một bộ phận thần uy hoàng kim, ầm vang tháo chạy, hoàng kim còn lại vô tình xuyên qua thân thể vạn mét của Dương Biện, xuất hiện một cái lỗ máu to mấy chục mét. Dương Biện đau đớn gào thét, nhưng gào thét rất nhanh đã biến thành gầm thét. Kích thứ hai, đến đây. Hai, kim thân trong cơ thể Kim Vô Song thức tỉnh, cùng chân thân dung hợp, thực lực tăng vọt. Đôi mắt bộc phát ra kim quang nồng đậm, như là hàng tỷ chùm sáng tập kết lại, hiện ra thần uy hoàng kim gần như thiên phạt, đánh về phía Dương Biện. Bành, kim quang đánh xuyên sinh tử giới hạn, nổ tung bình chướng u minh cùng nhân gian, lần thứ hai đánh xuyên Dương Biện. Lần này là trọng thương linh hồn. Mặc dù sau khi dị biến thành vạn cổ minh kình, Dương Biện cơ bản đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích sinh tử, nhưng bây giờ cuối cùng vẫn còn chưa tới bước chân chính siêu thoát tại sinh tử, đả kích thảm liệt để kinh hồn của hắn cơ hồ vẫn diệt. 3. Kim Vô Song đột nhiên phóng tới, đuổi giết cánh cửa địa ngục. Kim quang ngút trời 3.000 trượng, hoàng kim chiến kích nhấp nháy tia sáng, chém thẳng xuống, thanh thế kinh người, chiến kích triệt để thức tỉnh, cộng minh cùng hoàng kim chiến hồn, ánh sáng quá thịnh, như là chiếu thấu vạn dặm u minh, như là vạch phá thiên vũ, đánh ra thế công kinh khủng. Dương Biện biết mình gánh không được, mà, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn quả quyết lấy đồ thần chiến kích diễn biến ra cánh cửa địa ngục, âm khí gào thét, minh hỏa phiêu diêu, xiềng xích u minh rầm rầm giòn vang, như hàng vạn tia lôi đình, lít nha lít nhít cuốn lấy hắn, bỗng nhiên lôi vào trong cánh cửa. Kim Vô Song kịp thời thu tay lại, bay lên, giống như chùm ánh sáng đánh xuyên thiên địa, cưỡng ép vọt vào cánh cửa địa ngục. Cá voi chết tiệt, người đã chọn sai chủ nhân. Khương Phàm vừa chết, Thương Huyền Luân hãm, tiếp theo chính là hải thần đảo các ngươi. Kim Vô Song rơi xuống trên thân Dương Biện, luân động hoàng kim chiến kích, chuẩn bị oanh sát nó bất cứ lúc nào. Con quỷ nhỏ, chờ ta tiến tới thần cảnh, lại cùng các ngươi chơi một chút. Dương Biện từ đầu đến cuối không có thả ra hoàng nê đài trong thân thể để khôi phục, kim quang vạn trượng, chiếu thấu toàn thân, thần tính mãnh liệt sôi trào, khuấy động nội hải, kinh hồn cường thịnh. Thực lực của Dương Biện trong chốc lát đã tăng vọt đến cực hạn, như là chạm tới cảnh giới thần linh. Thần uy so với Kim Vô Song thời khắc này thấp gấp 3 lần, hắn bộc phát vẫn kém một chút, nhưng thắng ở đột nhiên, thắng ở thời cơ. Dương Biện mãnh liệt nhấc thân thể kình ngư vạn mét của mình lên, sinh tử đại đạo hoắc loạn cửu u thâm không, liên lụy luân hồi pháp tắc. Con quỷ nhỏ, lưu vong cửu u đi. Kim Vô Song vội vàng không kịp chuẩn bị cưỡng ép quăng bay đi. Xô ra sinh tử đại đạo, bị năng lượng vô hình kéo vào cửu u thâm không. Cá voi chết tiệt. Tiếng Kim Vô Song tức giận gào thét quanh quẩn tại thâm không minh mông, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng. Cáo từ. Dương Biện đi ngang qua con đường sinh tử, đánh tới nhân gian giới. Nơi nào đó tại Tây Bắc, đất trời bình tĩnh trong lúc bất chợt bị âm phong tàn phá bừa bãi, mây đen cuồn cuộn, một cánh cửa địa ngục âm trầm kinh khủng thông thiên đạt địa, xuất hiện vặn vẹo từ trong bóng tối. Ầm ầm tiếng vang, như chuông tang huyết dài, hồi hộp chúng sinh, địa ngục mở cửa, minh quang dâng lên, xiềng xích hoành hành. Dương Biện bãi động kình thân vạn mét rách mướp, xông ra u minh địa ngục, trở lại hình người trong tiếng răng rắc giòn vang. Hô, hô, Dương Biện kịch liệt thở dốc, cố nén đau đớn đóng cánh cửa u minh lại, phong cấm Kim Vô Song ở bên trong cửa u thâm không. Mặc dù không thể giết nàng, nhưng nàng muốn lao ra, không có 10 ngày nửa tháng là khó khăn. Nơi này là chỗ nào? Dương Biện đưa mắt nhìn ra xa, sơn hà cẩm tú, không gian vững chắc,
không có bất kỳ vết tích không gian sụp đổ cùng chiến tranh gì cả. Ta lại chạy xa như vậy. Dương Biện nhét đan dược vào trong miệng, nóng nảy tìm kiếm chiến trường của Khương Phàm. Mặc dù đã kéo lại Kim Vô Song, nhưng trong này còn có dòng dã 4 tôn thần, nhất là Thiên Uy Đại Thần tôn thể phải báo thù, không biết Khương Phàm có thể gánh vác được hay không, cục diện như thế nào. Đánh dấu đặc biệt nơi này, thân thể bắt đầu hư hóa là biến đổi đến vấn đề bán đế. Là bán đế, không phải đế cảnh, bộ phận hư hóa chỉ là mạnh hơn một chút so với thần linh đỉnh phong, mà không phải phải vào đế. Sau khi hoàn toàn hư hóa, mới thật sự là bán đế. Sau đó lại lên trên đăng thiên kiều, chứng đạo xưng đế. Ngươi chính là Dương Biện. Bên ngoài chiến trường, hai lão nhân trốn khỏi ma chảo của Khương Phàm đối diện gặp phải Dương Biện. Dương Biện chân đạp hoàng nê đài, trong tay cầm đồ thần chiến kích, chỉ tới trước mặt lão nhân. Gọi Dương ra ra. Kim Vô Song đâu? Bọn lão nhân hắn không phải người ngoài, chính là lão tổ Thiên Hoang Thần Cung cùng Hạo Vô Cực của Thái Cổ Thần Miếu. Hai cường giả cấp bán thần đại viên mãn, may mắn đào thoát khỏi Khương Phàm săn giết. Chết, phong trong địa ngục, cho quỷ ăn. Dương Biện hừ lạnh, sát ý nghiêm nghị. Hải thần đảo ngươi đã đứng sai đội. Khương Phàm đã chết, bị vạn kiếp môn đánh chết, Thái Sơ đế tộc đang đuổi giết thượng thương cổ thành, vây bắt thiên hậu. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, chính là tận thế của hải thần đảo các ngươi. Hạo Vô Cực dữ tợn hô to. Ha ha, ngươi đúng là ngu xuẩn. Một hải thần đảo nho nhỏ, cũng dám nhúng chàm phong vân thế giới như vậy. Thiên Hoàng lão tổ đã hiểu ý tứ của Hạo Vô Cực, cũng đi theo uy hiếp. Bầu không khí thoáng nghiêm trọng. Dương Biện cau mày, không phân rõ bọn hắn nói thật hay giả. Hạo Vô Cực cùng Thiên Hoàng lão tổ cũng khẩn trương, bọn hắn lo lắng Khương Phàm truy sát tới. Lại không rõ ràng người này lúc ấy là làm thế nào mở ra cánh cửa địa ngục. Các người đây là đi đâu? Dương Biện quan sát đến hai lão gia hỏa. Đương nhiên là đi thông báo đế tộc. Chúng ta không ngăn cản kẻ ngu xuẩn ngươi đây, không cần thiết liều mạng cùng ngươi. Ngươi có thể chạy trở về hải thần đảo chỉnh lý phần mộ, cũng có thể đến thượng thương cổ thành tai họa chôn cùng cho đám người thiên hậu kia. Trong lòng Hạo Vô Cực khẩn trương tới cực điểm, nếu như không phải tuổi tác lớn, trải qua nhiều hơn. Lúc này thật đúng là có khả năng lộ tẩy. Thiên Hoàng lão tổ cũng không dám dây dưa nhiều, mặc dù bọn hắn là hai bán thần, nhưng muốn giết ra hỏa khống chế hoàng nê đài này chỉ sợ muốn trì hoãn thật lâu, nếu như mang theo tên điên Khương Phàm kia thì xong rồi. Dương Biện lạnh lùng nhìn bọn hắn, trong lòng cũng có chút luống cuống. Khương Phàm mặc dù rất mạnh, nhưng kẻ địch hắn gặp phải lại quá nhiều, không thể nào một mực thắng được, chẳng lẽ? Thật, tiểu gia hỏa. Sau này chúng ta còn gặp lại. Hạo Vô Cực giả bộ như phách lối cười lạnh hai tiếng, cùng Thiên Hoang lão tổ cùng rời khỏi, còn cố ý đi qua gần Dương Biện. Phần này tư thái cùng ánh mắt, để tâm tình Dương Biện đã chìm lại chìm. Sau khi Hạo Vô Cực cùng Thiên Hoang lão tổ đi qua bên cạnh Dương Biện, cũng âm thầm thở phào. Lừa gạt, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Biện đột nhiên hô lớn một tiếng. Khương Phàm, ngọa tào, tới. Hạo Vô Cực cùng Thiên Hoang lão tổ kinh hồn kêu to, hồn đều muốn bay ra ngoài, theo bản năng quay đầu nhìn sang, vừa vặn vừa quay đầu đã đối mặt với ánh mắt sắc bén của Dương Biện. Lão già, gạt ta. Dương Biện gầm thét, mang theo đồ thần chiến kích bay thẳng lên trời. Chậm đã. Thiên Hoang lão tổ chỉ tới Dương Biện, tức giận quát bảo ngưng lại. Chuyện gì? Dương Biện nắm chặt đồ thần chiến kích, khí tức sinh tử cuồn cuộn, vặn vẹo sinh tử giới hạn. Âm phong kêu gào giữa đất trời, minh quang như sấm. Tiểu bối, ngươi không phải tên điên Khương Phàm kia, ngươi liều không được với hai chúng ta, nếu như ép chúng ta, ngược lại là có thể giết ngươi. Nếu như ngươi thức thời, hẳn là mau mau rời khỏi đi tìm Khương Phàm, mà không phải ở chỗ này dây dưa. Thiên Hoàng lão tổ thật sợ Khương Phàm giết đỏ cả mắt đuổi tới. Lão già, sợ chết, hào hùng trước khi ngươi tiến vào Thương Huyền đâu. Dương Biện hét lớn. Chân đạp hoàng nê đài, vũ động đồ thần chiến kích đuổi giết Thiên Hoang lão tổ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, là ngươi tự tìm. Thiên Hoang lão tổ tế lên 36 cây cấm nguyên tà văn trụ, như kiếm phong màu đen san sát nhau, thông thiên đạt địa, vây Dương Biện ở bên trong. Cấm nguyên tà văn trụ, cấm nguyên bảo vật đặc hữu của Thiên Hoang thần cung, có thể dung hợp cùng đất trời, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng, như là trở thành một bộ phận ở giữa càn khôn, hình thành không gian giam cầm bá đạo. Một khi giam cầm không gian thành hình, ngay cả năng lượng của người bị nhốt đều sẽ nhận xé rách,
nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Lúc trước trong thế giới mới, Hồng Hoang Thiên Long và Bạch Tai chính là bị Ân Sát Cấm Nguyên Tả Văn trụ khống chế. Ầm ầm, oanh, rầm rầm rầm. 36 cây Cấm Nguyên Tả Văn trụ có chìm vào địa tầng, có treo cao giữa trời, có giơ nâng cao bầu trời, hình thành không gian giam cầm cường tuyệt, vây khốn Dương Biện. Hạo Vô Cực, dùng âm dương bí thuật của ngươi, mang chúng ta rời khỏi nơi này. Thiên Hoàng lão tổ cường thế thôi động Cấm Nguyên Châu, phong khốn Dương Biện. Dương Biện luân động đồ thần chiến kích mãnh liệt oanh kích, nhưng giam cầm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vững chắc, đánh không gian bên trong sụp đổ, sinh tử hoắc loạn, lại không lay động được một chút nào. Vẻ mặt Hạo Vô Cực giãy giụa, dứt khoát thả ra âm dương ảo diệu. Đây là âm dương trung cực ảo diệu hắn lĩnh hội tại thời điểm bế quan ở Hoàng Thành, cũng là tuyệt kỹ của lão tổ Hạo Huyền Minh, nhưng còn không có lĩnh ngộ thấu triệt, tăng thêm tiêu hao quá lớn, là thứ để hắn chờ tại thời khắc sống còn mới dùng. Nhưng tình huống bây giờ làm cho hắn không thể không đi điên cuồng tiến hành. Khí tức thái âm thái dương cuồn cuộn. Lấy lưỡng nghi sinh tứ tượng, lấy tứ tượng diễn bát quái, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, tia sáng mông lung, tầng tầng đồ trận nhanh chóng trải rộng ra, càn, khôn, tốn, đổi, cấn, chấn, ly, khảm các loại phù văn bát quái tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, cùng thiên địa cộng minh, giao hòa cùng bình chướng sau lưng. Sau đó, phù văn nhảy lên. Y theo trình tự đặc biệt mà chấp hiện, tia sáng chảy xuôi, giống như thủy triều chập trùng, tầng tầng lớp lớp, cưỡng ép mở ra cánh cửa càn khôn, muốn cùng rời khỏi thế giới này. Giống, bị giam cầm trong không gian, Dương Biện đang sôi trào hoàng nê đài kích phát tiềm lực linh văn, hóa thân thành vạn cổ minh kình. Minh kình dài đến vạn mét, toàn thân đen kịt, che kín minh văn quỷ dị, khí tức sinh tử cuồn cuộn. Đồ thần chiến kích lao lên. Cưỡng ép vặn vẹo giới hạn sinh tử trong không gian phong cấm, tái hiện U Minh Quỷ Môn. Ầm ầm, Quỷ Môn nguy nga, thông thiên triệt địa, chỉ cửu trọng thiên phía xa nhân gian, chấn áp 10 phương U Minh, tại lúc Quỷ Môn ầm vang mở ra, trong chốc lát, tử khí U Minh, luân hồi đại đạo vô tận, như ngàn vạn tia lôi đình, rầm rầm đánh vào trong thân thể Dương Biện. Thực lực Dương Biện tăng vọt, dung chuyển cửu thiên thập địa, giống động sinh tử lưỡng giới, há miệng trực tiếp nuốt lấy hoàng nê đài. Thực lực lần nữa tăng vọt, từ cảnh giới bán thần vô hạn tới gần thần cảnh. Ta không đấu lại thần, còn không đấu lại ngươi. Dương Biện mười mãnh liệt nhất thân thể vạn mét lên, đất trời vỡ vụn, tại thời khắc xuyên thẳng qua sinh tử, cuồng dã đụng phải bình chướng phong cấm. Một tiếng vang thật lớn, một ngạt đến mức để cho người ta sợ hãi, như là cùng thế giới này va vào nhau. Mười mấy cây cấm nguyên tà văn trụ răng rắc giòn vang, sinh sinh đứt đoạn. Bên trong chữ hàng nguyên lực nguyên thủy giống như là dòng lũ giống như hoành kích toàn trường. Cự kình hoành hành không trở ngại, ngạnh kháng lấy bạo tạc xâm nhập, xông ra khỏi bình chướng. Sắc mặt Thiên Hoàng lão tổ đại biến. Lão tử từ bỏ, Hạo Vô Cực, lấy khí độ lão tổ tông ngươi ra, mang ta rời khỏi. Một tiếng từ bỏ, tất cả cấm nguyên tà văn trụ toàn diện phóng thích. Những chí bảo chấn tộc này đã truyền thừa trên vạn năm, bị Thiên Hoàng lão tổ xem như đồ phóng thích bạo phá. Tà văn trụ chìm ở trong địa tầng dẫn nổ sơn hà, dung nhập trong bầu trời chấn vỡ nát cửu thiên, chìm nổi giữa thiên địa thì nhấc lên sóng chiều không gian. Dương Biện gần như tiếp nhận càn khôn đại táng, cơ hồ muốn bị tươi sống phá hủy. Thiên Hoàng lão tổ nhìn bạo tạc hủy trời diệt đất, trái tim đều đang chảy máu, đó là chí bảo chấn tộc tổ tông để lại a. Nhưng chạy trốn lại nghiêm túc, dứt khoát quyết nhiên xông về Hạo Vô Cực. Lúc này Thái Âm Thái Dương đang va chạm ra một cái tiểu thế giới rời khỏi với thế giới, có thể tiếp nhận Hạo Vô Cực rời khỏi vùng không gian này, tránh cho tất cả đả kích, càng không nhận cái này thế giới quy tắc ảnh hưởng. Nhanh đi! Hạo Vô Cực tái nhợt sắc mặt, lo lắng la lên. Thân thể vốn đã trọng thương, cuối cùng cũng không quen thôi động huyền bí như vậy, tiêu hao quá lớn. Tới! Thiên Hoàng lão tổ hô to xông lại, phía sau đột nhiên truyền ra tiếng kình minh to rõ. Dương Biện máu me khắp người xông ra khỏi sóng chiều bạo tạc, há mồm điên cuồng gào thét, trong miệng hắc ám giống như là minh hà quỷ dị, bên trong có ác thủy hoành hành, có vong hồn gào thét, càng có âm lôi cuồn cuộn, gió lốc tử khí. Lão già, ngươi muốn đưa ta xuống địa ngục, ta chính là trốn tới từ địa ngục, ngươi biết ta là hóa thân của Minh Kình, chịu đựng biết bao nhiêu không? Cơ thể Dương Biện run rẩy kịch liệt, minh văn dày đặc giống như là muốn xé rách thân thể, minh quang vô biên. Để mênh mông đất trời đều trở nên đen kịt. Thiên Hoàng lão tổ kinh ngạc nhìn xuống, quay người liền muốn chạy trốn. Dương Biện há miệng rít gào,
một mảnh uy lực minh hà cuồng kích thiên địa, đỡ tiếp nhân gian cùng địa ngục. Thiên Hoàng lão tổ thấy là đã sắp xông vào tiểu thế giới mà Hạo Vô Cực ngưng tụ rồi, nhưng Hạo Vô Cực sợ,